Chương 661: Tiềm năng. Amina, chú ý. Sau một khắc, bị nhốt tại hỗn độn hỏa trong lưới bỉ bồng, bất chấp trên người mình kịch liệt đau nhức, lớn tiếng kêu lên. Amina tươi cười đắc ý, kiết nhiên nhi chỉ. Hơn 10 đạo hắc trung sáng loang loáng, quỷ dị mà tại nàng bốn phía di động hiện ra. Băng phách phi đao. Amina cơ hồ lập tức tự phát giác được không đúng, những này phi đao nhất định là có thể huyễn hóa ra băng tuyết chi lực đem Iliic vây khốn, cuối cùng nhất vứt bỏ tánh mạng cái chủng loại kia. Lợi hại ám khí, cùng tiêu phàm người thứ nhất đối mặt thời điểm, tựa hồ chứng kiến tay hắn cánh tay vừa động, hình như là thả ra một ít gì đó, thật lâu không thấy dị thường, Amy Na cũng sẽ không có lại để ở trong lòng. Tiểu thuyết, tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất không nghĩ tới tiêu phàm lúc ấy chính là đem những này phi đao thả đi ra ngoài, mai phục lâu như vậy mới rốt cục lần nữa gọi về đi ra. Loại này có thể một mực tại trong hư không che giấu, thời khắc mấu chốt mới đột nhiên hiện thân pháp bảo, Amina tuy nhiên không phải chưa nghe nói qua, nhưng có rất ít qua cùng loại giao thủ kinh nghiệm. Đợi nàng phát giác không ổn, đã muốn rơi vào rồi băng phách phi đao trong vòng vây. Không đợi Amina lại có cái gì động tác, hơn 10 miếng phi đao mãnh liệt hướng chính giữa kích xạ mà đến, Amina chỉ cảm thấy một cổ có thể đông lạnh thông thiên mà kỳ hàn chi lực, bỗng nhiên tuôn ra, còn không có đắc và có thi triển thủ đoạn. Toàn thân huyết mạch lập tức đã bị đông cứng rồi, ngay sau đó, cả người đều bị đông lạnh thành một cái cự đại băng vướng mắc hạt cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Bị nhốt tại hỏa trong lưới bỉ bồng, gắt gao nhìn thẳng không trung băng vướng mắc hạt không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bất quá ngay sau đó, hắn lại âm thanh kêu to lên. Lúc này đây, lại không phải là vì Amina, mà là vì mình. Hạo Nhiên chính khí dĩ nhiên xâm nhập đến hắn trong xương tủy, toàn thân không một nơi không đau. Audio điện tử võ tấn bền. Đầy trời huyết vũ, cũng tại lúc này hậu ào ào rơi xuống. Nhưng là, không ai chủ trì huyết vũ, pháp lực giảm đi, thoáng cái biến thành không hề linh tính vật chết. Huyết phú qua đi, tiêu phàm toàn thân bạch sắc quang mang lòe lòe tỏa sáng, uy lực giảm nhiều huyết vũ, bị hắn hộ thể linh quang tất cả đều chắn bên ngoài, trên người không có nhiễm đến một tia nửa điểm. Tiêu phàm tay phải vừa động, Màu đỏ sậm viêm linh chi lưới kiếm, lần nữa lộ ra hiện ra. Sau lưng một đôi ngân sắc cửa cánh hư ảnh lóe lên, cả người lập tức phi độn mà dậy, hướng về giữa không trung bị đông tại huyền băng bên trong Amina bay đi. Amina gắt gao nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy oán độc quang mang, nhưng bị huyền băng đông lạnh đắc kết kết thật thật, cho dù trong nội tâm lại thống hận Tiêu Phàm, giờ phút này cũng như dê đợi làm thịt giống nhau, toàn bộ không có lực phản kháng. Tiêu Phàm hờ hững nhìn Amina liếc nhẹ nhàng lay động đầu, hai tay nắm ở viêm linh chi lưới kiếm chuôi đao, đem dài hơn một thước màu đỏ sậm trường đao, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Pháp lực cuồn cuộn rót vào, thân đao lập tức biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp. Đóng băng bên trong Amina, trong mắt to lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Vị này kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, huyết tộc tuần tra đại sứ. Rõ ràng tại tiêu phàm trong mắt thấy được không che giấu chút nào sát cơ. Cái này đương làm khẩu, Tiêu Phàm không có ý định cùng nàng nói cái gì nhân thứ cho chi đạo. Miranda Vương phi vẫn còn lặng yên tư bảo gia tộc trong khống chế, Tiêu Phàm lẻ loi một mình. Đã phải bảo vệ Adelina, lại phải nghĩ biện pháp cứu ra Vương phi. Đối mặt thế cục thật sự không thể lạc quan. Amina là lặng yên tư bảo gia tộc trọng yếu chiến lực, thừa dịp dưới mắt đã muốn chế trụ nàng. Đem nàng một đao diệt sát, chính là là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi như vậy, nhất định sẽ lại để cho lặng Yên Tư Bảo phương diện sức chiến đấu đã bị rất lớn suy yếu. Oanh, sơ cao khỏi đỉnh Viêm Linh chi lưới kiếm, lưỡi đao phía trên giấy lên hừng hực liệt diễm. Không có đặt chân, thiên nhân cảnh, thời điểm Tiêu Phàm muốn đem Viêm Linh chi lưới kiếm uy lực thúc sử đến trình độ như vậy, không sai biệt lắm muốn quán chú toàn thân pháp lực, trong thời gian ngắn rất khó dùng lần thứ hai. Bởi vậy lúc kia, Viêm Linh chi lưới kiếm tại Tiêu Phàm trong tay là với tư cách trung cực sát khí đến sử dụng đích đối với địch nhân phải một kích geyota s chết nếu không pháp lực tiêu hao quá lớn tiêu phàm chính mình sẽ lâm vào bị động bên trong dưới mắt tiêu phàm pháp lực đại tăng tại trong thời gian ngắn liên tục sử dụng hai ba lần viêm linh chi lưới kiếm miễn cưỡng cũng có thể có thể liếu tương đương đương nhiên tiêu phàm cũng có thể cảm giác được viêm linh chi lưới kiếm chính thức huy lực xa xa chưa từng phát huy ra đến chui, này đau dưới mắt nhiều nhất thì ra là bị pháp lực quán chú rất ít một phần nhỏ, còn có thật lớn tiềm lực chờ hắn đi khai phát. Tiêu phàm tin tưởng, chờ hắn đem thiên nhân cảnh, tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh giới, khẳng định còn có thể tiến thêm một bước kích phát viêm linh chi lưỡi kiếm tiềm lực. Nếu như có thể đột phá tầng thứ nhất bình cảnh, bước vào tầng thứ hai cảnh giới, hiệu quả nhất định còn có thể nâng cao một bước. Bất quá tự trước mắt uy lực như vậy, chém gờ yêu ít bị nhốt tại huyền băng bên trong vô pháp nhúc nhích Amina, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiêu phàm trong mắt, bỗng nhiên bắn ra ra một cổ mãnh liệt thô bạo khí. Viêm linh chém, tiêu phàm một tiếng hét to, một đạo thật dài hỏa tuyến, hướng về cách đó không xa băng vướng mắc hạt chém thẳng vào mà đi, đem hư không nhuộm thành một mảnh hỏa hồng vẻ. Bị nhốt tại huyền băng bên trong Amina, nguyên vốn cả chút phát xanh sắc mặt, bị nóng rực đau mang chiếu dọi đắc đỏ bừng, trong mắt vẻ sợ hãi lập tức chuyển hóa làm dứt khoát kiên quyết thần sắc. Trong nháy mắt, Amina chặt chẽ bao vây lấy chính mình cái kia xong màu đen cánh bằng thịt bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, phảng phất thoáng cái bị máu tươi tràn ngập trong đó, cùng viêm linh chi lưới kiếm phát ra đao mang đồng dạng, trói mắt sáng trói. Suy, viêm linh chi lưới kiếm phát ra đao mang cùng phong ấn Amina huyền băng đan vào cùng một chỗ. Một cổ khói xanh bay lên, huyền băng lên tiếng mà mở. Ngay tại đao mang sắp bổ tới Amy Na đỉnh đầu thời điểm, rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô cùng huyền băng đột nhiên bị một cổ sức lực sụp đổ mở. Amy Na đỏ tươi hai cánh dùng sức một cái, thân thể nhanh vô cùng về phía hậu vào tới. Bá, nóng bỏng đao mang vừa bổ mà xuống. Amy Na một tiếng thê lương thét lên, cánh trái thượng máu tươi phún rũng ra, một ít đoạn cánh bằng thịt bị liệt diễm nhất quyển, lập tức hóa thành khói xanh, theo gió phiêu tán. Loại này biến cố, cũng là vượt qua tiêu phàm ngoài ý liệu, nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, hai tay đồng dạng, thật dài viêm linh chi lưới kiếm lần nữa dơ lên, bộc phát ra chói mắt chói mắt hỏa hồng sáng bóng. Amy na quát to một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trước mặt hóa thành một chùm huyết vũ, hướng về tiêu phàm phun bắn đi. Tiêu phàm trong tay viêm linh chi lưới kiếm dương lên, huyễn hóa ra một mặt hỏa thuẫn lá chắn, tất cả huyết vũ lập tức tại liệt diễm chi trung hóa vì khói xanh. Amy Na cũng không còn trông cậy vào cái này một ngụm máu tươi thật có thể làm bị thương tiêu phàm, nàng chỗ tranh giành đích, chính là chỗ này một chút thời gian. Huyết phú đem tiêu phàm thoáng cản trở thoáng một tí, Amy Na vậy đối với không trọn vẹn không được đầy đủ cánh bằng thịt, mãnh lực một cái, xoáy lên một cổ cuồng phong, Amy Na cả người hóa thành một đạo hắc mang, hướng xa xa bay đi. Viêm linh chi lưới kiếm quang mang dần dần ảm đạm, tiêu phàm thủ đoạn một phen, hỏa diễm đao biến mất không thấy gì nữa cử động tay khẽ vẫy, hơn 10 miếng hắc trung sáng băng phách phi đao bay nhanh mà quay về, bị tiêu phàm thu vào, đỉnh càn khôn tu khắp trời gian trong. Mắt nhìn lấy đi xa cái kia một đạo hắc mang, tiêu phàm nhẹ nhàng lay động đầu, chậm rãi đánh xuống thân hình. Amy Na cứ việc đã muốn bị thương, độn nhanh chóng như trước tại phía xa bình thường tuần tra sứ giả phía trên, tiêu phàm ghi nhớ lấy Adelina an nguy, không có ý định đuổi theo. Tại vừa rồi cái loại này gần như tuyệt cảnh dưới tình hình, Amina như trước có thể thoát thân mà đi, cũng quả thật làm cho người có chút không tưởng được. Theo Amina, màu đen cánh bằng thịt bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi đến xem. Tiêu Phàm kết luận, vị này huyết tộc tuần tra đại sứ tất nhiên là sử dụng nào đó kích phát tiềm lực bí thuật mới có thể năng lực tại lập tức thực lực đại trướng. Đồng thời mượn nhờ viêm linh chi lưới kiếm phá vỡ huyền băng lập tức hơn sám hợp lực nhất cử thoát khốn. Bình thường mà nói, có thể tại lập tức kích phát tiềm lực bí thuật đều đều không ngoại lệ sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại. Amy Na sử dụng bí thuật kích phát bản thân tiềm lực trước đây bị viêm linh chi lưới kiếm bổ trúng cánh ở phía sau bị thương không thể bảo là không nặng. Tiêu Phàm tin tưởng, tung tính toán vị này tuần tra đại sứ tài cán vì lớn hơn nữa lần này cũng đủ nàng được đích trong thời gian ngắn nên vậy rất khó khôi phục đỉnh phong chiến lược liếu tương đương. Trở lại Lamborghini bên cạnh xe Tiêu Phàm tay phải bắn ra một đạo pháp quyết đánh ra vốn là gắt gao vây khốn tuần tra sứ giả bị bồng hỗn độn hỏa võng, bỗng nhiên dập tắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này do bùa tạm thời tạo thành lưới lửa, tại bùa uy năng hao hết về sau, tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Phanh, bị bồng té ngã trên đất, toàn thân bị lưới lửa ăn mòn đắc vết thương trồng chất, da chóc thịt bong, sớm đã hấp hối, ngay đứng lên cũng không nổi, mắt nhìn lấy chậm rãi đến gần tiêu phàm. Bị bồng trong mắt lộ ra khó có thể ức chế sợ hãi ý, toàn thân đều run rẩy lên. Tiêu tiên sinh, tha mạng. bị Bồng há to miệng, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm không rên một tiếng, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào bì bồng trong cơ thể, lập tức đem pháp lực của hắn đều giam cầm lại, lại móc ra nhất trương phù lục, đánh vào bì bồng trên người, ngay lập tức đem vẻ này khét lẹt mùi áp chế xuống dưới. Bì Bồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tựa như một cái bánh trưng loại, lại cũng khó có thể nhúc nhích mảy may nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, không rét đao tiêu phàm hội xử trí như thế nào chính mình. Tiêu phàm vừa rồi không chút do so dự diệt sát sa đát, lại không chút do so dự mà vung đao chém gỡ yêu tại bì bồng trong mắt, cái mới nhìn qua này nho nhã ung dung đông phương nam tử, đã sớm thành hung ác tàn bạo đại danh từ. Nếu như tiêu phàm muốn tiêu diệt gỡ yêu chính mình, bì bồng chút nào cũng không nghi ngờ. Tiêu phàm cũng mặc kệ hội hắn, đi qua, mở ra Lamborghini đuôi dương, nhấc tay một đài, bị bồng liền bay lên trời, ngã vào đuôi dương trong. Phanh, mà một tiếng, tiêu phàm đắp lên đuôi dương, hướng về cách đó không xa một đài màu trắng vận động hình xe con mỉm cười. Cái kia là vừa vặn tới xe con, châu tế đường cao tốc cái này lối ra, đi thông một cái rất nhỏ tiểu trấn, ngày bình thường không có gì cỗ xe đi qua nơi này, tiêu phàm bọn hắn đánh cho long trời lỡ đất, cái này hứa thời gian dài, mới có như vậy một đài xe con trải qua nơi đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá lái xe chính là cái kia tiểu tử cùng với ngồi ở ghế kế bên tài xế cái vị kia bạn gái, ngược lại toàn bộ hành trình mắt thấy tiêu phàm cuối cùng lực bổ Amy na cùng giam cầm bị bồng quá trình, sớm đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há lớn, cho tới nay chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến tiêu phàm cười đến gần, trẻ tuổi tiểu tử mới luống cuống tay chân mà nghĩ muốn xe khởi động tử, lại ở đâu còn kịp. Tiêu phàm cử động vung tay lên, tiểu gia hỏa tử hòa hắn bạn gái từ hôn mê bất tỉnh, thẳng đến phía trước Lamborghini đi tốt một hồi, hai người mới ung dung tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mơ hồ, vừa rồi phát sinh hết thảy, sớm được tiêu phàm theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi, rốt cuộc không nhớ gì cả. Loại này có thể biến mất người ngắn ngủi trí nhớ pháp môn, tiêu phàm trước kia sẽ đích, chỉ có điều khi đó hắn chưa từng tu luyện, thiên nhân tương, thi triển loại này tiểu pháp thuật, cần hao phí đại lượng tâm thần, thời gian cũng kéo đắc rất lâu. Bước vào thiên nhân cảnh, về sau, thi triển loại này tiểu pháp thuật tự trở nên tương đối đơn giản. Chương 662, huyết tộc thánh địa. Trên ánh trăng trung thiên, Amina hóa thân, rơi hút máu, rốt cục từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào lặng yên tư bảo biệt thự hậu viện. Amina không có từ tiền viện đi, nói như vậy, nàng phải xuyên qua đại sảnh mới có thể năng lực đi gặp ân thân vương. Trong đại sảnh, mỗi đêm đều có không ít tộc nhân tại đó tụ hội. Amy Na dưới mắt cái này chật vật bộ dạng. Nếu như bị những kia hỗn đản chứng kiến, không biết bọn hắn hội trong lòng cười thành cái dạng gì nhinì. Nhì. đương nhiên biểu hiện ra bọn hắn nhất định là thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm đích, Ai dám ở trước mặt cười nhạo Amy Na đại sứ? Đó là xác định vững chắc chán sống. Giống như trước mắt cái này hai cái thủ vệ, chính là chỗ này phó bộ dạng phục tùng rủ xuống mục, ngay đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dạng tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong lòng Lý Kỳ Quái đắc muốn chết. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Amina đại sứ rõ ràng sẽ làm bị thương thành như vậy. Chẳng lẽ thân vương đã muốn xé bỏ, ngừng chiến hiệp định, lần nữa cùng Duy Cầm Bảo bên kia khai chiến sao? Nhưng là cũng không đúng a há, nếu thật là toàn diện khai chiến, tại sao không có động viên? Amina hiện tại, xác thực chật vật không chịu nổi, bị thương cánh thu không đứng dậy, cái kia thiếu non nửa đoạn cánh bằng thịt đạo kia thật dài vết thương, đều chứng minh rồi Amy Na đại sứ vừa mới đụng phải sỉ nhục thất bại, thiếu chút nữa bỏ chạy không trở lại. Amy Na thân kinh bách chiến, cùng loại cánh bằng thịt bị thương tình huống, trải qua không ít lần, dĩ vãng vô luận cánh bị thương đa trọng, đều có thể thu được lên. Duy chỉ có lúc này đây, là ngoại lệ, tiêu phàm chuôi này hỏa diễm đao thượng, bám vào tinh viêm chi lực thức sự quá phách đạo, trực tiếp xâm nhập đến trong kinh mạch của nàng thiếu chút nữa đem nàng bổn nguyên chi hỏa đều đốt liếu tương đương. Nếu thật là như vậy, tung hoành ngàn năm Amy Na Đại Sứ, sợ sẽ muốn ở đằng kia không biết tên ngoài trấn nhỏ vẫn lạc mất. Cái này người phương Đông, ở nơi nào tìm được lợi hại như vậy binh khí? Quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Đối với những kia thủ vệ bộ dạng phục tùng rủ xuống mục đích quái bộ dáng, Amy Na dưới mắt hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có tâm tư đi so đo nàng phải lập tức đem chính mình thất bại tình huống hướng thân vương điện hạ báo cáo. còn có tiêu phàm cường hãn đến bía y thái sức chiến đấu. liên tiếp qua rồi ba đạo thủ vệ xâm nghiêm chạm gác. Amina na đi vào một tòa biệt kín trong đại sảnh. chỗ ngồi này đại sảnh bố cục cực, cực kỳ cổ quái, uổng công bốn vách tường, không có có nhâm hà ra chiếc cụ, cũng không có một người nào, không có một cái nào cửa sổ, chỉ có trước sau hai đạo ra vào môn, hơn nữa là hai đạo đều là trầm trọng cực kỳ cửa sắt phải nghiệm chứng vân tay không sai. Máy tính mới có thể mở ra cửa sắt, làm cho người ta ra vào. Đây là một tòa ngồi ẩn sâu trong lòng đất đại sảnh, nếu như có thể bắt được cả tòa cao ốc kiến trúc bản vẽ, có thể chứng kiến, tại kiến trúc bản vẽ thượng, đại sảnh chiếm diện tích kỳ thật rất không nhỏ, nhưng tiến vào đại sảnh về sau, lập tức tự sẽ phát hiện, đại sảnh bên trong không gian, cùng bên ngoài chiếm diện tích quy mô hoàn toàn kém xa. Loại tình huống này, có một loại giải thích thì phải là đại sảnh vách tường đủ dày. Dày đến làm cho người hoàn toàn không tưởng được tình trạng. Một cái lớn như vậy sở, kiến tạo dày như vậy thực vách tường, cũng chỉ có một lý do, tại đây cất giấu cực kỳ quý giá mấy cái gì đó. Nhưng là, trong đại sảnh không có cái gì. Nếu như nhất định phải nói ngoại lệ lời nói, chính là đại sảnh ở giữa, có một cổ quái hình lục giác đồ án, nhìn về phía trên, tương đương phức tạp, hơn nữa đồ án phi thường phong cách cổ xưa, một loại trầm trọng tang thương cảm giác, đập vào mặt. Rất có lâu lắm rồi. Lần đầu tiên tiến vào chỗ ngồi này đại sảnh người, tuyệt đối khó có thể làm minh bạch, đây rốt cuộc là cái thứ gì. Amy Na bước đi đi qua, đứng ở hình lục giác đồ án chính trung ương. Rất nhanh, hình lục giác đồ án liền thả ra nhu hòa sáng bóng, dần dần đem Amy Na thân hình cái bọc trong đó, càng ngày càng là mơ hồ. Rất nhanh, nhu hòa sáng bóng chìm xuống, hình lục giác đồ án lại khôi phục đến lấy trước kia trùng trồng, phong cách cổ xưa tự nhiên điệu thấp bộ dáng, chạm trong đó Amina, lại lăng không biến mất không thấy. Sau một khắc, trong lòng đất không biết bao sâu địa phương, có một đồng dạng đại sảnh, trong đại sảnh đồng dạng hình lục giác đồ án, dần hiện ra nhu hòa sáng bóng, Amina thân thể, tại hình lục giác đồ án ở giữa lộ ra hiện ra. Cái này dĩ nhiên là một cái siêu tự nhiên truyền tống trận, có điểm giống khoa học viễn tưởng trong chuyện xưa nói, Nguyên tử truyền tống sắp cần truyền tống người hoặc là vật phẩm trước phân giải làm nguyên tử dùng tốc độ ánh sáng trải qua khoảng cách dài truyền tống hậu lại tại mục chính là trùng tân tổ hợp phục hồi như cũ kỳ thật cái gọi là nguyên tử truyền tống kỳ thật tương đương phiền toái xa xa không có vặn vẹo không gian truyền tống như vậy thuận tiện mau lẹ hơn nữa tin cậy tính cao hơn nhiều lắm không gian một khi bị vặn vẹo hai điểm trong lúc đó tự không bao giờ nữa là thẳng tắp ngắn nhất. Nếu như bị những kia chuyển sao làm không gian nghiên cứu nhà khoa học xem đến trước mắt loại tình hình này, chỉ sợ lập tức sẽ trợn mắt há hốc mồm, đuổi đều đuổi không đi. Đối với đây hết thảy, Amina sớm đã tập mãi thành thói quen. Có chút quơ quơ đầu, tiêu trừ sạch sử dụng truyền tống trận mang đến không khỏe cảm giác, liền là đi nhanh về phía trước, đẩy ra một cái cửa đá, đi ra ngoài. Sâu trong lòng đất chỗ ngồi này an trí truyền tống trận đại sảnh xa xa so trên mặt đất này tòa đại sảnh muốn rộng rãi nhiều lắm, cũng muốn nhiều ra đến một ít gì đó. Truyền tống trận sáu cái chỗ đối ứng phương hướng, mấy bước bên ngoài, đứng sừng sững lấy lục căn vừa thô vừa to cây cột, những cây cột này cao tới hai trượng, theo nhan sắc đến xem, hẳn là thanh đồng tính chất. Mỗi căn bản thanh đồng cây cột đỉnh, đều điêu khắc một trông rất sống động, rơi hút máu, chừng chân nhân chiều cao, hai cánh răng nanh lộ ra ngoài, có vẻ cực kỳ hung hãn quỷ dị mỗi một rơi hút máu đều đối diện lấy truyền tống trận. Nhìn về phía trên, đây là nào đó phòng hộ trận pháp, chuyên môn ứng đối truyền tống trận dị biến tình huống đích. Amy Na đẩy ra cửa đá, lập tức huyết quang trói mắt. Tại đây không biết bao sâu sâu trong lòng đất, thậm chí có một cái không nhỏ hồ nước. Cùng bình thường hồ nước bất đồng chính là, cái này lòng đất giữa hồ chảy xuôi đích, không phải nước, mà là huyết. Máu tươi. Một cái hoàn toàn do máu tươi tràn ngập hồ nước hoặc là nói, một cái biển máu. Đây là một khổng lồ động rộng rãi, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Động rộng rãi lòng đất thì là minh mông biển máu. Trong động đá vôi không có phong, cho nên biển máu mặt ngoài cũng sẽ không có cuộn sóng phập phồng, chỉ ở huyết trên mặt biển toát ra nguyên một đám bọt khí, phát ra ọt, ọt 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 ọt, thanh âm. Tựa hồ tại biển máu cuối cùng, có một cực lớn hỏa lò, chính đang không ngừng cho biển máu tăng nhiệt độ. Kỳ quái chính là, như vậy một cái hoàn toàn do máu tươi rót đầy hồ nước, vậy mà không có chút nào mùi máu tươi phát ra, cả dưới mặt đất động rộng rãi đều không có gì mùi vị khác thường. Hoặc là, cái này giữa hồ bốc lên phao ngâm đích, cũng không phải sền sệt máu tươi, mà là một loại cùng loại máu tươi màu đỏ nước ngầm. Nhưng là cái kia nhan sắc, cái kia sền sệt hình dạng, thật sự rất giống máu tươi liếu tương đương. Truyền tống đại sảnh ngay tại biển máu bên cạnh một tòa trên đài cao. Amina Amy Na mới vừa đi ra đại sảnh, đứng ở trên đài cao, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm liền vang lên, tại dưới mặt đất động rộng rãi trên không ù ù quay cuồng. Thân vương điện hạ, Amy Na vội vàng rủ xuống cao ngạo đầu lâu, kính cẩn mà trả lời một tiếng. Nhìn về phía trên, ngay người cũng thất bại. Theo lần này đối đáp, một đạo bóng người màu đen, dần dần theo động rộng rãi ở giữa khung trên đỉnh hạ xuống tới. Lơ lửng tại biển máu chính phía trên, cách mặt biển ước chừng cao hơn 10 trượng thấp, biển máu bọt khí chung không ngừng xuất hiện ti ti nhiệt khí, phảng phất vạn lưu quy hải nhất loại, hướng về không trung hắc y nhân thổi đi, ti ti từng sợi mà chui vào đến hắc y trong cơ thể con người. Cái kia tình hình, người sáng suốt xem xét chỉ biết cái này hắc y nhân tại hấp thu biển máu tinh hoa. Người này hắc y nhân, đúng vậy từng tại biệt thự hiện thân qua Simi ân thân vương, chỉ có điều giờ này khác này, sắc mặt của hắn nhìn về phía trên thập phần hồng nhuận phơn phớt không có chút nào tái nhợt ý. Đúng vậy, thân vương điện hạ, ta rất hổ thẹn. Amy Na cao ngạo đầu lâu rủ xuống đắc thấp hơn, kinh sợ, không phục lúc trước cái kia cao ngạo bộ dáng. Sa đát cùng bì bồng đâu này. Simeon thân vương ánh mắt, rơi vào Amy Na thiếu đi một đoạn khét lẹt cánh bằng thịt phía trên, hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Amy Na dưới mắt bộ dáng này, đủ chật vật đích, qua nhiều năm như vậy, ân thân vương còn chưa bao giờ thấy Amina nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Amina vội vàng nói, khởi bẩm thân vương điện hạ, Sadat bị cái kia người phương đông tại chỗ chém gợi yêu ta bị vì bồng bị hắn bắt đi liếu tương đương. Ừm, ân thân vương mày nhíu lại càng chặt hơn, ẩn ẩn có không vui ý. ân thân vương không phải không có thể tiếp nhận thất bại, nhưng lần này, Amina không khỏi bị bại quá thảm rồi chút ít. Không những mình thân chịu trọng thương còn tổn thất hai gã tuần tra sứ giả, thậm chí bị bồng còn bị người bắt sống đi. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thân vương điện hạ, đều là lỗi của ta, ta đánh giá thấp cái kia người phương đông năng lực, hắn quá cường hãn. Amy Na cũng không đẩy ủy trách nhiệm, cung kính thanh âm. Phải không, nói như vậy, ta đối với cái kia tiêu phàm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Amy Na trần chờ một lát, vẫn là cắn răng nói ra, thân vương điện hạ, ta cho rằng chúng ta có tất yếu một lần nữa ước định trước mắt gặp phải thế cục. Tiêu phàm chẳng những pháp lực thâm hậu, hơn nữa kẻ có được vài kiện hết sức lợi hại pháp bảo. Nhất là cái kia chuôi đao, ẩn chứa mãnh liệt hỏa lực, hẳn là thời kỳ thượng cổ còn sót lại thần binh lợi khí. Nói xong, Amina đem chiến đấu trải qua chọn chỉ điểm Simi thân vương tiến hành rồi báo cáo, cường điệu vạch viêm linh chi lưới kiếm chỗ đáng sợ. Tại Amina nghĩ đến, đỉnh càn khôn tuy nhiên có thể hấp thu nàng thả ra huyết vụ, nhưng không có gì công kích năng lực, tương đối mà nói, có lẽ hay là viêm linh chi lưỡi kiếm đáng sợ hơn một ít. Amy Na có thể rõ ràng mà cảm nhận được, viêm linh chi lưỡi kiếm mang theo bạo ngược khí tức, tuyệt đối là có thể đem nàng triệt để diệt sát hung khí. Đối mặt tiêu phàm cùng hắn viêm linh chi lưỡi kiếm, qua nhiều năm như vậy, Amy Na lần đầu tiên cảm thấy vẫn là nguy hiểm. Có loại sự tình này, thời kỳ thượng cổ còn sót lại thần binh lợi khí, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi loại này binh khí, cho dù có bỏ sót xuống đích, cũng có thể không người có thể sử dụng mới đúng. Simi ân thân vương tịnh yên lặng nghe nàng nói xong, hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy, thì thào tự nói nói. Bỗng nhiên thân thể vừa động, theo trong biển máu trên không phiêu nhiên mà hạ, đi tới Amy na bên người, thân thủ liền hướng Amy na không chọn vẹn cánh bằng thịt tìm kiếm. Amy na vội vàng hướng thân vương bên kia bên cạnh nghiêng người tử, dùng thuận tiện thân vương điện hạ điều tra nàng thương thế bên trong cơ thể quả nhiên là thập phần cường đại hỏa linh lực khơi khoảnh ân thân vương chậm rãi thu về bàn tay mày nhíu lại càng chặt hơn trầm giọng nói ra xem ra phân tích của người đúng vậy cái này của cường đại hỏa linh lực có thật lớn có thể là đến từ thời kỳ thượng cổ cái này gọi tiêu phàm người phương đông thật đúng là ngoài dự đoán mọi người ah thân vương điện hạ cái kia kế hoạch của chúng ta Amy Na một lời không tất, Simeon thân vương liền đưa tay cắt đứt nàng, lạnh lùng nói ra, nguyên kế hoạch tuyệt đối không thể thay đổi, ba ngày sau đó, huyết tế nhất định phải đúng hạn cử hành. Chúng ta vì chuyện này chuẩn bị rất nhiều năm, thành bại lúc này nhất cử, tuyệt đối không thể vì vậy người phương đông ngoài ý muốn cắm vào tiến đến, tự thay đổi chúng ta sớm định ra kế hoạch. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phần khoan nhượng. Amy Na bể bổn tức nói ra, đúng vậy, thân vương điện hạ, vạn nhất tại cử hành huyết tế thời điểm, tiêu phàm lại chạy tới quấy rối vậy làm sao bây giờ? Có như vậy một cái cường hãn địch nhân tựu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bất luận cái gì kế hoạch đều muốn phi thường cẩn thận mới được, tùy thời đều có bị phá hư khả năng. Simi ân thân vương cười lạnh một tiếng, nói ra ta còn sợ hắn không dám tới nhỉ. Lần này huyết tế, hiến tế sinh linh, càng mạnh đại Việt tốt, huyết thống càng thuần khiết càng tốt. la đạt có thể nhìn chúng người, tuyệt sẽ không là huyết thống pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết ra hỏa. Amy Na chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu đến, nhìn qua Simeon thân vương, ăn ăn nói, thân vương điện hạ. Ý của ngài là nói, tiêu phàm cũng là huyết tế đối tượng. Như thế nào, không được sao? Simeon thân vương hỏi ngược lại. Amy Na không khỏi nở nụ cười khổ. Có thể là có thể, nhưng là phải có năng lực kia làm được mới được. Simi ân thân vương hiển nhưng cũng nhìn ra Amina ở sâu trong nội tâm sợ hãi ý, cười lạnh nói Amina, người có phải hay không sợ hãi? Không có, tuyệt đối không có có sợ hãi, thân vương điện hạ. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Hừ hừ, hắn không có loại cơ hội này đích, mấy ngày nay, ta phải tỏa chấn không sai, không thể ra ngoài, không có biện pháp tự mình đi đối phó hắn. Nhưng này cũng không có gì, thời khắc mấu chốt, có thể đem hắn dẫn đến nơi đây, ta tự mình đối với giao hắn. Amy Na nuốt ngụm nước miếng, đồng thời đem vào tới bên miệng lời mà nói, lại ngạnh xanh xanh mà nuốt trở vào. Simi ân thân vương lại tựa hồ như đối với nàng ý nghĩ trong lòng rõ như lòng bàn tay, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Amy Na, người có phải hay không cảm thấy, coi như là ta tự thân xuất mã, cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Amy Na lập tức hết sức khó xử nói, thân vương điện hạ. Ta không phải ý tứ kia, ta là cảm thấy, vì không ảnh hưởng cả cái kế hoạch áp dụng, hay là muốn thận trọng một điểm, không thể quá mạo hiểm. Hắc hắc, cho dù hắn thật sự có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Vậy cũng không sao, chỉ cần tại phù hợp thời điểm, đưa hắn dẫn đến nơi đây, ta tự nhiên có biện pháp thu thập hắn. Đương nhiên, dẫn hắn đến thời điểm các ngươi muốn tận lực nhiều tiêu hao thực lực của hắn. Ở chỗ này, ta cũng không tin còn có ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Simi ân thân vương nói xong, mở ra năm ngón tay dài nhọn tay phải, lại nắm thật chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay, khanh khách, rung động. Hiển nhiên Simi ân thân vương quyết tâm đã định, Amina cũng không dám nhiều lời nữa. Cuống hồ, Amina mình cũng cảm thấy, thực nếu là có thể đem tiêu phàm dụ dỗ đến nơi đây, tại đây biển máu chi địa, xác thực không người có thể chiến thắng Simi ân thân vương. Tại trong biển máu, Simi ân thân vương chính là bất tử chi thân cho dù Tiêu Phàm cường hắn nữa, hắn cũng không thể nghịch thiên. Amina, Mikhail tình huống thế nào? Simeon thân vương lập tức chuyển di chủ đề, hỏi. Amina vội vàng đáp, thân vương miện hạ, Mikhail không có có dị động. Dựa theo trưởng lão hội quy định, hắn không đại khả có thể có can đảm công khai tham dự đến chúng ta Simeon gia tộc bên trong sự vụ bên trong đến. Hừ, không cần phải quá tin tưởng những lão gia hỏa kiêu uy nghiêm thực tế không nên bị Mikhail bề ngoài cho lừa gạt liễu tương đương. Người này là dã tâm bừng bừng ra hỏa, tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thủ quy củ. Nếu có thể, hắn hội không chút do dự thay thế chúng ta. Amy na há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Tung tính toán tại trong huyết tộc, Mikhail bá tước cũng vẫn là dùng phong độ thân sĩ nổi tiếng đích. Vị này bị các trưởng lão nhất trí trao tặng quyền hành bá tước tiên sinh, tại Amy Na trong suy nghĩ có tương đối tốt đẹp chính là ấn tượng. Lại không biết tại thân vương trong mắt, hắn vậy mà là như vậy một một nhân vật nguy hiểm. Mật thiết giám thị hắn, không cần phải phớt lờ. Vâng, thân vương điện hạ. Amy Na khom người đáp. Tốt rồi, người hiện tại hảo hảo trị liệu thoáng một tí thương thế. Cái dạng này có thể không làm được, hiện tại, chúng ta mỗi người đều cần bảo trì nhất tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu, Simi ân thân vương rốt cục bắt đầu quan tâm Amy na thường thế liễu tương đương. Vâng, đa tạ thân vương miện hạ. Amy na vội vàng đáp ứng một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động, phi thân lên, đi vào biển máu trên không, ti ti từng sợi huyết khí, lập tức hướng nàng bay tới, ào ào chui vào đến nàng bị thương cánh bằng thịt trong. Chỉ có điều sau một lát, khét lẹt một mảnh miệng vết thương, liền ẩn ẩn lộ ra một tia huyết quang, tựa hồ có huyết dịch tại một lần nữa lưu động, bắt đầu nảy mầm bước phát triển mới sinh cơ. Cái này dưới mặt đất biển máu, quả nhiên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ huyết đạo tinh hoa, đối với từng cái huyết tộc người, đều là đại bổ thánh địa. May mắn, chương 663, che đậy pháp trận, cách lặng yên tư bảo không xa tiểu trấn Tiêu phàm về tới ô tô khách sạn gian phòng, thần sắc rất là nghiêm trọng. Adelina có chút bất an mà đứng dậy, thấp giọng hỏi thế nào. Cái kia bì bồng, nói tất cả những thứ gì nàng biết rõ vừa rồi tiêu phàm phải đi thẩm vấn cái kia tuần tra sứ giả đi trong núi thần miếu phụ cận trong trấn nhỏ không cái kia một cuộc chiến đấu adelina cũng không tận mắt nhìn thấy mà vừa mới tại tiểu trấn không xa trận đại chiến kia adelina tại trong ô tô thấy thanh thanh sờ sờ cuối cùng đối với mikhail theo lời tuần tra sứ giả tuần tra đại sứ có nhất trực quan nhận thức nguyên lai like văn nghệ tác phẩm ở phía trong miêu tả có quan hệ hấp huyết quỷ hết thảy có rất nhiều đều là chân thật đích, cũng không phải là suốt từ hư cấu. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, quan trọng là, nàng đối với tiêu phàm nhận thức, lại cao hơn một cái bậc thang. Chính mình âu yếm nam nhân càng lợi hại, Adelina dĩ nhiên là càng vui vẻ. Hắn biết được không nhiều lắm. Tiêu phàm đơn giản mà đáp. Bị bồng mặc dù là tuần tra sứ giả, tại lặng yên tư bảo gia tộc coi như là cao tầng bên trong một thành viên, nhưng chính thức hạch tâm cơ mật, hắn còn tiếp xúc không đến. Nhất là Simeon thân vương cơ mật, bọn hắn lại càng biết không nhiều lắm. Bị bông chỉ là nói cho tiêu phàm, Simeon thân vương là một cái rất thần bí, rất cường đại người, so Amina đại sứ còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ cần điểm này, tự cũng đủ khiến cho tiêu phàm coi trọng liễu tương đương. Cứ việc vừa rồi một trận chiến, hắn dùng lôi đình thủ đoạn đánh bại Amina, lại cũng đã pháp bảo ra hết. Tuần tra đại sứ mạnh, danh bất hư truyền nếu như lặng yên tư bảo vị kia tự xương si ân thân vương huyết tộc thủ lĩnh, thật sự giống như bị bồng nói, so emina còn phải cường đại hơn nhiều lời mà nói, xác thực là cái kình địch. Ta mụ mụ tình huống, thế nào? Hắn biết không? Adelina quan tâm mà hỏi thăm. Từ lần trước có người dùng Simeon vương phi điện thoại cho Adelina đánh qua một chiếc điện thoại về sau, tự không còn có tin tức. Bên kia tựa hồ hết sức bảo trì bình thản, nhận định Adelina nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, hắn không biết, nhưng là hắn nói, không lâu, mấy vị khác tuần tra sứ giả cùng Amina. Xác thực xảy ra một lần nhiệm vụ, cứ việc bì bồng không biết cụ thể trong nhiệm vụ cho, ta phỏng chừng, hẳn là nhằm vào Miranda phu nhân đi đích. Amina, chính là vừa rồi cái kia cùng người đại chiến hấp, cái kia huyết tộc nữ nhân. Nhiều năm thói quen, hãy để cho Adelina đối với, hấp huyết quỷ có nhất định thành kiến. Ở ngoài sáng biết mình chính là thuần khiết huyết tộc truyền nhân dưới tình huống, Adelina rốt cục vẫn phải sửa lại khẩu. Là nàng. Adelina liền rất giật mình, trần chờ nói nói, tiêu phàm, đối phó ta mụ mụ, dùng đắc lấy xuất động nhiều người như vậy sao? Tại nàng trong suy nghĩ, Simeon vương phi cao quý trang nhã, phong hoa tuyệt đại, nhưng thật sự không giống sức chiến đấu rất cường hãn bộ dạng, bất luận cái gì một vị tuần tra sứ giả ra tay, nên vậy đều đã đủ chưa? Tiêu phàm cười cười nói ra Adelina, người quá thấp đánh giá Miranda phu nhân thực lực. Ta mặc dù không có ở trước mặt được chứng kiến phu nhân thân thủ, bất quá phỏng đoán nàng không biết so Amy nại yếu bao nhiêu. Phu nhân sở dĩ hội thất thủ bị bắt, hơn phân nửa còn là vì nhận lấy đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị. Adelina mở to hai mắt nhìn, giật mình nói ta mụ mụ thực sự lợi hại như vậy. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, nghe Mikhail bá tước ngữ khí, tựa hồ đối với thuần khiết huyết tộc truyền thừa phi thường tôn sùng. Ta cho là hắn loại này tôn sùng không phải mù quáng đích. Ta điều tra qua người mạch giống như Adelina, người có được lấy phi thường kinh người tiềm lực. Nếu như loại này tiềm lực toàn bộ kích vọng lại lời nói, người tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Chịu định viễn tại phía xa Amina như vậy tuần tra đại sứ phía trên. Tiêu phàm ngữ khí thập phần chăm chú, không có nửa phần hay nói dân ý tứ. Thật vậy chăng, ta như thế nào một điểm cũng không biết. Adelina vốn là chấn động, lập tức nở nụ cười, cảm thấy tiêu phàm chính là tại trêu chọc nàng hảo ngoạn. Chính mình nếu là có Amy Na lợi hại như vậy, không không, dù cho chỉ có một phần người lợi hại như vậy, năm đó cũng sẽ không bị viễn đông chi hổ thi đấu vũ người cưỡng ép hát ta ép bắt đi. Đương nhiên, tiêu phàm nói rất đúng tiềm lực, nhưng Adelina cho rằng tung xem như tiềm lực cũng khó có thể. Tượng Amina như vậy phi thiên độn địa, hồ phong hoán vũ, Adelina ngay nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có sao, người về sau chậm rãi tiểu sẽ biết đích. Tiêu phàm vuốt vuốt nàng đầu đầy tóc vàng, khẽ cười nói. Bất quá dáng tươi cười chỉ là một cái thoáng tức thì, sắc mặt lập tức lại trở nên ngưng trọng lên. Adelina, chúng ta đêm nay thường không thể ở chỗ này rồi, phải đi đường suốt đêm. Adelina có chút khó hiểu, vì cái gì? Nơi này cách lặng yên tư bảo không phải rất gần sao. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra, chính là bởi vì nơi này cách Lặng Yên Tư bảo thân cận quá, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi đi một cái hơi chút xa một chút địa phương, cho ngươi tại đó nhiều ở vài ngày, chờ ta đem bà Miranda phu nhân cứu ra nói sau. Ngươi, ngươi muốn bỏ xuống ta một người sao? Adelina lập tức tự bối rối, nước mắt minh mông đích. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái, nói ra Adelina, ngươi nên vậy minh bạch, đây không phải muốn bỏ xuống ngươi lạng yên tư bảo gia tộc thực lực rất mạnh, ta phải toàn lực ứng phó đi ứng đối. Kỳ thật Adelina cực kỳ thông minh, vừa nghe liền hiểu tiêu phạm ý tứ, cũng biết tiêu phạm nói rất đúng lẽ phải. Nàng chỉ là một điểm đều không muốn cùng tiêu phạm chia lìa mà thôi. Hoài Xuân thiếu nữ chính trực tình đậm đặc chi tế, hận không thể đem hai người tan ra làm một thể, ở đâu cam lòng cho tách ra. Tiêu phạm, nếu, nếu là thật không có nắm chắc lời mà nói, cái kia, cái kia nên đáp ứng điều kiện của bọn hắn tốt rồi, ta. Adelina dò xét lấy tiêu phàm sắc mặt, ấp a à ấp úng nói. Nàng thật sự thay tiêu phàm lo lắng, tuy nhiên tiêu phàm đánh bại Amina, chém gỡ yêu ta một gã tuần tra sứ giả, bắt giữ rồi một danh khác tuần tra sứ giả bị bồng, nhưng bị bồng cũng nói rồi, Simi thân vương năng lực, vẫn còn tại Amina phía trên. Tiêu phàm lẻ loi một mình đi sông người ta hang ổ, uy hát yêu ta ép trình độ độ cao, có thể muốn gặp. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra Adelina, người biết rõ ta sẽ không đồng ý. Còn lại lời mà nói, Adelina tự nói không được nữa. Tiêu Phàm tính cách, nàng giải, người này nếu như sẽ ở thời khắc mấu chốt, lại để cho nữ nhân của mình đi gánh trách nhiệm, Adelina tự cũng không điên cuồng như vậy mà, khăng khăng một mực mà yêu mến hắn. Đi, Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, nói ra. Lamborghini xe thể thao rất nhanh rồi rời đi tiểu trấn, lái vào minh mông trong bóng đêm, một ngày sau đó, một đài không chút nào thu hút màu đen xe con, ra hiện tại mấy trăm cây em ngoại trừ tòa nào đó thành phố lớn. Lái xe không phải tiêu phàm cũng không phải Adelina, mà là một vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, tiêu phàm cùng Adelina ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba đổi xe, quý báu Lamborghini, từ lúc chạm thứ nhất cũng đã bị thay thế liễu tương đương. Tại ven đường bất đồng ba tòa thành thị, thay đổi ba lượt xe. Tiêu phàm tin tưởng, người khác nếu muốn dựa vào bảng số xe truy tung bọn hắn, đó là không có khả năng liễu tương đương. Đến cái thành phố này về sau, tiêu phàm lại một hơi thay đổi bốn lần xe taxi, cuối cùng nhất mới tại một tòa không chút nào thu hút dân cư trước ngừng lại. Tiêu phàm tại nơi này hào hoa đại đô thị, thuê một gian nhà dân. Loại này phòng cho thuê chung giới, online có rất nhiều. Gian phòng này nửa mới không cũ nhà trọ phòng, chính là tiêu phàm vì Adelina tạm thời an bài trụ sở hai người xuống lầu mua một ít phải cuộc sống đồ dùng, cùng cũng đủ Adelina 10 ngày ăn đồ ăn, lần nữa trở lại gian phòng về sau, tự chăm chú đóng cửa phòng, không còn có lộ mặt qua. Tiêu phàm tìm suốt 6 cái canh giờ, vì Adelina cái này tạm thời điểm dừng chân bố trí tốt phòng hộ pháp trận. Cái này phòng hộ pháp trận, cũng không có quá mạnh mẽ phòng ngự năng lực, chính yếu nhất tác dụng, chính là che đậy khí tức. Đem Adelina khí tức hoàn toàn ngăn cách, tiêu phàm tin tưởng, trừ phi đối phương pháp lực xa so với hắn thâm hậu, tạo nghệ so với hắn cao minh nhiều lắm, mới có thể phát giác Adelina cái này chỗ ẩn thân. Chỉ cần an trí tốt Adelina, tiêu phàm có thể tâm không không chuyên tâm đi đối phó lặng yên tư bảo gia tộc. Đương làm hoàn thành cuối cùng một cái đầu trận tuyến bố trí, tiêu phàm nhẹ nhẹ thở vào một cái, tại sofa ở phía trong ngồi xuống, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Vốn là dùng hắn hiện tại, thiên nhân cảnh, tầng thứ nhất tu vi, bố trí như vậy thuần túy che đậy khí thức phòng hộ pháp trận, hoàn toàn không cần phải như thế cố sức, càng thêm không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Vấn đề có lẽ hay là ra tại Adelina trên người. Tiêu phàm vốn chỉ là muốn bố trí một cái tương đối đơn giản chút ít phòng hộ pháp trận, ai ngờ sau khi bố trí xong, lại phát hiện căn bản cũng không có tác dụng, hoàn toàn vô pháp che đậy Adelina trên người vẻ này đặc thù khí tức. Với tư cách thuần tránh nhất Simeon vương tộc huyết thống, Adelina kinh người tiềm lực cứ việc chưa kích phát, vẻ này đặc thù khí tức, cũng rất khó che lấp được liễu tương đương. Tiêu phàm không thể không tính hạ tâm lai, bước cương đạp đấu, một lần nữa bố trí một cái cường đại hơn nhiều phòng hộ trận. Adelina vội vàng cho tiêu phàm nâng đi lên một ly nóng hôi hổi nước trà, lại cầm lấy khăn ướt giấy vì tiêu phàm trà lau cái chán chảy ra mồ hôi, dò xét lấy tiêu phàm sắc mặt, thấp giọng nói ra tiêu phàm, ta cảm thấy đắc, nghi khai in bá tước làm người tựa hồ cũng không tệ lắm ngươi xem, có phải là cân nhắc cùng hắn hợp tác? Tiêu phàm tiếp nhận nước trà, mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, Adelina, không cần ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đi đích. Bá tước tiên sinh là cái loại này không chịu cô đơn người, cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua đích. Adelina chấp lấy lông mi thật dài, nhẹ gật đầu, tựa hồ thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Giả như thật sự như tiêu phàm nói, Mikhail cũng tham dự vào lời mà nói, ít nhất tiêu phàm sẽ không là một người một mình chiến đấu hăng hái liễu tương đương. Mấy trăm cây em bên ngoài lặng yên tư bảo, sâu trong lòng đất. Simi ân thân vương xếp bằng ở biển máu trên không, hai mắt khép hờ, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng vui vẻ. Cách hắn cách đó không xa, có một người hình huyết kén, nhẹ nhàng phập phồng. Simi ân thân vương bỗng nhiên giơ tay lên trưởng, lăng không nhẹ nhàng vẽ một cái, Cách đó không xa huyết kén lên tiếng mà mở, lộ ra Amina gương mặt. Vị này huyết tộc tuần tra đại sứ toàn thân trần trụi, hai tay ôm ở trước ngực, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sau lưng một đôi thu nạp cực lớn cánh bằng thịt, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, có một đạo tinh tế cháy đen vết thương, biểu hiện ra cái này cánh bằng thịt đã từng gặp quá trọng thương. Amina, nên hành động. ân thân vương nhìn Amina trắng noãn thân thể liếc, chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. May mắn. chương 664, huyết linh đại pháp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng rơi mà xuống. Lạng yên tư bảo Ân gia tộc trong biệt thự, rất nhiều tuần tra người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhà này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn biệt thự cùng láng giềng gần lấy biệt thự một cái nông trường, là lạng yên tư bảo Simi ân gia tộc thành lũy. Ngày bình thường, tại biệt thự này cùng phụ cận trong nông trại, tụ tập đại lượng huyết tộc người. Cùng duy cầm bảo Simeon gia tộc ngưng chiến về sau, lạng yên tư bảo Simeon gia tộc cuộc sống kỳ thật rất thích ý đích, trên cơ bản không có người nào tới quấy rầy bọn hắn. Simeon gia tộc khổng lồ thực lực, làm cho mọi người có thể tại lạng yên tư bảo biệt thự cùng nông trang an an tâm tâm mà trải qua thoải mái nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng là hôm nay, lạng yên tư bảo trong cơ hồ tất cả bình thường huyết tộc nhân đều đã muốn rút lui khỏi, chỉ còn lại có tuần tra người đã ngoài tinh anh nhân viên không ít tuần tra người đều hết sức tò mò. Loại tình huống này đã muốn vài thập niên chưa từng xuất hiện qua rồi. 10 năm trước kia, đã từng có người ở trên báo chí soạn văn, trực chỉ bọn hắn nơi này là hấp huyết quỷ, đại bản doanh, đề nghị quốc gia phái ra quân đội tiến hành tiêu diệt toàn bộ, cái kia một lần huyên náo xôn xao, nhưng cũng không có giống hôm nay như vậy như lâm đại địch. Simi thân vương lấy cực kỳ cường thế thủ đoạn, đem dư luận ngạnh xanh xanh mà đè ép xuống dưới. Lúc này, nghe nói là vì đối phó một cái đường xa mà đến người phương Đông. Một người, cái này lại để cho đại đa số tuần tra người đều rất cảm thấy giật mình. Cái này rất đúng cái hạng người gì, mới đáng giá cả lạng yên tư bảo gia tộc như thế trịnh trọng chuyện lạ. Cần biết từng cái tuần tra người, tại trần tục thế giới, đều đã là không được cao thủ, những người bình thường kia cái gọi là tinh anh, tại huyết tộc tuần tra người trước mặt, cơ hồ đều là không chịu nổi một kích đích. Trên thực tế, Bình thường những này tuần tra người bên trong đa số người đều bị gia tộc cắt cử đến các nơi, trưởng quản lấy chuyện trọng yếu vụ. Tại nhóm người này bên trong, không thiếu tại trần tục thế giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đứng đầu. To lớn tập đoàn công ty tổng giám đốc đều có thập nhiều cái. Mà hiện tại, bọn hắn chỉ là biệt thự bình thường nhất thủ vệ người. Chẳng những đại đa số có thể tuần tra người bị điều trở lại biệt thự, cho dù ngày bình thường những kia cao cao tại thượng tuần tra sứ giả, đều bị điều trở về những này tuần tra sứ giả bên trong mỗi một vị tại trần tục thế giới đều đều là kim tự tháp đỉnh nhân vật trọng yếu trong đó vài vị thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia chính quyền thay đổi quyết định ai mới có thể gia nhâm nguyên thủ quốc gia đúng vậy nghe nói những này đại nhân vật bên trong đã có hai vị chết ở cái kia người phương đông trong tay còn có một vị bì bồng đại nhân tác chính là trực tiếp bị bắt tù binh đối với cao ngạo Simeon gia tộc truyền nhân mà nói đây là khó có thể chịu được sỉ nhục Amy Na đại sứ đã muốn truyền xuống hiệu lệnh, cái kia gọi tiêu phàm người phương Đông, sắp hướng biệt thự khởi xướng tiến công, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, đưa hắn nhất cử diệt sát. Nếu không, lặng yên tư bảo Simi ân gia tộc ngàn năm cơ nghiệp, có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số ánh mắt đều khẩn trương mà chăm chú nhìn ngoài cửa, lại không người nghĩ đến muốn ngẩng đầu lên, hướng không chung nhìn lên một cái. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bầu trời đêm, tiêu phàm lẳng lặng lơ lửng ở trên, trong hai mắt lục mang lập lòe. Vận khởi, thiên nhãn thần thông, bắt đầu đánh giá biệt thự hết thảy. Lạng yên tư bảo cái này ngôi biệt thự chiếm diện tích, so nạp thẻ thành phố thủ lĩnh đại thượng sư biệt thự chiếm diện tích còn muốn rộng lớn, thân mình chính là một cực lớn trang viên, tăng thêm phụ cận nông trang, không sai biệt lắm chiếm cứ cả tiểu trấn một phần tư địa bàn. Cái này thật sự quá khoa trương chút ít. Khó trách hơn 10 năm trước, có người muốn tại trên báo chí soạn văn xưng biệt thự này là hấp huyết quỷ, đại bản doanh liếu tương đương. Lạng yên tư bảo gia tộc phong cách hành sự, thật sự vô cùng trương dương, cùng duy cầm bảo gia tộc phong cách hành sự có rõ ràng khác nhau. Cứ việc tại Đông Âu khu, duy cầm bảo gia tộc có cường đại đến cực điểm lực ảnh hưởng, ít nhất ở ngoài mặt, Miranda Vương Phi là ngận đê điều rất ít xuất hiện đích. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự này ngoại trừ chiếm diện tích rộng lớn, đảo cũng không có có chỗ đặc biệt gì bất quá tiêu phàm có lẽ hay là rất nhanh tự tập trung biệt thự phía đông một chỗ kiến trúc sân. Chỗ đó công trình xây dựng tương đối tập trung, cùng bị bồng lời nhắn nhủ tình huống cơ bản ăn khớp. Bị bồng nói, chỗ đó có một cái lối đi, có thể trực tiếp đi thông là tối trọng yếu nhất chỗ. Về phần cái gì mới là trọng yếu nhất chỗ, bị bồng cũng không biết giá trị, phỏng đoán nói, cái kia có thể là simi ân thân vương trụ sở bí mật. Cái chỗ kia, là cả biệt thự cấm khu, ngoại trừ simi ân thân vương, cũng chỉ có Amy Na một người có thể tiến vào. Những người khác, thậm chí là tuần tra sứ giả bên trong thụ. Nhất coi trọng người, cũng bị nghiêm khắc cảnh cáo, tuyệt đối không cho phép tới gần, nếu không tự sẽ phải chịu nhất xử phạt nghiêm khắc. Theo Bì Bồng nói, loại tình huống này đã muốn tồn tại rất nhiều năm, trên cơ bản, theo thượng thế kỷ 30 năm đời sơ, một lần thế chiến vừa mới hết thảy đều kết thúc không đến 3-4 năm, Simeon gia tộc một rời đến nơi đây, dựng lên cái này tòa cự đại biệt thự bắt đầu, cái kia một khối đã bị chia làm cấm khu. Trừ Amy Na bên ngoài, tuyệt đối cấm những người khác tới gần. Khi đó, bị bồng còn gần kề chỉ là một tên tuần tra người. Đã nhiều năm như vậy, bị bồng đã muốn do tuần tra người tiến hóa thành vì tuần tra sứ giả, loại tình hình này như trước không có bất kỳ thay đổi, hắn lấy được cảnh cáo vẫn là không cho phép tới gần. Về phần gia tộc tại sao phải rời đến lặng yên tư bảo cái chấn nhỏ này đến, bì bồng cũng không đại thanh sở nguyên bởi vì, chỉ nghe nói là bởi vì nơi này có đầy đủ nhiều máu tươi. Lạng yên tư bảo tàn sát sân, không phải nói lấy hảo ngoạn. Đối với người khác mà nói, nơi này là làm cho người khủng bố địa ngục, nhưng đối với huyết tộc người mà nói, tại đây nhưng lại thiên đường. Đối với điểm này, tiêu phàm đảo là có chút nghi vấn. Bởi vì Mikhail bá tước đã từng đối với Adelina nói ra, thuần khiết huyết tộc hậu duệ không giống những kia cấp thấp, hấp huyết quỷ, không cần dựa vào vãi lúa hút máu tươi mới có thể năng lực sinh tồn, cũng không sợ hại ánh mặt trời. Bất kể thế nào nói, Lặng Yên Tư bảo gia tộc Simian thân vương đều có thể nói là thuần tránh nhất huyết tộc truyền thừa, vì sao lại lựa chọn tại Lặng Yên Tư bảo tàn sát sân, an cư lạc nghiệp đâu này? bị Bồng giải thích nói, thuần khiết huyết tộc hậu duệ xác thực không cần mỗi ngày hút thành phần chính, máu mới mà sống chỉ cần tại bình thường ẩm thực bên trong đạt được một ít huyết dịch tựu cũng đủ sinh tồn được liễu tương đương. Nhưng đại lượng máu tươi lại có trợ giúp tu luyện, huyết linh đại pháp, người tăng lên công lực. Huyết linh đại pháp, vừa nghe được cái tên này lúc, tiêu phàm xác thực lắp bắp kinh hãi. Chỉ bằng vào danh tự cũng có thể phân tích được ra, cái này, huyết linh đại pháp, hẳn là huyết tộc truyền thừa lợi hại công pháp. Quả nhiên, Bì bồng lập tức tự xác nhận tiêu phàm cái này suy đoán. Bị bồng nói cho tiêu phàm, cái gọi là huyết linh đại pháp, xác thực là bọn hắn huyết tộc truyền thừa trí cao vô thượng tâm pháp. Từ xưa đến nay, chỉ có 8 cái thuần tránh nhất huyết mạch gia tộc có tư cách tu luyện, không chỉ nói những kia thay đổi giữa chừng, bị cắn về sau trở thành huyết tộc một thành viên hạ đẳng hấp huyết quỷ. Coi như là mi ân gia tộc như vậy nhất đẳng huyết tộc đại gia tộc, cũng chỉ có số rất ít người có như vậy thiên phú, có thể tu luyện huyết linh đại pháp. Ví dụ như lặng yên tư bảo mi ân gia tộc, cũng chỉ có Simeon thân vương hỏa Amyna đại sứ có thể tu luyện huyết linh đại pháp. Amy na đại sứ cũng không quá đáng là trước đây ít năm mới lúc đầu tu luyện cái môn này vô thượng tâm pháp đích. có lẽ hay là Simeon thân vương tìm vô số tâm huyết tại trên người nàng đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng thời gian trợ giúp nàng cải thiện thể chất mới làm cho Amyna miễn cưỡng có tư cách đắc giòm huyết linh đại pháp hay cảnh. từ hiện tại mặt khác bảy đại huyết tộc gia tộc phải chăng mỗi gia có thể có một tu luyện huyết linh đại pháp, thiên tài, đều thật không tốt nói. Ít nhất tưởng Mikhail bá tước chỗ tiểu gia tộc, chỉ sợ là liền một cái như vậy thiên tài đều không có đích. Nghe bị bồng đối với Simeon thân vương hòa, huyết linh đại pháp, giới thiệu, tiêu phàm một quả lòng trầm xuống. Hắn biết rõ, bởi như vậy, cùng Simeon thân vương, hòa đàm, khả năng, trên thực tế đã muốn rất nhỏ rất nhỏ. Nói như vậy, chỉ có song phương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm mới có thể tiến hành đàm phán. Simi thân vương càng cường đại, lại càng tự phụ, tự phụ người, bình thường đều khinh thường tại cùng người đàm phán. Bọn hắn càng ưa thích chinh phục. Cái kia chẳng những là một loại vượt qua siêu thoải mái cảm giác, hơn nữa càng thêm lợi ích thực tế. Chinh phục về sau, không tự cái gì cũng có đến sao. Làm gì còn muốn thông qua đàm phán tới đến mình muốn mấy cái gì đó. Mấu chốt nhất chính là, tiêu phàm không có có thể trao đổi mấy cái gì đó. Simeon thân vương muốn chính là Adelina. Mặc kệ hắn muốn Adelina làm cái gì, tiêu phàm đều tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Chẳng những không thể đem Adelina giao cho bọn họ, còn muốn đem Miranda vương phi muốn trở về, như vậy cố gắng không trả giá đàm phán, nếu có thể đàm thành, tiêu phàm mình cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra chỉ có thể xông vào liễu tương đương. Phía dưới trong biệt thự, khắp nơi đều có linh lực chấn động, có thể thấy được lạng yên tư bảo gia tộc ở chỗ này mai phục mười mấy tên cao thủ. Lại để cho tiêu phàm cảnh giác chính là, những này linh lực chấn động đại đa số đều tương đối yếu ớt, có thể thấy được cũng không phải pháp lực cao cường hạng người. Tiêu phàm phỏng chừng, cái này hơn 10 tên mai phục nhân thủ, nên vậy đều là tuần tra người. Cùng Sadat Iliic bọn người tương đương linh lực chấn động, tiêu phàm chưa phát giác. Về phần Amy Na khí tức, càng là không có. Amy Na tuy nhiên thoát được tánh mạng, nhưng bị thương rất nặng, dưới tình huống bình thường, ngắn nguồn lượng hai trong vòng 3 ngày, khẳng định không có biện pháp phục hồi như cũ. Nhưng cân nhắc đến nàng tu luyện, huyết linh đại pháp, vậy thì khó nói. Tại đây, đúng vậy, lạng yên tư bảo tàn sát sân có rất nhiều máu tươi bổ sung. Bằng không thì, lúc trước Simeon thân vương lựa chọn tại đây đến làm vì gia tộc tổng bộ có gì tác dụng? Tiêu Phàm không tin ở ngoài sáng biết hắn muốn tới dưới tình huống Simeon thân vương hòa Amy Na An bài một ít đẳng cấp thấp nhất tuần tra người để đối phó hắn. Biệt thự này khẳng định còn có một chút hắn chỗ không biết cấm chế, đem tuần tra sứ giả cùng Amy Na bọn người khí thức hoàn toàn che đậy bắt đầu đứng dậy. Ở giữa không trung lẳng lặng quan sát lượng hai khắc chung khoảng chừng gì đó, tiêu phàm trong mắt lục mang dần dần ẩn liếm. Thiên nhãn thần thông, tu luyện không lâu, tạm thời còn ở vào khởi bước giai đoạn, hơi chút cao minh một điểm cấm chế, thiên nhãn thần thông liền bất lực liễu tương đương. Tiêu phàm sau lưng ngân sắc hai cánh ảo ảnh mãnh liệt lóe lên, thân thể bắt đầu từ từ giảm xuống, trong nháy mắt, tự vững vàng đã rơi vào cái kia nơi tứ phía đều bị công trình xây dựng vây quanh đất trống ở phía trong, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Chú ý, hắn đến liễu tương đương. Chuyện gì xảy ra, hắn theo ở đâu ra? Nhanh, nhanh công kích. Tiêu phàm cái này vừa hiện thân, đất trống bốn phía công trình xây dựng ở phía trong lập tức tự huyên náo bắt đầu đứng dậy, các loại tiếng gào ào ào vang lên, loạn cả một đoàn. Cái này người phương đông, vậy mà cùng bọn họ tuần tra sứ giả đồng dạng là từ trên trời giáng xuống đích. Cái này thật đúng là ý không ngờ được, may mắn. Gia tăng càng chương một, chúc mọi người tiết trung thu khoái hoạt. Trung thu ngày hội, chúc chư vị lão hữu gia đình tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc. Lão rơi xuống không cho rằng hạ gia tăng càng chương một, tạm thời tỏ vẻ thoáng một tí tâm ý. Ha ha, truyền hình chi tác, thật sự rất hy vọng mọi người có thể nhiều quan tâm nhiều hơn. Đã mở đơn chương, thuận tiện cầu thoáng một tí vé tháng, mặc kệ bao nhiêu, dù cho chỉ có vài tấm, rơi xuống cũng sẽ rất vui vẻ. Vé tháng so bánh trung thu ăn ngon. Bái tạ bái tạ. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 665, Hắc bức đại trận huyết tộc tuần tra người dù sao cùng bình thường thủ vệ khác nhau rất lớn, đều là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, tại trần tục giới lại càng vê. Y ngắn, P nhất đính tiêm nhân vật, tiêu phàm từ trên trời giáng xuống hiện thân, làm cho bọn họ thoảng qua hoảng loạn rồi thoáng một tí, lập tức liền kịp phản ứng, lập tức phát khởi công kích. Vô số màu đen tên nỏ, bắn thẳng đến mà đến, những ngày tên nỏ mũi tên thượng, lóng lánh một chút điểm hồng quang. Tiêu phàm lạnh, hừ, một tiếng, bên ngoài thân sáng lên tầng một màu ngà sữa màn sáng. Đây là, hạo nhiên chính khí, hộ thể linh quang. Tiêu phàm còn dừng lại tại, luân hồi kính, thời điểm, hộ thể linh quang ẩn nhi bất hiển, uy lực cũng không. Lắm cường, bước vào, thiên nhân cảnh, về sau, pháp lực đại tăng, hộ thể linh quang liền bắt đầu thực thể hóa. Đương nhiên, vẫn chỉ là hơi mỏng tầng một, nhìn về phía trên cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Kích xạ mà đến tên nỏ, ào ào đánh chúng màn sáng, tùy theo bạo liệt mà mở, vô số không sạch sẽ huyết thủy, vẩy ra ra, đánh vào màn hào quang phía trên, bis bis. Xung động, tựa như mưa rơi chuối tây giống nhau, tên nỏ số lượng thật sự quá nhiều, từ nơi này cái mật độ phân tích, không sai biệt lắm có hơn 10 người tuần tra người đồng thời ra tay, hơn nữa tiêu phàm mục tiêu như vậy rõ ràng, ngay tại không trong đất, không hề che lấp, cơ hồ tất cả tên nỏ đều không có bất kỳ lo lắng mà đánh chúng hào quang. Trong khoảng khắc, tiêu phàm đã bị chôn tại huyết phú phía dưới ngay hộ thể linh quang phát ra nhũ bạch sắc quang mang đều ở lập tức bị dìm ngập rơi rốt cuộc nhìn không tới một tia nửa điểm chủ trì nơi này phòng ngự một gã tuần tra sứ giả khóe miệng hiển hiện khởi một tia cười lạnh đều nói cái này gọi là tiêu phàm người phương đông như thế nào khó lường hiện tại xem ra không gì hơn cái này giống như đầu còn thiếu căn bản dây cung ỉ vào một cái hộ thể linh quang rõ ràng tự dám nghênh ngang từ trên trời giáng xuống xông thẳng lạng yên tư bảo gia tộc tổng bộ. Cho rằng lạng yên tư bảo gia tộc huyết độc mũi tên là bầy biện tốt nhìn sao. Không biết huyết độc mũi tên chuyên môn dơ bẩn các loại linh khí. Tầng này hơi mỏng hộ thể linh quang có thể mạnh bao nhiêu, sau một khắc là hắn biết lợi hại. Cho dù một vòng mưa tên không thể đưa hắn xử lý, chỉ cần phá vỡ hắn hộ thể linh quang, tối thiểu nhất cũng muốn gọt sạch hắn nửa cái mạng. Xem ra lúc này đây, chính mình xem như lập nhiều đại công rồi, nhất định có thể tìm được thân vương điện hạ ban thưởng. Người này tuần tra sứ giả mộng đẹp, còn chỉ làm một nửa, liền chỉ nghe oanh, một tiếng, bị máu đen bao phủ hộ thể linh quang bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức máu đen văng khắp nơi, lại nhìn Tiêu Phàm, như trước êm đẹp mà đứng ở vòng bảo hộ trong, đại lượng huyết độc mũi tên đối với Tiêu Phàm hộ thể linh quang không có nửa phần hiệu dụng. Vị này tuần tra sứ giả tự nhiên không biết, Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí, đúng vậy các loại tà ma ngoại đạo công pháp tự nhiên khắc tinh. Chính là một cái hạ đẳng huyết độc mũi tên, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, lại há nại hắn gì. Sau một khắc, hơn 10 đạo hắc trung sáng hàn quang, bỗng nhiên theo màn hào quang hạ bắn ra, nhanh tựa như tia chớp hướng về bốn phía công trình xây dựng cửa sổ sao sao đi. Vốn là ẩm ý, không chịu nổi công trình xây dựng trong, bỗng nhiên tựu trở nên thập phần yên tĩnh. Tiêu phàm tay khẽ vẫy, hơn 10 miếng, băng phách phi đao, bay vụt mà quay về. Tiêu phàm thu hồi phi đao, hộ thể Linh Quang thu vào, cũng không quay đầu lại, hướng về chính phía trước một tòa công trình xây dựng đại môn đi đến. Bốn phía công trình xây dựng cửa sổ trong, vô số cỗ băng điêu hình thái khác nhau. Đa số băng điêu trong tay, đều cầm trải qua đặc chế gia công đen nhánh sáng loáng thủ nỏ, thẻ trong máng đã muốn trang tốt 4 chi dài đến một xích 0,33m màu đen tên nỏ, trên đầu vai hồng quang lập lòe những này thủ nỏ giờ phút này cũng cùng chủ nhân của bọn nó đồng dạng, biến thành băng điêu, tại ánh đèn nhàn nhạt phía dưới, lóng lánh lấy như mộng ảo mê ly sáng bóng. Nhìn về phía trên, trông rất sống động. Tiêu phàm chỉ là đông cứng bọn hắn, cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn. Thật sự làm như vậy quá lãng phí thời gian, tiêu phàm không có cái kia công phu đi diệt gờ yêu ta hết bọn hắn, cũng không muốn tại đây chút hít thấp thấp huyết tộc vệ sĩ trên người hao phí quá nhiều pháp lực có thể làm cho bọn hắn tạm thời đánh mất sức chiến đấu, cái kia như vậy đủ rồi. Chính chủ còn xa xa chưa từng lộ diện ni. Chít khít, trầm trọng cao su mộc đại môn, ứng tay mà mở. Hiện lên hiện tại tiêu phàm trước mặt đích, là một tòa thập phần rộng lớn đại sảnh. Chỗ ngồi này đại sảnh, cùng Amy Na đã từng đi qua cái kia tòa ngồi đại sảnh, là không sai biệt lắm cấu tạo, chỗ ngồi này trong đại sảnh, cũng có một hình lục giác đồ án, bất quá không có cái loại này phong cách cổ xưa tang thương cảm giác, động xem xét đi, có điểm giống là cống thoát nước nắp giếng, chỉ là chế tác so nắp giếng muốn tinh xảo nhiều lắm. Tiêu phàm không chút do dự, hướng về kia cái hình lục giác đồ án đi đến, bước chân cũng không thập phần vội vàng sao động, như trước chân định thong rong đắc vô cùng. Cứ việc tiêu phàm dưới chân rất nhẹ, nhưng giày ra đập nền tại bóng loáng trong như gương trên sàn nhà, phát ra, đạc đạc, thanh âm, tại rộng lớn trong đại sảnh, kích khởi từng đợt hồi âm. Ngay tại tiêu phàm sắp bước trên hình lục giác đồ án thời điểm, một hồi, khanh khách, tiếng cười, bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên. Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới người tới đắc chậm như vậy. Bóng đen lóe lên, amina thân hình tại hình lục giác đồ án chính thượng phương hiển hiện ra, lượng cực lớn màu đen cánh bằng thịt nhẹ nhàng phe phẩy, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua phía dưới tiêu phàm, khẽ cười nói. Ta vốn cho là, người hội theo sát tại ta phía sau chạy tới nơi này. Xem ra, ngươi là tìm địa phương an trí công chúa điện hạ đi, có phải là a hát? Tiêu phàm đem nâng lên chân phải chậm rãi thu hồi đi, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở đại sảnh đỉnh Amina, lạnh nhạt nói ra Amina tiểu thư, thỉnh cầu ngươi mở ra, chuyện này, ta hy vọng trực tiếp cùng Simi ân thân vương mặt đối mặt đến giải quyết. Ánh mắt như là lơ đáng ở Amina sau lưng cực lớn màu đen cánh bằng thịt thượng đảo qua. Amina cánh đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, bất quá đạo kia thật dài màu đen vết sẹo, thập phần thấy được. Tiêu tiên sinh, ngươi sai rồi. Ở chỗ này, nếu như ngươi muốn thân vương điện hạ bất lợi, như vậy nhà này trong phòng huyết thảy mọi người, đều dùng ngươi vì tử địch. Vì thân vương điện hạ, chúng ta nguyện ý làm bất luận cái gì hy sinh. Amy Na lập tức nghiêm nghị nói ra, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Phải không, cái kia cũng không sao không dám rồi, chúng ta chỉ có thể lần nữa nhất quyết cao thấp. Tiêu phàm dương một tay lên, hơn 10 chuôi băng phách phi đao di động hiện ra, tại hắn trước người sắp xếp thành chỉnh tề hai hàng, hắc ở phía trong sáng lợi trảo thược, lóng lánh lấy lãnh khốc hàn mang. Trong đại sảnh độ ấm, bỗng nhiên giảm xuống vài độ. amina hai mắt có chút nhíu lại khe hở, ngay tại không lâu, nàng còn ở lại chỗ này chút ít phi đao công kích phía dưới bị tổn thất nặng, đối với cái này chút ít phi đao thượng ẩn chứa kỳ hàn ý, rất là kiêng kỳ. Qua nhiều năm như vậy, amina cơ hồ đi qua toàn cầu bất kỳ một cái nào địa phương, kể cả vòng cực bắc cùng vòng nam cực, chưa từng có cảm giác được như vậy lạnh lẻo thấu xương. Nếu như gần kề chỉ là kỳ hàn thấu xương, cũng làm mà thôi. Mấu chốt này của kỳ hàn là nhưng không đích, tiêu phàm tùy thời có thể đem loại này thấu xương kỳ hàn hóa thành thủ đoạn công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Coi hắn di hình đổi ảnh thân pháp cực nhanh, đối mặt loại này phi đao thời điểm, nếu như không có trước đó phòng bị, cũng sẽ trốn tránh không kịp. Một khi bị đông cứng huyền băng bên trong, tung tính toán nàng không tiếc hao phí pháp lực, kích phát một loại cường đại bí thuật, cũng không có 100% nắm chắc có thể thoát khốn ra. Mấy ngày hôm trước cái kia một lần, nếu như không phải tiêu phàm dùng ẩn chứa trí dương chi lực hỏa thuộc tính lưỡi dao sắc bén công kích huyền băng, Amina sẽ không chịu đơn đặt hàng tinh khiết bằng lực lượng của mình, có thể dẫy huyền băng trói buộc. Tiêu tiên sinh, người đây là cái gì phi đao? Giống như rất thần kỳ bộ dạng. Amina nhiều hứng thú mà hỏi thăm, màu đen cánh bằng thịt nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi lui về sau đi. Cái này người phương Đông tuy nhiên tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại phong phú vô cùng, cũng không nên không nghĩ qua là đã bị hắn đánh lén. Lần này cần là lại bị đông lại, Amina phỏng trừng chính mình lại không có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Tiêu Phàm cũng không trả lời Amina, năm ngón tay thay đổi liên tục, đem từng đạo chân khí rót vào bên người băng phách phi trong đao, tựa như một chiếc chén nhỏ băng đang bị điểm sáng, vốn là hắc trung sáng băng phách phi đao dần dần quang hoa đại phóng, vận sức chờ phát động. Ánh mắt tuy nhiên một mực rơi vào Amy Na trên mặt, ánh mắt xéo qua nhưng vẫn tại mọi nơi siêu tầm. Căn cứ tiêu phàm kinh nghiệm chiến đấu đến suy đoán, phàm là loại này bịt kín không gian, giống nhau đều là bố trí mai phục nơi tốt. Bị phục kích người xê dịch né tránh không gian thật sự không lớn, rất dễ dàng bị mai phục lấy đánh chúng. Tiêu tiên sinh, người ngược lại cơ cảnh đắc vô cùng. Bất quá người yên tâm, chúng ta cũng cũng không có tính toán muốn đánh lén ngươi tại đây hắc bức đại trận chính là chuyên môn vì ngươi cao thủ như vậy chuẩn bị amina khanh khách mà cười thân thể bỗng nhiên cấp tốc sau này vào tới ngay sau đó một hồi ầm ầm thanh âm vang lên cả đại sảnh phảng phất đều ở ẩn ẩn chấn động đại sảnh bốn phía hình lục giác đồ án sáu cái đối ứng vị trí lục căn đen nhánh khổng lồ cây cột dần dần được đưa lên mỗi cây cột đều không sai biệt lắm có vài ôm phẩm chất, cây cột đỉnh, điêu khắc sáu cái dữ tợn, rơi hút máu, đứng đầu, hai mắt mạo hiểm hồng quang, nhe răng nhếch miệng mà hung hăng nhìn chăm chú đứng trong đại sảnh ương tiêu phàm. Cái này vài rơi hút máu phía trên, còn phân chớ đứng năm sống sờ sờ rơi hút máu. Hoặc là nói, là năm tên nửa yêu hóa huyết tộc tuần tra sứ giả. Từng cái trên người linh lực chấn động, đều không kém gì sa đát y bọn người, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, so với kia vài điêu khắc tại khổng lồ trên cây cột rơi hút máu còn muốn hung ác ở này ngắn ngủn mấy ngày trong cái này người phương đông hủy diệt ba gã tuần tra sứ giả theo ý nào đó mà nói tiêu phàm đã muốn trở thành lạng yên tư bảo simi ân gia tộc bất cộng đái thiên tử địch cái này sáu cây cột một toát ra trong đại sảnh thiên địa nguyên khí lập tức liền cuồn cuộn lăn động có vẻ cực kỳ táo bạo bất an Amy Na bay người lên trên đối diện lấy tiêu phàm cái kia căn bản màu đen khổng lồ cây cột. Tiêu tiên sinh, nghe nói các người người phương đông đối với các loại trận pháp bố trí đều phi thường có tâm đắc, không biết đối với chúng ta cái này hắc bước đại trận, có đủ loại dạng đánh giá. Amy Na duỗi ra một trắng nón thon dài bàn tay trắng nón, đặt tại trước mặt khổng lồ con rơi điêu khắc đỉnh đầu, mắt nhìn tiêu phàm, mỉm cười hỏi, ngữ khí càng thêm dễ dàng hơn, tựa hồ đối với cái này hắc bước đại trận, tin tưởng 10 phần bỏ qua một bên đại trận uy lực không nói chuyện, tại đây dạng nhỏ hẹp trong không gian, nàng Amy Naga thượng năm tên tuần tra sứ giả, vốn là một cổ cực kỳ cường hãn chiến lực, cứng đối cứng cũng chưa chắc tựu bại bởi tiêu phàm. Tuy nhiên Simeon thân vương tầng từng nói qua, tiêu phàm thật là tốt tế phẩm, có có thể nói, tại đại lượng tiêu hao tiêu phàm pháp lực về sau, đưa hắn dụ dỗ đến biển máu đi, do Simeon thân vương tự mình ra tay, huyết tế hắn. Nhưng Amy Na lại muốn ở chỗ này trực tiếp xử lý tiêu phàm, dùng tiết chính mình ngày hôm trước đại bại mối hận trong lòng. Nếu không, cho dù Simeon thân vương cuối cùng nhất thu thập tiêu phàm, cũng sẽ ở Amina trong nội tâm lưu lại vĩnh viễn khó có thể phai mở bóng mờ. Chính mình thống hận địch nhân, đương nhiên còn là mình tự tay xử lý tương đối sảng khoái. Dù sao tiêu phàm trước kia cũng không tại tế phẩm trong danh sách, cho dù không có hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả cái kế hoạch thi hành. chương 666, Phá trận Chút tài mọn, cái này là tiêu phàm đối với Amy Na hồi phục, ánh mắt từng cái tại sáu gã huyết tộc trên thân người đảo qua, lạnh lùng đáp. Thật cũng không là tiêu phàm diệt người khác chí khí chướng uy phong mình, thực tại nơi này cái gọi là hắc bức đại trận, tại tiêu phàm trong mắt, quả thực chính là buồn cười. Ở chỗ này, tiêu chân nhân chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì cấm chế đại trận khí tức, nói trắng ra là, cái này bất quá chính là sáu cây cột tập hợp cùng một chỗ mà thôi, lại để cho sáu gã huyết tộc sứ giả có thể đồng thời thao túng nào đó khí giới đối với địch nhân tiến hành công kích là sáu người cùng sáu loại khí giới sức chiến đấu đơn giản thêm vào chính thức cấm chế đại trận tuyệt không là đơn giản như thế trận pháp thân mình có thể phát ra nổi tương đối lớn tác dụng nếu không được cũng có thể cho công kích hoặc là phòng ngự tăng thêm tiêu phàm đánh giá vì chút tài mọn đã là khách khí liễu tương đương thật muốn cẩn thận bắt đầu đứng dậy cái này hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không coi vào đâu trận pháp. Hừ, tiêu tiên sinh, ta xem ngươi chính là con vịt đã đun sôi, mạnh miệng. Hiện tại, ta liền cho hảo hảo cho ngươi lĩnh giáo thoáng một tí cái này chúc tài mọn lợi hại. Động thủ, Amy Na dùng sức vỗ trước mặt màu đen con rơi đầu, một cổ hùng hậu pháp lực lập tức dũng mãnh vào trong đó, con rơi miệng một trương tấm, một cổ cuồn cuộn huyết phụ, liền hướng tiêu phàm phun ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác năm tên tuần tra sứ giả cũng cùng một chỗ động thủ, năm cái con rơi trong miệng, đồng loạt phun ra nồng đậm huyết vụ. Trong chốc lát, trong đại sảnh mùi máu tanh sông vào mũi. Cùng loại loại này huyết đạo thủ đoạn, Amina đã không phải là đầu một hồi tại tiêu phàm trước mặt thi triển, nhiều lần bị nhục, nhưng như cũng làm không biết mệt. Cũng tịnh không hoàn toàn đúng bởi vì kiềm lưu kỹ cùng có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa, mấu chốt còn tại ở huyết đạo công pháp, bản chính là bọn họ chủ tu công pháp, uy lực mạnh nhất. Hơn nữa, tiêu phàm dĩ vãng có thể thoải mái ứng đối, cũng không có nghĩa là lấy huyết đạo công pháp tuyệt đối không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Còn muốn xem chất lượng tổng số lượng. Đương làm số lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, tự sẽ phát sinh biến chất. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhấc lên, vững vàng đứng ở nơi đó, tay phải thực trung hai chỉ cũng chỉ dương lên, bên người sáu miếng phi đao run lên, kích bắn đi, lập tức sáu gã giày đặc huyền băng thuẫn lá chắn lộ ra hiện ra, ngăn cản sáu cổ phun đến huyết vụ. Sáu miếng phi đao cấp tốc xoay nhanh, sáu mặt huyền băng thuẫn lá chắn càng ngày càng đại, lập tức cấu thành một cái tuyết lóng lánh cực lớn huyền băng cháo, đem huyết vụ hoàn toàn đón đỡ bên ngoài. Lại là này một chiêu, Amy Na cười lạnh một tiếng. Người cái này phi đao tuy lợi hại, nhưng trong đó ẩn chứa huyền băng chi lực, khẳng định cũng có cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn như vậy tiêu rông dài hỏa đến. Amina lại là vỗ trước mặt màu đen con rơi đứng đầu, quát to. Màu đen con rơi trong miệng huyết vụ vừa thu lại, bỗng nhiên phun ra một cổ ngọn lửa nóng bỏng, hướng về tiêu phàm huyền băng thuẫn lá chắn hùng hổ mà nhào tới. Mặt khác năm tên tuần tra sứ giả duy Amina như thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa thấy phía dưới, lập tức cũng thu hồi huyết vụ, vỗ bức thủ, năm đạo hỏa diễm sao sao ra. Theo bức thủ ở phía trong phun ra cái này lục đạo liệt diễm, Minh hiển hòa bình thường ngọn lửa bất đồng, trong đó ẩn chứa cực kỳ sự dư thừa linh lực, rất có điểm cùng loại phương Đông tu chân giả giỏi về đem ra sử dụng ba vị chân hỏa quyền băng thuẫn lá chắn vừa tiếp xúc với những này liệt diễm, liền lập tức phát ra suy suy tiếng vang lấy mắt thường chứng kiến tốc độ sẽ cực kỳ nhanh tan rã xuống dưới một lát trong lúc đó cũng chỉ còn lại có hơi mỏng tầng một tiêu phàm bất tử bất tật năm ngón tay như luân hướng sáu miếng phi trong đao tất cả rót vào một đạo pháp lực lập tức nguyên vốn cả chút ảm đạm phi đao hào quang tỏa sáng, một cổ thấu xương kỳ hàn phún dũng ra, vốn đã tan dã đắc còn thừa không nhiều huyền băng thuẫn lá chắn, lập tức lại trở nên trầm trọng vô cùng, đem ngọn lửa ngăn cách bên ngoài. Không cần lo cho hắn, tiếp tục thiêu đốt. Amy Na trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, cao giọng thét ra lệnh nói. Hắn bảo vật này ẩn chứa huyền băng chi lực có hạn, đem những này huyền băng chi lực tiêu hao hết rồi, tự vô dụng. amina nói xong, lại mãnh liệt vỗ bức thủ, trên mặt hiện lên một vòng đỏ rực huyết sắc, chợt lóe lên, bức thủ phun ra liệt diễm, lập tức tự trở nên càng thêm mãnh liệt, ầm ầm chi tiếng nổ lớn, vừa mới trở nên cứng lại một ít huyền băng thuẫn lá chắn, lập tức lại bắt đầu phi tốc hòa tan. Tiêu phàm hai hàng lông mày chăm chú trao một chút. Amy Na hiển nhiên rất hiểu rõ cùng loại bảo vật đặc điểm, bảo vật không có khả năng vô duyên vô cớ có thể sinh ra kỳ hàn khí, nhất định là bởi vì trong đó ẩn chứa chi âm chi lực liên tục mấy lần thúc giục băng phách phi đao đối phó với địch, tiêu phàm đã muốn rõ ràng cảm giác được, phi trong đao, băng tủy chi lực đang tại phi tốc yếu bớt. Luyện chế băng phách phi đao tài liệu đều là khó gặp thứ tốt, nhưng tiêu phàm luyện khí chi thuật, tiêu chuẩn không đạt được tương ứng độ cao, chỉ đem rất ít một bộ phận, băng tủy, dung luyện đến ngàn năm tuyết yêu lợi trảo bên trong. Mà ngàn năm tuyết yêu lợi trảo, cơ hồ sẽ không như thế nào luyện chế qua, bảo trì nguyên trạng dùng phi đao trung ẩn băng tủy chi lực tiêu hao tốc độ, cái này sáu chuôi phi đao tại lục đạo liệt diếm công kích phía dưới, kiên trì không được bao dài thời gian. Nếu thật là cưỡng ép hát yêu ta ép thúc sử phi đao, băng tủy chi lực tiêu hao quá, bộ này bảo vật cơ hồ chẳng khác nào hủy. Mắt thấy huyền băng hộ thuẫn độ dày lại một lần nữa trở nên càng ngày càng mỏng, Amina đại hỉ, kêu lên, tăng mạnh công kích, hắn muốn ngăn cản không nổi liễu tương đương. Vài tên tuần tra sứ giả lập tức lĩnh mệnh, thân thủ đặt tại bức thủ phía trên, đem pháp lực dốc sức liều mạng rót đi vào, lập tức sáu cái bức thủ phụt lên liệt diễm, so vừa rồi càng thêm vừa thô vừa to vài phần, trong đại sảnh, hồng quang chói mắt. Trong nháy huyền băng vòng bảo hộ tự trở nên chỉ còn lại có cực mỏng tầng một, rõ ràng chống đỡ không núi liễu tương đương. Tiêu phàm một tiếng lạnh, hừ, mãnh liệt vẫy tay một cái, chống đỡ huyền băng vòng bảo hộ sáu chuôi phi đao, trên không chung một cái xinh đẹp cuốn, bỗng nhiên tự bay rồi trở về đã không có băng phách phi đao trèo trống, răng rắc, một tiếng giòn vang, hơi mỏng huyền băng vòng bảo hộ lập tức từng khúc vỡ vụn mà mở. Lục đạo liệt diễm hỏa long giống nhau, mãnh liệt phốc tiêu phàm mà đi. Bỗng nhiên ở phía trong, chỉ thấy một đoàn chói mắt sáng chói hỏa cầu bỗng nhiên tại tiêu phàm đứng thẳng vị trí bay lên, sáu cổ bắn tới hắn trước mặt liệt diễm, đụng một cái đến cái này hỏa cầu, lập tức tự giống như vạn lưu quy hải nhất loại, cuồn cuộn không dứt về phía trong đó quán chú đi vào. Không tốt, Amy na liền lập tức nhớ tới tiêu phàm chuôi này có được thời kỳ thượng cổ hỏa linh lực trường đao không khỏi hét to một tiếng mau dừng lại đáng tiếc cái này nhắc nhở có lẽ hay là tới thoảng qua đã muộn chút ít vài tên tuần tra sứ giả không rõ ý tưởng vừa mới bắt đầu chuẩn bị thu hồi pháp lực chỉ thấy đại sảnh ở giữa cái kia hỏa cầu mãnh liệt nổ ra một cổ nóng bỏng vô cùng sóng lửa lập tức hướng bốn phương tám hướng cổ lay động ra trong đó còn ẩn chứa thâm hậu vô cùng bàng nhiên sức lực Amy na hai cánh, hô, mà một cái, xoáy lên một cổ kình phong, đón sóng lửa phiến ra, thân thể phi tốc lui về sau đi, tịch cuốn tới sóng lửa, khó khăn lắm thổi sang trước mặt của nàng, liền kinh lực hao hết, lui trở về. Thân là tuần tra đại sứ, Amy na thân thủ tại phía xa năm tên tuần tra sứ giả phía trên, tăng thêm nàng sớm chỉ biết tiêu phàm có viêm linh chi lưới kiếm như vậy thượng cổ thần binh, thời khắc mấu chốt phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cuối cùng khó khăn lắm tránh thoát một kiếp cái kia năm tên tuần tra sứ giả, nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy liễu tương đương. Bên trong sóng lửa, kinh hồ có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đen xỉ cánh bằng thịt không ngừng cuồng phiến, thật vất vả, bao nhiêu nhân tài trước sau theo sóng lửa trung thoát khốn ra, nguyên một đám diện mục cháy đen, lông mi dâu mép quan xoắn, trên người hắc y cháy sạch thất linh bát lạc đích, phát ra khó nghe mùi khét lẹt, vậy mà đều bị thương. Vài người vội vội vàng vàng vỗ cánh, xa xa né tránh, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi gần chết thần sắc. Đại sứ, cái này, đây là cái gì binh khí a hát? Trong đó một gã nữ tính tuần tra sứ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng này vốn tướng mạo kiều diếm, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, một mồi lửa thiêu đốt qua, lông mi tóc bị liệu đi không ít, trên mặt hắc một khối hồng một khối, chật vật không chịu nổi, thần sắc trong lúc đó, lộ vẻ tức giận ý. Amy Na đảo hút một hơi lương khí, kem trà răng giống như nói, đây là thời kỳ thượng cổ hỏa linh chi binh, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu hỏa linh lực. Chúng ta dùng liệt diễm công kích hắn, chẳng khác gì là cho nó gia tăng uy lực. Thời kỳ thượng cổ hỏa linh chi binh, khó trách lợi hại như vậy, nữ tính tuần tra sứ giả lắc đầu liên tục. Lúc này, vẻ này nóng bỏng sóng lửa, rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, lại nhìn trong đại sảnh, ở đâu còn có tiêu phàm bóng dáng. Mà đại sảnh ở giữa cái kia hình lục giác đồ án, cũng biến mất không thấy gì nữa biến thành một cái đen xì huyệt động. Cái này hình lục giác đồ án, dĩ nhiên là một trận thang máy, tốc hành thế giới dưới lòng đất một chỗ. Tiêu phàm một đao đem Amy na bọn người bước lui, không chút do so dự, liền là tiến vào thang máy trong, chờ bọn hắn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiêu phàm sớm đã thoát ly chiến đấu. Đại sứ, người này chuồn mất. Một gã tuần tra sứ giả nhịn không được kêu lên. Ồ, nhét Nivola đâu này? Nhét Nivola ở đâu? Ngay sau đó, một danh khác tuần tra sứ giả rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng, trước mắt chỉ thấy bốn gã tuần tra sứ giả, rời đi xa nhất nhét Nivola không thấy bóng dáng. Bốn người khác vội vàng quay đầu tìm kiếm khắp nơi, lại ở đâu tìm được. Vài người trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi khoảnh khắc, nhét Nivela nên vậy không đến mức chạy ra đại sảnh đi, cho dù hắn muốn chạy trốn, động tác cũng không thể nhanh như vậy, cho dù động tác có nhanh như vậy, mấy người khác cũng khó có thể không hề phát giác. Tại Amy Na tự mình xuất lĩnh phía dưới, ai dám lâm trận bỏ chạy. Quả thực chính là tự hành muốn chết. Như vậy đẩy lý, đoàn người trong nội tâm điểm xấu cảm giác càng tiến một bước. Chẳng lẽ, nhét Nivola gặp độc thủ. Ngay tại vừa mới ngắn ngủn trong nháy mắt, tiêu phàm chẳng những một chiêu bước lui bọn hắn sáu người, còn dò xét chỗ chống gỡ Iota ít cách hắn gần đây nhét Nivola cứ việc cái này phỏng đoán tương đối hợp lý, đoàn người lại khó khăn nhất tiếp nhận. Thật muốn là như vậy lời nói, cái này người phương đông cũng không tránh khỏi cường hãn đắc không hợp thói thường đi à nha. Tại hắc bức đại trận vây công phía dưới, tiến thối tự nhiên đến trình độ như vậy. Sáu người hợp lực, chẳng những không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, không nghĩ qua là, ngược lại lại vẫn lạc rơi một gã tuần tra sứ giả. Xem, cái này hình như là, nhét nivola chiếc nhẫn nữ tính tuần tra sứ giả mắt sắc rất nhanh ngay tại nhét Nivola vừa rồi khống chế cây cột phụ cận tìm được một quả lòe lòe tỏa sáng chiếc nhẫn vội vàng chạy tới nhặt lên giao cho Amina trong tay Amina tiếp nhận chiếc nhẫn trên mặt cơ thể lập tức liền vặn vẹo bắt đầu đứng dậy trong mắt lóng lánh lấy một cổ khó có thể ức chế lửa giận nhìn thấy cái giới chỉ này nàng ở đâu còn có thể không biết nhét Nivola kết cục vậy mà thật sự bị cái kia đáng ghê tởm người phương Đông diệt sát rồi một đao xuống dưới thi cốt tất cả đều hóa thành cho tấn, chỉ còn lại có một quả trong thời gian ngắn khó có thể luyện hóa chiếc nhẫn. Truy, Amy Na hoàn toàn bị chọc giận, vung tay lên, nghiêm nghị quát. chương 667, cha đẻ. Bên ngoài đánh cho long trời lỡ đất, sâu trong lòng đất, lại bình tĩnh như trước. Simi ân thân vương lơ lửng tại minh mông biển máu trên không, bày ra một cái cổ quái tạo hình, hai mắt khép hờ, trong biển máu không ngừng toát ra ti ti từng sợi huyết vụ, bị Simeon thân vương hấp thu đi vào, làm cho khí thức của hắn càng thêm thâm bất khả chắc. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, Simeon thân vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể vừa động, chậm rãi hướng về huyết hải nhất bên cạnh thổi đi, thân thể lóe lên lóe lên đích, sáng tắt bất định. Nhìn về phía trên, Simeon thân vương phi hành su đu cũng không nhanh, nhưng mà trong nháy mắt, hắn đã đến biển máu biên giới, dĩ nhiên là cực kỳ cao minh, di hình đổi ảnh, chi thuật, hắn tạo nghệ tại phía xa Amina phía trên. Nghiêm khắc mà nói, Simeon thân vương giờ phút này thi triển đích, mới thật sự là thuấn di. Tiểu thuyết, tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất cùng Simeon thân vương khách quan, Amy Na trình độ còn kém một đoạn. Cả biển máu, là ở vào một cái cửa đại dưới mặt đất trong động đá vôi, dựa theo quy mô mà nói, cái này động rộng rãi hẳn là kiếp trước giới thượng lớn nhất liếu tương đương. Biển máu rộng, liếc trông không đến cuối cùng. Ngoại trừ cái này, mình mông bắt ngát biển máu mặt khác động rộng rãi nên có cảnh quan, tại đây cũng đồng dạng không thiếu. Tại huyết hải nhất bên cạnh nham bích thượng, rõ ràng còn xây lấy một tòa, tòa thành, tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng theo ngoại hình đến xem, lại cùng duy cầm bảo rất tương tự, như là một tòa mini bản duy cầm bảo. Nho nhỏ duy cầm bảo ở phía trong, lóe lên ánh đèn nhàn nhạt, nhạt, rất hiển nhiên, tòa thành bên trong còn có người ở lại. Cũng không ZSI đau là ai, mới có tư cách tại đây biển máu chi bên cạnh định cư. Đối với người bình thường mà nói, ở ở loại địa phương này, quả thực chính là cố ý tìm tai vạ, dùng không được bao lâu, cho dù không bị hù chết, cũng sẽ bị chán ghét tử. Cứ việc cái này biển máu không có nửa điểm mùi máu tươi, nhưng huyết chính là huyết. Điểm này tuyệt không bởi vì không có mùi máu tươi mà thay đổi. Bất quá đối với huyết tộc người mà nói, tại đây nhưng lại ngàn năm khó tìm đại bổ thánh địa. Với tư cách một gã huyết tộc người, có thể ở chỗ này trường kỳ ở lại quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu kinh thiên gặp gỡ liễu tương đương. Simi thân vương vô thanh vô tức mà đáp xuống tòa thành tầng cao nhất một chỗ trên ban công. Chỗ này sân thượng rất lớn, địa thế phi thường tốt, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, đứng ở nơi này nơi trên ban công, có thể quan sát hơn phân nửa biển máu, phong cảnh. Động rộng rãi đỉnh, vây quanh lấy nào đó không biết tên tinh thạch, phát ra mông lung bạch quang, đem chọn cái động rộng rãi cùng biển máu đều chiếu lên giống như ban ngày giống nhau tại cổ xưa phương đông trong truyền thuyết loại này không biết tên tinh thạch tạo hình mà thành viên châu được xưng là ban đêm minh châu chính là hiếm thấy khó cầu vật báu vô giá nhưng ở chỗ này như vậy ban đêm minh châu lại chỗ nào cũng có quả thực tựu thành hàng thông thường si ân thân vương xa xỉ có thể thấy được lốm đốm lại không biết hắn vì cái gì không tại động rộng rãi đỉnh lắp đặt đèn điện các loại chiếu sáng công cụ chiếu sáng hiệu quả nên vậy so những này có thể sáng lên tinh thạch mạnh hơn nhiều liễu tương đương. Nghĩ đến tuyệt không chỉ là bởi vì, dùng những này màu ngà sữa tinh thạch đến chiếu sáng là vì, phô bầy giàu sang. Nhất định còn có mặt khác càng thêm trọng yếu nguyên nhân. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không có ai hướng si ân thân vương chất vấn việc này. Chỗ này tầm mắt cực kỳ khoáng đạt sân thượng, đi thông gian phòng cửa thủy tinh bị một bước dày đặc lông nhung thiên Nga cửa sổ sát đất mảnh vài che đậy đắc nghiêm nghiêm thực thực. Simeon thân vương chậm rãi đi thẳng về phía trước, cũng không thấy hắn có cái gì đặc biệt động tác. Trầm trọng lông nhung thiên Nga bước màn tự tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra trong phòng tình hình. Một gã ăn mặc hoa hồng áo tím váy cô gái tóc vàng, ngồi ở một cái bàn tròn trước kia. Đưa lưng về phía sân thượng, đang xem sách. Simeon thân vương động tác tuy nhiên thập phần nhu hòa. Cơ hồ được coi là là lặng yên không một tiếng động, người này cô gái tóc vàng có lẽ hay là lập tức tự đã nhận ra chậm rãi đem quyển sách trong tay đặt ở trên cái bàn tròn, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói ra, người đi ra ngoài, ta không muốn xem đến ngươi. Simeon thân vương song lông mày có chút nhân lại, hiển nhiên đối với cái này có chút không vui. Không thể phủ nhận, Simeon thân vương hình dáng đường đường, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn, tuy nhiên nhìn hắn tướng mạo, đã muốn người đến trung niên, nhưng này cổ thành thục xuất khí, lại càng thêm mê người, mị lực bắn ra bốn phía. Chỉ có điều giờ phút này, thân vương điện hạ trên trán ẩn cất giấu một tia tà khí, cùng hắn yêu nhã phong độ cùng cao quý chính là khí thế không phải như vậy ăn khớp. Miranda, người có lẽ hay là như vậy cố chấp. Simeon thân vương cũng không có ứng cô gái tóc vàng yêu cầu, đi ra ngoài, lại cũng không có tiếp tục hướng trước, mà là đang cách sân thượng cách đó không xa dừng bước, nhíu mày nói ra. Người ZSI đào sao? Cũng là bởi vì loại người như người cố chấp tính cách, mới đưa đến chúng ta năm đó không có biện pháp cùng một chỗ sống được, không thể không chia tay. Nếu như tính cách của ngươi hơi chút nhu hòa một chút, ta muốn mi ân gia tộc cũng sớm đã một lần nữa trở về nhất thống liễu tương đương. Ha ha ha, vốn là thập phần bình tĩnh cô gái tóc vàng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười chê cười, chỉ có điều trong tiếng cười, tràn đầy phẫn uất cùng mỉa mai ý. Clayman, người thật vô sỉ. Sau một khắc, mỉa mai tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, cô gái tóc vàng mãnh liệt nghiêng đầu lại, gắt gao nhìn thẳng si ân thân vương, theo cổ họng ở chỗ sâu trong, một chữ một chữ mà té ra một câu như vậy lời nói đến, trong mắt lóng lánh lấy phẫn nộ ngọn lửa. Làm cho là như thế, người này cô gái tóc vàng xinh đẹp, như cũ là như vậy kinh tâm động phách, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền sợ hãi thán phục không thôi. Không thể nghi ngờ, vị này xinh đẹp nữ tử, chính là duy cầm bảo gia tộc đương đại gia chủ, Adelina mẫu thân ngoài chăn giới tôn sưng vì Simion Vương phi Miranda phu nhân trước đó không lâu lọt vào Amina phục kích Amina xuất lĩnh lấy lặng yên tư bảo hơn vị tuần tra sứ giả đồng loạt ra tay dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay đem Miranda Vương phi bên người hai vị tuần tra sứ giả đánh gục Miranda Vương phi quả bất địch chúng thất thủ bị bắt mấy ngày nay Miranda Vương phi một mực đều ở tại biển máu bên cạnh hơi có lại hình duy cầm bảo trong đương nhiên. Vương Phi trên người bị rơi xuống cấm chế, nếu không chỗ ngồi này mini tòa thành, làm sao có thể vây được ở nàng. Bỗng nhiên bị lặng yên tư bảo phương diện đánh lén, Miranda tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn bảo trì xứng đáng rụt rè cùng phong độ. Lặng yên tư bảo phương diện đột nhiên xé bỏ hiệp nghị, một lần nữa nhen nhóm Simeon gia tộc hai đại chi nhánh ở giữa chiến hỏa, cũng chưa xong toàn bộ vượt quá Miranda Vương Phi dự kiến. Những năm gần đây này, thông qua duy cầm bảo phương diện bố trí tại lạng yên tư bảo gia tộc nội tuyến ra tới tình báo phân tích trọng khai chiến suốt cuộc quả nhiên nguy hiểm kỳ thật một mực đều tồn tại đích lạng yên tư bảo vị kia kế nhiệm simi ân thân vương cứ việc thập phần điệu thấp cơ hồ có rất ít ngoại nhân bái kiến diện mục thật của hắn nhưng chính thức tiếp xúc qua người của hắn đều nhất trí cho rằng đây là một vị dã tâm bừng bừng thân vương so tiền nhiệm thân vương hiếu chiến nhiều lắm trước đó hắn một mực đều vô cùng thần bí nhưng mà tại vừa mới tiếp nhận thân vương chức vị thời điểm, quay mắt về phía phần đông nghi vấn thanh âm, lược phát triển thủ đoạn, liền đem tất cả mọi người chấn trụ. Từ xa xưa tới nay kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bình tự cho là tại lão thân vương đại nạn về sau nhất có hy vọng tiếp nhận thân vương vị tuần tra đại sứ Amina, người thứ nhất dẫn đầu hướng người này gọi là Clayman, nam tử tuyên thể thuần phục. Người sáng suốt xem xét tiểu ZSI đao, Amina nếu không được Clayman thiên đại chỗ tốt, muốn không phải là bị Clayman âm thầm ra tay thu thập đắc dễ bảo, chỉ là vì chiếu cố tuần tra đại sứ mặt mũi mới không có đem hai người tỉ thí chân tướng công bố ở trước mặt mọi người. cái này hai chủng Kenner tương đối mà nói, dùng loại thứ hai Kenner tính rất cao, hơn nữa muốn cao hơn nhiều. dù sao tại lặng yên tư bảo gia tộc lại cũng không có cái gì so thân vương vị càng lớn chỗ tốt, Clayman rất khó xuất ra cũng đủ thẻ đánh bạc phỉnh để đả động Amy na chủ động buông tha cho vương vị cạnh tranh. Tuy nhiên lặng yên tư bảo phương diện cũng cùng duy cầm bảo phương diện đồng dạng, không thừa nhận nữ tính xuất nhâm thân vương vị, nhưng Amina hoàn toàn có thể hướng Miranda làm chuẩn, dùng Simeon vương phi hoặc là phu người có tên số, thành vì gia tộc thực tế người cầm quyền. Amina chủ động buông tha cho vương vị cạnh tranh, người thứ nhất hướng Clayman tuyên thệ thần phục, lớn nhất canon chính là bị Clayman đánh phục, liếu tương đương. Mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, tại quyền lực tranh đoạt trong chiến đấu thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị đích. Tại cổ xưa phương Đông, quyền lực chi tranh giành có chỗ vị, pháp thuật thế, chi phân, nói cho cùng, thế mới là căn bản, pháp thuật đều đều là con đường nhỏ, tinh thông pháp thuật người nhưng thắng địch trong buổi tiệc, thực hiện được tại nhất thời, không có thế cuối cùng khó có thể thành châu báu. Mà cái thế, kỳ thật chính là thực lực cụ thể thể hiện. Thực lực mạnh, xưng là thế đại nạn địch. Hơn 10 năm trước, Clayman vừa tiếp xúc với thay Simeon thân vương vị, liên là thay đổi lão thân vương trước sách lược bắt đầu người gây sự về phía bên ngoài khuếch trương nhanh chóng mở rộng lạng yên tư bảo gia tộc thực lực hơn nữa bắn tiếng muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất nước ra hơn mấy trăm ngàn năm simi ân gia tộc vì đạt thành cái mục tiêu này lạng yên tư bảo phương diện đem không tiếc sử dụng kể cả vũ lực ở bên trong hết thảy thủ đoạn trên thực tế cái này sẽ chờ vu minh bạch không sai mà phóng xuất ra chiến tranh tín hiệu miranda tìm được như vậy tin tức về sau không ke nơm không dự làm chuẩn bị. Hai chi nứt ra nhiều năm như vậy, đứt quãng chiến tranh bộc phát đắc không ít, Duy Cầm Bảo phương diện cũng không ý kỵ vũ lực uy hát yêu ta ép. Tung tính toán tổng thể thực lực so sánh lặng Yên Tư Bảo phương diện lược tốn một phần, thuần túy áp dụng phòng thủ tư thái, lặng Yên Tư Bảo muốn nhất cử nắm bắt Duy Cầm Bảo, chỉ do nói chuyện hoang đường viển vông. Thẳng đến mấy năm trước, Duy Cầm Bảo sức chiến đấu mạnh nhất tuần tra đại sứ Vẫn Lạc, thắng lợi thiên bình cấp tốc hướng lặng yên tư bảo phương diện nghiêng, Miranda vương phi mới thật sự có chút ít lo âu. Loại này đỉnh chiến lược tổn thất, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đền bù đắc trở về đích. Mà trong truyền thuyết Simeon thân vương, hắn sức chiến đấu thậm chí tại phía Saemina phía trên, thì càng lại để cho Miranda giật mình. Cái này ý nghĩa, nàng cùng Simeon thân vương ở giữa tranh lệch đồng dạng không nhỏ. Miranda tuy nhiên thập phần dích xin nhưng cũng không có nắm chắc một trọi một chiến thắng Amina. Một cái sức chiến đấu vượt xa tuần tra đại sứ Simeon Thân Vương, trên thực tế đã muốn phá hủy song phương lực lượng đại khái cân đối. Tại Mikhail đề nghị phía dưới, Miranda Vương Phi không thể không buông Simeon gia tộc cao cao tại thượng kiêu ngạo, quyết định vì duy cầm bảo gia tộc tìm tìm một người mạnh mẽ vô cùng hậu viện. Cái này hậu viện chính là tiêu phàm. Chỉ tiếc, chiêu này chuẩn bị ở sau còn uê lai đắc và phá phát huy tác dụng, Miranda Vương Phi chính mình đảo trước ra ngoài ý muốn. Nhưng tất cả những này thất lợi đều cộng lại, cũng không đủ dùng phá hủy Miranda Vương Phi rụt rè. Chính thức lại để cho Miranda Vương Phi cơ hội trực tiếp sụp đổ chính là, vị kia thần bí khó lường ân thân vương, dĩ nhiên cũng làm là năm đó, Clayman, nàng đã từng yêu qua nam nhân Adelina cha ruột. Cảm tạ nước hoa ấn ký vạn phần thưởng minh chủ uy vũ. Cảm tạ Canada cùng Trung Quốc, kim 6 phút 66, qua thời hạn điện thoại, mộ dung hạ hàn, tháng 8 phi tuyết, dây sơn anic, phong, uống trà xanh 666 vân. Vân từ từ thư hữu khen thưởng, chương 668, huyết linh đại lục. Miranda vương phi cực kỳ thông minh, tại nhìn thấy Clayman một khắc này, cơ hồ lập tức tự ý thức được, chính mình lọt vào nào đó tỉ mỉ xếp đặt thiết kế trong bẫy. Nhận thức Clayman thời điểm, Miranda vừa mới tiếp quản duy cầm bảo không lâu, đối với tánh mạng cực kỳ kéo dài huyết tộc người mà nói, Miranda được coi là phi thường tuổi trẻ, có lẽ hay là hoài xuân thiếu nữ. Sau đó, anh Tuấn Anh Tuấn Clayman thập phần ngoài ý muốn xông vào cuộc sống của nàng bên trong, Miranda rất nhanh cùng với Clayman rơi vào bể tình. Khi đó Clayman, tại Miranda trong mắt, tự là một vị trần tục gian xuất khí người trẻ tuổi. Vốn là huyết tộc người chắc là không biết cùng trần tục loại người phát sinh cảm tình gút mắc đích. Thật sự song phương sống lâu kém quá xa, trần tục loại người tuổi thanh xuân, bất quá chính là một hai chục năm mà thôi mấy chục năm gian sẽ không thể vãn hồi mà giải yếu chết đi tiểu thuyết tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất vì để tránh cho sau này dài rằng giặc trong năm tháng vĩnh viễn tưởng niệm nhất hao ớt biện pháp chính là không nên cùng người phàm tục yêu đương lại càng không muốn kết hôn sống chết cần biết vô cùng nhất nỗi khổ tương tư đúng vậy tình yêu muốn tới lâm thời điểm tung xem như lại cổ xưa thiết luật cũng khó có thể ngăn cản không lâu về sau Miranda cùng với Clayman tại Đông Âu nào đó quốc thủ đô sao sao cuộc sống, lại qua vài năm, sinh ra Adelina. Cứ việc Miranda lúc ấy đã là duy cầm bảo gia tộc cao nhất thủ lĩnh, không có người nào có thể cường lực ngăn cản nàng cùng một cái trần tục phàm nhân yêu nhau. Nhưng trở ngại gia tộc tồn tại đã ngoài ngàn năm cấm luật, cũng vì chiếu cố gia tộc mặt khác người thế hệ trước tâm tình, không quá phận ký bản quyền tê ý bản quyền bọn hắn mẫn cảm thần kinh. Miranda cùng Clayman sao sao cuộc sống cực kỳ điệu thấp, ZS y tình huống này người phi thường thiếu. Huyết tộc cùng phổ người bình thường yêu nhau, sinh ra đời hậu đại, có hơn phân nửa đã ngoài tỷ lệ là người bình thường. Kế thừa huyết tộc huyết thống cơ hội, chỉ có nhỏ nhất một bộ phận. Hơn nữa, bình thường mà nói, như vậy con lai coi như là kế thừa huyết tộc huyết mạch. Cũng sẽ không quá thuần khiết, sống lâu tương đối thuần khiết huyết tộc người mà nói, muốn ngắn đến nhiều cùng với những kia bị huyết tộc người cắn về sau, rất trùng hợp mà biến thành huyết tộc người hạ đẳng hấp huyết quỷ đồng dạng. Nhưng khiến người ta không tưởng được chính là, Miranda phát giác Adelina huyết thống cực kỳ thuần khiết, không có đã bị Clayman phạm tục huyết thống chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có được lấy so Miranda còn cường đại hơn tiềm lực. Đối với Miranda mà nói, cái này tự nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ. Những thứ không nói khác, tại tương lai vô cùng trong năm tháng nàng chỉ cần thừa nhận mất đi người yêu thống khổ, không cần muốn trơ mắt nhìn mình thân sinh nữ nhi dần dần già đi, cuối cùng nhất chậm rãi tàn lụi. Nữ nhi của nàng, đem có thể làm bạn nàng rất lâu rất lâu thời gian. Đây cũng là Miranda cuối cùng nhất đồng ý lại để cho Adelina cùng tiêu phàm kết hợp nguyên nhân chủ yếu, ít nhất là một trong. Đã nàng cùng trần tục loại người Clayman kết hợp, có thể sinh hạ thuần khiết huyết mạch Adelina, thậm chí có càng lớn tiềm lực. Như vậy, Adelina cùng nhân loại trung kiệt xuất nhất ưu tú tiêu phạm kết hợp, tự có rất lớn cơ hội sinh hạ tiềm lực càng thêm cực lớn đời sau. Tối thiểu nhất có loại này ke nâng tính. IZSI không bao lâu, dị biến nảy sinh. Còn nhỏ Adelina bị người bắt đi. Lúc ấy Adelina niên kỷ quá nhỏ, Simeon vương tộc huyết mạch chưa chính thức kích phát. Miranda không có cách nào nương tựa theo huyết mạch ở giữa tự nhiên liên lạc tìm được đã bị phạm tội phần tử trần trọc đưa ngàn dặm bên ngoài con gái, theo không lâu sau, bọn hắn chỗ ở lại đã xảy ra nghiêm trọng hỏa hoạn. Clayman bất hạnh táng thân biển lửa. Trong thời gian ngắn liên tiếp mất đi con gái cùng người yêu Miranda Vương Phi thương tâm gần chết, tìm đã nhiều năm thời gian, mới chậm rãi theo trong bóng ma đi tới. Vừa vặn lúc này, lạng yên tư bảo phương diện cũng hoàn thành cao nhất thủ lĩnh mới cũ thay đổi, tân nhiệm Simi ân thân vương giã tâm bừng bừng. Không ngừng phát động nhằm vào duy cầm bảo gia tộc khiêu khích. Miranda Vương Phi phẫn mà quay về quy, lãnh đạo duy cầm bảo gia tộc chống lại lạng yên tư bảo phương diện xâm phạm. Tân nhiệm Simi ân thân vương cường hung hãn đến cực điểm. Cũng thần bí đến cực điểm. Nhiều năm về sau, Miranda mới ZSI đao tên của hắn rõ ràng cũng gọi là Clayman. Tự nhiên, Miranda chỉ là đem cái này đương làm thành mỗ trùng trồng trùng hợp. Mặc cho ai cũng sẽ không đem vị này tân nhiệm Simi ân thân vương hòa Miranda năm đó yêu Clayman u hệ cùng một chỗ. Clayman cái tên này, quá phổ biến rồi, trọng tên người nhiều vô số kể. Thẳng đến vài ngày trước, Miranda Vương Phi lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Simi ân thân vương, mới ngạc nhiên phát giác, lần này Clayman chính là kia Clayman. Bọn hắn, vậy mà thật là cùng là một người. Khó trách Adelina có được lấy thuần tránh nhất huyết thống, trong cơ thể ẩn chứa kinh người cực kỳ tiềm lực. Phổ thân của nàng, căn bản vốn cũng không phải là cái gì trần tục người trong, mà là cùng Miranda Vương Phi đồng dạng, là thuần tránh nhất Simeon gia tộc truyền nhân. Lẫn nhau có thể được đều tự gia tộc đề cử vì cao nhất thủ lĩnh, tiềm lực của bọn hắn mạnh, không thể nghi ngờ. Cho dù tại thuần tránh nhất Simeon huyết mạch truyền nhân chính giữa, Clayman cùng Miranda cũng có thể xem như ưu tú nhất đích, thiên phú kiệt xuất nhất. Kinh ngạc qua đi, Miranda vương phi liền bạo giận lên. Càng là ưu tú kiệt xuất người, càng là khó có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với chính mình lừa gạt. Miranda những năm này đối với Clayman tưởng niệm sâu đậm, ZSI Dow chính mình bị lừa gạt về sau, đối với Clayman thống hận thì có đa trọng. Nếu như không là vì toàn thân pháp lực bị giam cầm, Miranda tuyệt đối sẽ không chút do so dự cùng Clayman dốc sức liều mạng. Đương nhiên, thấy được cái này vô biên vô hạn biển máu, lại cảm nhận được Clayman trên người cực kỳ cường đại phách đạo khí tức, Miranda vô cùng rõ ràng, tung tính toán chính mình không có bị hạ cấm chế ở vào toàn thịnh thời kỳ, cũng xa không phải Clayman đối thủ. Clayman đã tại tu luyện tà ác, huyết linh sao sao, trên đường đi rất xa. Với tư cách một gã thuần khiết huyết tộc truyền nhân, Miranda tự nhiên rất rõ ràng, huyết linh sao sao, uy lực rốt của có nhiều hơn. Simi ân thân vương không để ý tới hội Miranda phẫn nộ, mắt nhìn nàng yểu điệu bóng lưng, chậm rãi nói ra Miranda, ta muốn nói cho người biết, Adelina đã đến tại đây, ta tìm được rồi nàng chỗ ẩn thân vừa nghe Clayman nâng lên Adelina, Miranda, hoác, mà xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Clayman liếc, lập tức cười lạnh nói, không Kenner, nâng, Adelina cùng tiêu phàm cùng một chỗ. Clayman cười nhạt một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý, nói ra, Miranda, ta không rét hết y đao ngươi vì sao lại như vậy tín nhiệm một cái người phương đông. Ta thừa nhận cái này tiêu phàm tương đối lợi hại, Kenner nâng là cái tu chân giả. Nhưng hắn càng lợi hại, cũng gần kề chính là một cái bình thường nhân loại mà thôi, hắn không phải thần. Không kê nương mang theo Adelina xông vào tại đây tới cứu ngươi. Cho nên, hắn đem bà Adelina giấu đi, nhưng là hắn căn bản là không ZSI đau. Adelina là nữ nhi của ta, cho dù hắn đem bà Adelina giấu đắc dù cho lại ẩn nấp, ta cũng vậy có thể cảm ứng được Adelina khí tức. Miranda vương phi tựu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo rõ ràng khinh thường, lạnh lùng nói ra cho nên nói, người rất vô sỉ. Ngươi còn ZS đau Adelina là nữ nhi của ngươi, vậy thì mời chính ngươi nhìn xem, ngươi đối với nữ nhi của mình ta đã làm gì. Tiêu phàm như thế nào đối đãi Adelina hay sao? Nam nhân như vậy mới là nam nhân chân chính. Ngươi tính toán cái gì? Ngươi nhiều nhất chính là một hèn hạ vô sỉ dã tâm gia mà thôi. Cho dù ngươi có thể tạm thời thống nhất Simi ân gia tộc, cái kia thì thế nào? Này tia hào cũng không thể thay đổi ngươi hèn hạ vô sỉ sự thật. Ngươi cảm thấy, tại một cái hèn hạ vô sỉ người xuất lĩnh phía dưới, Simeon gia tộc Waylai, hội tràn ngập vinh quang cùng huy hoàng sao. Quay mắt về phía Miranda lần lượt chất vấn, Clayman sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, khóe mắt không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên tại kiệt lực áp lực chính mình lửa giận, lạnh lùng nói ra cho nên nói, ngươi nhất định hội thất bại. Trong lòng của ngươi, thống nhất Simeon gia tộc cũng đã là trung cực mộng tưởng. Như vậy không có hùng tâm tráng trí người, sao có thể giải thích ngược ta chung suy nghĩ hết thảy người nói ta là dã tâm gia đúng vậy ta chính là một dã tâm gia nhưng là miranda người vĩnh viễn đều không thể tưởng được dã tâm của ta rốt cuộc có nhiều hơn Simeon gia tộc tính toán cái gì thống nhất cả huyết tộc tính toán cái gì ta chính thức muốn làm chính là quân lâm thiên hạ ta muốn lại để cho cái tinh cầu này chỗ có sinh vật đều phủ phục tại ta dưới chân trở thành người hầu của ta cùng nô lệ ta mới được là cái thế giới này duy nhất chủ nhân, duy nhất thần. Miranda không nói, cứ như vậy nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem một người ngu ngốc tựa như, trong ánh mắt, cái gì đến đã không có phẫn nộ cùng khinh thường, chỉ có thương cảm ý. Cái này đắc muốn nhiều cuồng vọng, mới có thể nói ra nói như vậy đến. Mới có thể làm đẹp như vậy mộng, như thế nào, Miranda, người không tin phải không? Thấy Miranda loại này hoàn toàn khinh thường tại lại cùng hắn đối thoại thần sắc, Clayman càng thêm tức giận, nổi giận đùng đùng mà hỏi thăm. Hừ, Mila đạt dùng một tiếng càng thêm khinh thường hừ lạnh trả lời hắn. Huyết linh sao, tuy rất lợi hại, Miranda cũng không cho rằng tu luyện, huyết linh sao, về sau sẽ thiên hạ vô địch. Những thứ không nói khác, cái kia thần bí người phương đông tiêu phàm tựu không dễ đối phó như vậy. Tại phương đông, còn có thật nhiều so tiêu phàm càng thêm thần bí truyền thừa, có làm cho người ta hoàn toàn không tưởng được siêu cấp sức chiến đấu, Hừ hừ, Miranda, ta ZS đau người đối với cái kia tiêu phàm còn ôm nào đó tưởng tượng. Nhưng nếu như người ZS đau, ta tại đây biển máu ở chỗ sâu trong, rốt cuộc câu thông cái gì, người tự tin tưởng tự không bao giờ. Nửa hội như vậy đầy đủ, Clayman giữ tợn vừa cười vừa nói, trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng vẻ, lệnh cái kia trương nguyên bản anh Tuấn Anh Tuấn khuôn mặt, trở nên cực kỳ giữ tợn đáng sợ. Thậm chí còn ngay Miranda rất hiếu kỳ tâm cũng bị câu dẫn bất kể thế nào nói, nàng cùng Clayman đã từng là thân mật nhất người yêu, lẫn nhau cùng giường chung gối nhiều năm, còn cùng một chỗ sinh dục con gái Adelina. Đối với người nam nhân này tính cách, nàng không ken ơn đều không có hiểu rõ. Kiêu ngạo là Clayman nhất điển hình nhãn. Thân là Simeon thân vương, trên cái thế giới này, đã muốn rất ít có đồ vật gì đó có thể phóng trong mắt hắn liễu tương đương. Hiện tại, ngay Clayman đều như vậy quan trọng hơn, thật không rét ít e. hắn tại biển máu ở chỗ sâu trong rốt cuộc đụng phải loại nào, kỳ ngộ. Miranda, người ZSI ít e. sao? Ta cầu thông huyết linh đại lục, cầu thông huyết linh thánh điện. Clayman nhìn thẳng Miranda xanh lam hai con người cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, nói từng chữ từng câu, trong giọng nói, tràn đầy cuồng nhiệt cảm giác hưng phấn. Không ke nương. Miranda vốn là có chút híp mắt lấy, mang theo khinh thường ý xanh lam hai con người, mãnh liệt trừng tròn xoe, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, bật thốt lên kinh hô. Cái này tuyệt không ke nương. Trương cá ca phát sách mới. Bề ngoài giống như bạch tuộc ca phát sách mới rồi, tên sách gọi y thống Giang Sơn. Nghe nói người này bản chức chính là cái thầy thuốc, y thuật đó là không chút nào cao minh, tìm hắn xem bệnh người bệnh giải rác, hơn nữa đều là chút hít to gan lớn mật không sợ chết ra hỏa. Cái này chúng ta sẽ không chửi rủa liễu tương đương, nhưng không thể không nói, thằng nhãi này ghi tiểu thuyết, thiệt tình đẹp mắt. Cái này bản y thống Giang Sơn ghi là một cái thầy thuốc xuyên Việt đến cổ đại về sau, thành đệ nhất gian thần ra ngu ngốc thiếu niên, sau đó mà bắt đầu kim lóng lánh khoác lác chém gió kiếp sống, người khác trị không hết bệnh, hắn đương nhiên có thể chỉ tốt. Xin nhờ, hắn là hiện đại thầy thuốc đến đích. Cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái bệnh chưa thấy qua. Được rồi, nội dung ta liền cho không kịch thấu rồi, tóm lại mọi người ngay lập tức đi dấm. Nhớ kỹ, sách này gọi y thống Giang Sơn, khởi điểm chi điên, trang đầu điểm kích bảng cùng bảng đề cử cao hơn treo trên cao lấy, tên tác giả chữ gọi Thạch Bạch Tuộc. Không phải Bạch Tuộc Đế. chương 669, bị nhốt. Biển máu lòng đất mật thất ở giữa hình lục giác đồ án quang mang chấp thước, một đầu yểu điệu đầy đặn bóng người tại trong truyền tống trận hiển lộ ra đến, đúng vậy Amina. Vừa vừa ra truyền tống trận, Amina liền đứng không vững, một cái lảo đảo, hướng bên cạnh ngã đi thật vất vả mới đứng người lên hình, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phún rũng ra, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Giờ này khắc này, vị này lặng yên tư bảo gia tộc tuần tra đại sứ, chật vật không chịu nổi, màu đen quần áo nịt tổn hại vài nơi, vết máu ân nhưng, khí tức hỗn loạn, cho thấy đắc bị thương không nhẹ. Cùng nàng kề vai chiến đấu vài tên tuần tra sứ giả, sớm đã bóng dáng không thấy, cũng không biết có phải hay không là tất cả đều vẫn lạc mất. Theo Amy Na chật vật tình trạng đến xem, loại khả năng này tính rất lớn. Amy vừa đứng ổn, sau lưng truyền tống trận lại đã muốn sáng lên bạch sắc quang mang. Đây là truyền tống trận lại một lần nữa bị người khởi động dấu hiệu. Amy Na chấn động, thân thể nhoáng một cái, liền hướng mật thất dưới đất ra sao sao đi. Mật thất hơi nghiêng, có một màu đen viên cầu, viên cầu thượng là một cái dấu bàn tay. Amy Na không chút do dự, duỗi tay đè chặt này cái màu đen viên cầu lập tức theo viên cầu giấu bàn tay thượng lộ ra một hồi trói mắt nhũ bạch sắc quang mang, amina trên mặt tái nhợt, bỗng nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng, có vẻ cực không bình thường, vốn là hỗn loạn khí tức, thoáng cái trở nên càng thêm suy yếu. Cùng lúc đó, ầm ầm, thanh âm vang lên, mật thất chung quanh sáu cây cột thượng điêu khắc rơi hút máu chậm rãi mở ra miệng rộng, một cổ đỏ tươi huyết phụ phun sắp xuất hiện đến, tại lè lè tỏa sáng quang trận trên không tạo thành một mảnh huyết hồng đám mây, không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động, đem trọn gian mật thất đều bao phủ hắn xuống. Mây máu bên trong ẩn chứa một cổ làm cho người hít thở không thông khủng bố linh áp. Amina nhìn qua càng ngày càng là dày đặc mây máu, thủ đoạn một phen, móc ra một cái màu trắng bình ngọc, mở ra nút lọ, đổ ra một khỏa huyết hồng đan dược, một cổ kỳ lạ mùi thuốc lập tức tràn ngập ra đi, ẩn ẩn mang theo một tia khó có thể che giấu mùi máu tươi. Nhìn xem cái này khỏa huyết hồng đan dược, Amina trong mắt hiện lên một vòng cực kỳ đau lòng thần sắc. Tựa hồ viên đan dược kia thập phần quý giá, Amina không nỡ dùng. Bất quá mắt nhìn lấy càng ngày càng sáng ngời truyền tống trận, Amina cắn răng một cái, lúc này đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa mới liều thuốc hạ, vốn là suy yếu không chịu nổi Amina, khí tức bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận phơn phớt bắt đầu đứng dậy, tựa hồ thương thế của nàng tại lập tức đã bị trị hơn phân nửa. Bá! Hàn quang lóe lên, Amina trong tay nhiều hơn một chuôi phong duệ bảo kiếm. Amina hai tay nắm ở chuôi, này bảo kiếm, chậm rãi giơ lên, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm trong mật thất màu ngà sứ ánh sáng càng ngày càng lóe sáng truyền tống trận. Mây máu áp dưới đỉnh truyền tống trận, càng thêm có vẻ thần bí khó lường. Một đạo nhàn nhạt bóng đen, dần dần tại truyền tống trận bên trong hiển lộ ra. Quay cuồng mây máu, bỗng nhiên lại giảm xuống vài phần, cơ hồ chăm chú đặt ở truyền tống trận chính phía trên mây máu bên trong linh áp thoáng cái trở nên cuồng bạo không thôi, ẩn ẩn có màu đỏ tia chớp không ngừng tàn sát bừa bãi trong đó, khắp mây máu cơ hồ hóa thân thành một đầu muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Rất nhanh, trong truyền tống trận bóng người tự trở nên rõ ràng. Đúng vậy một tiếng màu xanh nhạt đường trang tiêu phàm. Sử dụng loại này cổ xưa không gian truyền tống trận, đối với tiêu phàm mà nói, xác thực địa đầu một hồi. Nhưng cùng loại xuyên thẳng qua không gian kinh nghiệm, cũng không là lần đầu tiên. Trước sau hai lần dùng linh thân thể hình thái ra vào, đỉnh Càn Khôn tu khắp trời gian đều có cùng loại cảm giác. Cuốn hồ cái truyền tống trận này khoảng cách phi thường ngắn, không gian áp lực rất nhỏ, dùng Tiêu Phàm dưới mắt Tu Vi, trên cơ bản không có cái gì không khỏe cảm giác. Bất quá như vậy không gian truyền tống trận, người bình thường là mở không ra đích, phải là tu chân giả dùng pháp lực mới có thể mở ra. Tiêu Phàm chưa an toàn hiện thân ra, cũng đã cảm nhận được đỉnh đầu áp lực thật lớn gấp vội ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt lập biến. Mây máu bên trong cuồng bạo khí thức cùng ẩn chứa áp lực thật lớn, cũng không phải Amy Na cùng vài tên tuần tra sứ giả tại mặt đất trong mật thất bố trí chí chính là cái kia cái gọi là hắc bức đại trận có thể chịu được bằng được đích. Tiêu phàm cảm thấy cực độ nguy hiểm. Đỉnh đầu mây máu, không ngừng lăn lộn, giọt giọt cực đại màu đỏ tươi huyết châu ngưng kết ra. Tiêu phàm tuy nhiên không biết cái này huyết trong mưa cụ thể ẩn chứa loại nào uy năng, nhưng này trùng trồng khủng bố khí tức lại thật là khiến người sởn hết cả gai ốc. Tiêu phàm nhắc tới vùng đan điền pháp lực, muốn thả ra hộ thể màn hào quang, ai ngờ pháp lực vậy mà như là thép dội đúc bằng sắt giống nhau, không chút sứt mẻ. Trong khoảng khắc, tiêu phàm tự hiểu được, đây là bởi vì còn thân ở truyền tống trận không gian áp lực trong nguyên nhân, pháp lực không có thể động dụng. Cứ việc chỉ là rất cự ly ngắn truyền tống trận, cái loại này không gian áp lực cũng không phải dưới mắt tiêu phàm có khả năng kháng cự được đích. Tại truyền tống trong quá trình, mặc người bổn sự thông thiên, cũng không có biện pháp vận dụng pháp lực tiến hành tranh đấu. Mây máu trung ngưng kết ra cực đại giọt mưa, cũng đã lá trả ướt át. Tại đây, hắc bức đại trận, hiển nhiên cùng truyền tống trận là tiếng động tương thông đích, làm địch nhân tại trong truyền tống trận hoàn toàn hiện thân một khắc này, chính là đại trận phát động công kích thời điểm. Cái này đương làm khẩu, là từng cái địch nhân là lúc yếu ớt nhất. Trên người thừa nhận không gian áp lực chưa hoàn toàn tiêu trừ, đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít còn có chút không khỏe, huyết vân lập tức bắt đầu công kích, coi như là cường hãn nữa địch nhân, cũng xử không xuất ra thủ đoạn gì để chống đỡ. Thực tại nơi này thời cơ thiết lập đắc quá xảo trá liễu tương đương. Tiêu phàm hai mắt mãnh liệt vung mạnh, tự thấy được dán mật thất đại môn mà đứng Amina. Cả gian mật thất, Amina vị trí vị trí, là lối ra duy nhất, tại hoàn toàn không có trở ngại dưới tình huống, dùng tiêu phàm thân pháp cực nhanh cùng tại ngân dược lôi bằng trên nội đan lĩnh ngộ đến phong độn thuật đem kết hợp, nên vậy còn có cơ hội tại mây máu công kích chưa hoàn toàn triển khai trước kia, đoạt trước một bước thoát ra đại trận bao trùm phạm vi. Amy Na cầm trong tay lợi kiếm, đem cái này duy nhất một đầu chạy trốn thông đạo phong đến xít sao đích. Mắt nhìn tiêu phàm, khóe miệng hiện lên một vòng giữ tợn cười lạnh. Ngắn ngủn mấy ngày trong, bị tiêu phàm liên tiếp đánh bại hai lần, tại Amy Na dài rằng rạc trong khi còn sống, đây là chưa bao giờ trải qua vô cùng nhục nhã. Tung tính toán hơn 10 năm trước, bởi vì không phục Clayman leo lên Simi thân vương bảo tọa, Amy cũng chưa từng bị bại thảm như vậy qua. Đường đường huyết tộc tuần tra đại sứ, tại vài tên thủ hạ chính là hiệp trợ phía dưới, như trước bị cái này đến từ dị quốc tha hương người phương đông đánh cho thất bại thảm hại, tất cả tuần tra sứ giả cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Nếu như không thể ở chỗ này đem tiêu phàm tiêu diệt, Amy hoài nghi, coi như mình may mắn tại tiêu phàm thủ hạ thoát được tánh mạng clayman cũng sẽ không bỏ qua nàng cái kia biểu hiện ra rất có phong độ thân sĩ nam nhân hắn ở sâu trong nội tâm âm hiểm độc ác không có người so amy na càng thêm rõ ràng vì đạt tới mục của mình clayman có thể không chút do so dự hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình thậm chí còn sở dĩ sẽ có adelina xuất hiện đều là clayman đã sớm tính toán tốt hắn cần một cái có thuần tránh nhất huyết tộc huyết mạch tế phẩm không hề nghi ngờ Hai vị thuần chánh nhất Simeon vương tộc nam nữ kết hợp sinh ra tới hải tử, nhất định là thuần chánh nhất huyết tộc huyết mạch, tuyệt đối sẽ phù hợp hiến tế yêu cầu. Phòng chứng lúc này, huyết tế khả năng đã bắt đầu đi à nha. Clayman tin tưởng vững chắc, chỉ cần dùng thuần chánh nhất huyết mạch huyết tộc người hiến tế, có thể một lần nữa đã thông cùng huyết linh đại lục ở giữa thông đạo, đem huyết linh thánh điện tổ tiên những người lớn tiếp dẫn tới. Tại thần thông quảng đại các vị tổ tiên chỉ điểm phía dưới lập nhiều đại công Clayman đem đạt được chính thức trường sinh bất tử năng lực, hơn nữa trở thành huyết tộc tổ tiên bên trong một thành viên. Về phần xuất lĩnh huyết tộc đại quân quân lâm thiên hạ, thống trị cái này khỏa nho nhỏ tinh cầu, bất quá là thuận tay đạt thành tiểu mục tiêu mà thôi. Một khi có được huyết tộc tổ tiên khủng bố như vậy năng lực, cái này khỏa nho nhỏ trên tinh cầu, ai có thể là simi ân thân vương đối thủ. Tiêu phàm, quả thực chính là cái chê cười. Theo sau như thế điên cuồng chủ nhân, Na biết rõ tiếp tục như vậy tử trống đỡ xuống dưới, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cũng không khỏi không kiên trì rốt cuộc. Tuy nhiên Clayman chính miệng nói qua, có thể đem nguyên khí đại thương tiêu phàm dụ dỗ đến biển máu đi, Clayman đem đem bà Tiêu Phàm cũng trở thành hiến tế tế phẩm. Nhưng mà, cái loại gì trình độ độ mới gọi nguyên khí đại thương, Amina lại không có nắm chắc. Cái này bình phán quyền lực, không tại trong tay của nàng, tại Clayman trong tay. Ít nhất nếu như hiện tại liền đem Tiêu Phàm thả ra, Amina cho rằng đây không phải cho Clayman đưa đi tế phẩm, mà là đưa đi một tên sát tinh. Đương nhiên, đợi cái này chính thức hắc bức đại trận công kích qua đi, nên vậy tựu không sai biệt lắm. Tiêu Phàm cho dù bất tử tại đại trận công kích phía dưới, tuyệt đối cũng sẽ vết thương trồng chất, nguyên khí đại thương. Một cái động cũng không thể cử động nữa Tiêu Phàm, bị nàng Amina đại sứ mang theo đi ra ngoài, nặng nề nhét vào Simion thân vương dưới chân. Amy Na tin tưởng, Clayman nên vậy hội hài lòng chưa? Amy Na khóe miệng dáng tươi cười chưa nhạt nhòa, tiêu phàm thân thể đã hoàn toàn tại trong truyền tống trận lộ ra hiện ra. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, mây máu trung xét đánh đại tác, cực đại huyết sắc hạt mưa, rầm rầm, nện xuống dưới, vừa nhanh vừa vội. Vài đạo huyết hồng tia chớp, lại càng thẳng hướng tiêu phàm đỉnh đầu bổ tới. Trong khoảng khắc, tiêu phàm đã bị nồng đặc vô cùng mây máu triệt để che giấu ở bên trong, nhìn không tới liễu tương đương. Amy Na nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhỏng, cầm kiếm hai tay kìm lòng không được mà buông lỏng chút ít. Nàng đã từng thấy tận mắt thức qua cái này chính thức, hắc bức đại trận, uy lực, nếu như là tại địa phương khác, tiêu phàm sớm làm chuẩn bị lời mà nói có lẽ còn có thoát khốn cơ hội. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn là tuyệt đối không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đến đích, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ, hắc bức đại trận, công kích. Nhân loại bình thường, cũng không dùng thân thể cường hãn tăng trưởng. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Cùng Tiêu Phàm liên tiếp giao thủ hai lần, Amina chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm dùng thân thể đón đỡ qua bất luận cái gì công kích. Tiêu Phàm đáng sợ ở chỗ phương pháp lực hùng hậu, độn thuật cao minh, thân pháp mau lẹ vô cùng. Cái này hoàn toàn bao trùm cả gian mật thất, hắc bức đại trận, phối hợp truyền tống trận đặc thù tính, đúng vậy Tiêu Phàm khắc tinh. Huyết phú, tia chớp, kỳ độc. Đây là hắc bức đại trận, diệt sát địch nhân tam đại thủ đoạn. Cả đại trận tổng cộng cửu trọng công kích, tam đại thủ đoạn không ngừng tuần hoàn, luân chuyển tấn công mạnh, một trọng so một trọng khó có thể chống cự. Amy Na tin tưởng, đợi hắc bức đại trận liên tục không ngừng cửu trọng công kích qua đi, nàng tự chỉ cần đi qua cầm lên tiêu phàm ngàn vết lở loét trăm lỗ thân thể. Cảm giác tạ kim mộc sán bụi vạn phần thường, minh chủ uy vũ. Chương 670, huyết đan hắc bức đại trận cửu trọng công kích xác thực đủ cường đại trên thực tế lại không có cơ hội hoàn toàn thi triển đi ra amina chưa nghĩ đến thập phần sẵn sàng một tiếng mãnh liệt cao vút chim hót bỗng nhiên tại trong mật thất chấn vang lên mật thất dưới đất chim hót trong khoảng thời gian ngắn amina cho là mình nghe lầm sau một khắc quay cuồng mây máu như là điên như vậy hướng về trung ương phương hướng đè ép mà đi Chói mắt tia sáng trắng tự dày đặc mây máu bên trong thấu đi ra, thấy Amy Na trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, tiếng sét đánh đại tác. Một cái ngân sắc điện cầu, tại dày đặc mây máu bên trong đột nhiên nổ tung, xét đánh bắn ra bốn phía, ngân xà loạn vũ. Vốn là đem trọn gian mật thất đều bao phủ đắc kín không kẽ hở mây máu, lập tức bị tạc một cái lỗ hồng lớn. Một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh bóng người, theo nổ tung lỗ hồng lớn trung bay nhanh ra, nhìn kỹ lại, những kia lòe lòe tia sáng trắng, dĩ nhiên là từng vòng lượn lờ tại tiêu phàm trên người hồ quang điện. Tiêu phàm hóa thành một cái điện nhân. Amy na trợn mắt há hốc mồm, chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tiêu phàm đã muốn gấp tựa như tia chớp bắn tới trước chân. Cho đến lúc này hậu, Amy na mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được cực độ nguy hiểm, mãnh liệt vung lên rảnh tay bên trong lợi kiếm. Màu đỏ sậm đao mang lóe lên. Amy Na chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, đầu lập tức tự bay lên, thậm chí còn, Amy Na ở giữa không chung còn chứng kiến chính mình không đầu thân thể, chỗ cổ tiên huyết cuồng phun. Đây là Amy Na nhìn qua cuối cùng cảnh tượng, lập tức liền lâm vào vô biên trong bóng tối. Lúc này đây, tiêu phàm cũng không kích phát, viêm linh chi lưới kiếm, uy lực, gần kề đem trở thành một thanh bình thường trường đao đến sử dụng. Cái này cũng đã đủ rồi, tung tính toán với tư cách bình thường trường đao sử dụng, viêm linh chi lưới kiếm phong duệ cũng vượt qua xa bình thường binh khí có thể so sánh. Cũng không phải tiêu phàm không muốn kích phát, viêm linh chi lưới kiếm, ly hỏa ra oai, thật sự hắn đã không có như vậy hùng hậu pháp lực. Tại, hắc bức đại trận, bên trong, mắt thấy mây máu công kích không thể cùng kháng, tiêu phàm cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát ngân rực lôi bằng biến thân, vùng đan điền cái kia khỏa không trọn vẹn không được đầy đủ lôi bằng nội đan, vài chỉ trong nháy mắt đưa hắn toàn thân pháp lực rút ra không còn, đưa hắn hóa thành một cái, điện nhân, Ngân dực lôi bằng là trời sinh sấm gió hai thuộc tính yêu linh, tuy nhiên tiêu phàm tu vi còn thấp, tại luyện hóa bộ phận nội đan về sau, dưới tình thế cấp bách, cũng có thể miễn cưỡng kích phát lôi bằng hóa thân. Ngân dực lôi bằng thiên lôi thuộc tính, đúng vậy huyết đạo công pháp khắc tinh. Amy na vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa tới kịp chống cự, lập tức tự mơ hồ mà mệnh tang tiêu phàm dưới đao. Một quả đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ như máu hạt châu, theo đại lượng máu tươi, theo Amy na, chỗ cổ sao sao ra, lóng lánh lấy đỏ tươi sáng bóng. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, một bà liền đem cái khỏa hạt trâu này bắt tới, đặt ở trước mắt lược hơi đánh giá, liền không chút do so dự há miệng, đem hạt trâu nuốt vào bụng đi. Cái này khỏa đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ như máu hạt trâu, bên trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng tánh mạng linh khí. Tiêu phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể bằng phỏng đoán nhận định cái này có khả năng là Amy Na, nội đan, Tiêu Phàm chỉ là có chút kỳ quái, chẳng lẽ Amy Na cũng đã đến kim đan kỳ tu vi sao? Lần đầu tiên theo, đỉnh càn khôn, tu khắp trời gian trở lại hiện thực sự thật thế giới về sau, Tiêu Phàm tại chỉ thủy quan tàng thư thất trong lần nữa đọc qua một ít không chọn vẹn điển tịch, phát hiện trong đó có một chút về tu chân giới ghi lại, tự nhiên, chỉ do là giả sử tính chất đích. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, kim đan kỳ tu vi tại tu tiên giả bên trong đã muốn tương đối hiếm thấy, xem như rất cao cùng bậc tu sĩ liễu tương đương. Coi như là một ít thiên tài hình tu chân giả cũng thường thường cần mấy chục trên trăm năm tu luyện mới có thể năng lực đạt tới như vậy cảnh giới. Cho nên lần thứ hai theo tu khắp trời gian đi ra, tiêu phàm trong người không hề trở ngại mà ngưng kết ra kim đan đến, mình cũng có chút bán tín bán nghi, cảm thấy cái này có thể là nào đó biểu hiện giả dối. Chính mình vùng đan điền cái kia khỏa, đan, rất có thể không phải sách cổ thượng nói tu sĩ kim đan, mà là một loại những vật khác bởi vì điều này thật sự là quá là nhanh chút ít. Tiêu phàm cảm giác mình ngay tu tiên giới, môn cũng còn chưa từng vuốt, như thế nào trực tiếp đem luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ nhảy tới, thoáng cái đã đến kim đan kỳ. Đương nhiên tiêu phàm cũng mơ hồ đoán được, nếu như hắn vùng đan điền cái kia thật sự là kim đan lời mà nói, như vậy vô cùng có khả năng là vì cái kia khỏa không trọn vẹn lôi bằng nội đan công lao. Loại này thượng cổ yêu linh nội đan, ẩn chứa thiên địa lực lượng, thật sự khổng lồ đắc vượt quá tưởng tượng bên ngoài hắn chỉ là thoảng qua luyện hóa một chút, liền được ích lợi không nhỏ. Lại không quản theo Amina trong cơ thể bay ra cái này khỏa đậu xanh lớn nhỏ huyết sắc hạt châu, đến cùng phải hay không Amina tu luyện nhiều năm nội đan, trong đó ẩn chứa tinh thuần tánh mạng tinh khí, lại đúng vậy tiêu phàm trước mắt cần có nhất đích. Dùng hắn trước mắt tu vi như vậy cảnh giới, cưỡng ép hát yêu ta ép trở nên gay gắt lôi bằng biến thân, quả thực chính là hay nói giỡn cái kia khỏa không trọn vẹn lôi bằng nội đan không có đưa hắn lập tức hấp trưởng thành làm, đã là gặp may mắn thiên chi may mắn liễu tương đương. May mắn hắn sở tu luyện, hảo nhiên chính khí, là vô cực môn chấn giáo thần công, thời khắc mấu chốt, bảo trụ kinh mạch của hắn không khô héo, lúc này mới bảo vệ một đầu tánh mạng. Trong lúc này, tiêu phàm chỉ cảm thấy vùng đan điền rỗng tuyết, bụng từng đợt quặn đau, kỳ kinh bát mạch cũng là từng đợt run rẩy toàn thân, không một nơi không đau, không một nơi không khó được cả người đầu lĩnh chóng mặt hoa mắt, tùy thời cũng có thể hôn mê bất tỉnh. Thật giống như một cái đói tới cực điểm người, chứng kiến bất luận cái gì có thể nhét đầy cái bao tử mấy cái gì đó, đều hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không quản mặt khác. Cái này khỏa ẩn chứa tinh thuần linh khí huyết sắc hạt châu, quả thực muốn đem tiêu phàm, tham tử, rồi, quản hắn là cái gì, trước nuốt vào nói sau. Tiêu phàm lần này, coi như là chó ngáp phải ruồi. Amy Natuvi, xác thực chưa đạt tới kim đan kỳ, cái này khỏa đậu xanh lớn nhỏ huyết châu, cũng không phải là của nàng Kim Đan, mà là trường kỳ hấp thu biển máu tinh hoa luyện công, trong người tự nhiên hình thành một khỏa huyết đan. Loại tình hình này, chỉ có tại đại lượng hấp thu tinh hoa, không thể kịp thời luyện hóa thời điểm mới sẽ phát sinh. Tại tu chân giới, như vậy xa xỉ tình hình cũng không thấy nhiều. Bình thường đối với bất luận cái gì tu chân giả mà nói, tu luyện tài nguyên đều là cực kỳ quý giá đích. Tu chân giới hiện thực sự thật tình huống là đại lượng tu chân giả biên cuồng tranh đoạt chút ít tu luyện tài nguyên kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại nơi nào sẽ xuất hiện tinh hoa quá nhiều không kịp hấp thu luyện hóa kỳ lạ cảnh tượng chuyện như vậy cũng chỉ có tại dưới mắt trung thổ thế giới mới sẽ phát sinh nhiều năm trước không gian thông đạo sụp xuống tu luyện hoàn cảnh phá hư hầu như không còn tuyệt đại bộ phận tu chân giả rút lui khỏi toàn bộ thế giới thành tu chân giới hoang mạc theo thời gian chuyển rời, bị phá hư hoàn cảnh dần dần khôi phục, khô kiệt thiên địa linh khí chậm rãi một lần nữa tràn đầy bắt đầu đứng dậy. Sụp đổ không gian thông đạo lại chưa mở ra, tu chân giả ở chỗ này thành cực kỳ hiếm có, sự việc Simeon thân vương Clayman độc bá như vậy một cái cử đại biển máu, ngoại trừ chính hắn, gần kề cho phép Amy na đợi vì số không nhiều mấy tên thủ hạ ở chỗ này tu luyện. Tương đối mà nói, tu luyện tài nguyên tựu quá phong phú liễu tương đương. Amy na mỗi lần bị được phép đến biển máu tu luyện đều dốc sức liều mạng hấp thu đại lượng biển máu tinh hoa cũng không quản có thể hay không kịp thời luyện hóa trước chứa đựng trong người nói sau đợi rời đi biển máu tại chậm rãi hóa cho mình dùng không muộn dân ra tự trong người tạo thành như vậy huyết đan theo ý nào đó mà nói Amy na là một gốc cây có thể bốn phía chạy loạn nhân cách hóa xích viêm thảo huyết đan một nuốt vào tiêu phàm bất chấp tất cả lập tức tự khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận động điều tức, luyện hóa trong đó ẩn chứa tánh mạng tinh hoa. Dưới mắt đã muốn xâm nhập lạng yên tư bảo nội địa, lập tức muốn cùng vị kia thần bí khó lường si ân thân vương mặt đối mặt, tiêu phàm phải tận khả năng vẫn duy trì nhất sự dư thừa pháp lực cùng tốt nhất chiến đấu trạng thái. Rất nhanh, tiêu phàm đỉnh đầu liền dâng lên một cổ huyết sắc đám xương, dần dần đem cả người hắn đều cái bọc trong đó. Cùng tiêu phàm chỉ có một tường chi cách biển máu, lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Simi ân thân vương Clayman phiêu phù ở biển máu trên không, hai tay bình thân, miệng lẩm bẩm vốn là bình tĩnh biển máu, dần dần bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu đứng dậy. Theo, sùng sục sùng sục, thanh âm vang lên, biển máu trung ương toát ra sáu cái dữ tợn vô cùng rơi hút máu đầu, nguyên một đám ngửa mặt chỉ lên trời, miệng đại trương, bốn khỏa thật dài răng nanh lóng lánh lấy làm lòng người quý bạch quang, tại đỏ tươi trong biển máu, có vẻ cực kỳ khủng bố. Cái này sáu khỏa rơi hút máu đầu, lẫn nhau trong lúc đó, ước chừng cách xa nhau 40-50 trượng, quyển vòng thành một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vòng tròn luẩn quẩn, Clayman ở này cái vòng tròn luẩn quẩn chính phía trên. Clayman trong miệng niệm chú thanh âm càng ngày càng cấp bách, sáu khỏa rơi hút máu đầu trong miệng bỗng nhiên sao sao ra từng đạo vừa thô vừa to huyết quang, hướng về lơ lửng ở giữa không chung Clayman kích bắn đi. Oanh! Lục đạo huyết quang hung hăng đánh tại Clayman trên người, lập tức vầng sáng bắn ra bốn phía một cái cự đại huyết sắc phần sáng dùng clayman làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn mở đi ra clayman chính phía dưới sớm đã bắt đầu cuồn cuộn không thôi trong biển máu mãnh liệt sôi trào lên mấy cái huyết hồng xúc tua đột nhiên từ sôi trào huyết trong nước giò xét đi ra ở giữa không trung lung tung vung vẩy máu tươi đầm đìa làm cho người vừa thấy phía dưới liền là vong hồn đại bốc lên xa xa ngồi ở nho nhỏ duy cầm bảo trên ban công quan sát đây hết thảy miranda chấn động chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại cực kỳ khí tức quỷ dị đập vào mặt, Miranda sắc mặt phải biến đổi. Cổ lực lượng này mạnh, cái gì thậm chí đã vượt qua Clayman cho áp lực của nàng. Clayman nói, chỉ cần dâng lên phù hợp tế phẩm, là hắn có thể một lần nữa mở ra đi thông huyết linh đại lục thông đạo. Xem ra, cái này là Clayman triệu hoán đi ra đích, chuẩn bị mở ra không gian thông đạo cường đại sinh linh. Có lẽ, hoàn toàn từ đầu, luôn luôn cũng không phải là còn sống sinh linh chỉ là một chủng trồng quỷ dị lực lượng biến ảo mà thành biểu hiện giả dối. Mặc kệ cái này sáu đầu huyết hồng xúc tua là do loại vật nào biến ảo mà thành, khí tức của bọn nó đều quá cường đại, tung xem như Miranda pháp lực không có bị giam cầm, đang đứng ở toàn thịnh thời kỳ cũng chút nào không hứng nổi đối kháng ý. Clayman mắt nhìn lấy trong biển máu không ngừng vung vẩy sáu đầu xúc tua, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, trong miệng cấp cấp niệm chú thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Hiến tế phẩm, Clayman một tiếng trầm thấp hô quát. Biển máu chi bên cạnh, mini duy cầm bảo đại môn từ từ mở ra, bốn gã hắc y quần đen tuần tra sứ giả, dơ cao lên một gã mặc trắng noãn quần áo thiếu nữ, đi nhanh đi ra. Không, vốn là lạnh lùng đứng ngoài quan sát đây hết thảy Miranda sắc mặt đột biến, mãnh liệt đứng lên, hét to một tiếng. Người này tuyệt mỹ áo trắng thiếu nữ, hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã ngủ say đi qua, đúng vậy Miranda thời khắc ghi nhớ lấy Adelina. Audio điện tử võ tấn bền chương 671, Hiến Tế Một tòa trắng noãn đài cao, chậm rãi từ sáu khỏa rơi hút máu đầu ở giữa vị trí, thình thịch mà xông ra. Chỗ ngồi này đài cao không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo mà thành, theo trong biển máu sông ra, như trước toàn thân trắng noãn như ngọc, chưa từng nhiễm nửa phần huyết tinh. Cao hơn biển máu 3 mét khoảng chừng gì đó, liền đậu ở chỗ này, không hề di động từ nơi này đài cao tạo hình đến xem, rất giống thượng cổ thời đại thế đàn. Miranda sắc mặt, thoáng cái trở nên tái nhợt như tuyết, yên lặng ghé vào trên ban công, trơ mắt nhìn xem bốn gã tuần tra sứ giả dơ cao lên Adelina, hướng về biển máu bên kia bước đi đi qua, không có biện pháp nào. Dưới mắt Simeon Vương Phi, chẳng những toàn thân pháp lực bị giam cầm, hơn nữa phạm vi hoạt động bị hạn chế tại nơi này nho nhỏ trên ban công, cái đó cũng không thể đi. Clayman, nàng là nữ nhi của ngươi, là của ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi không biết sao. Hơi khoảnh, Miranda cao kêu lên. Lơ lửng tại tế đàn trên không Clayman lạnh lùng mà nhìn Miranda liếc, nhàn nhạt nói ra Miranda, ngươi nên biết, lúc trước ta sở dĩ cùng ngươi sinh cái này đứa con gái, chính là vì hôm nay. Chỉ cần đem nàng hiến tế cho cái này biển máu chi linh, có thể mượn nhờ linh lực của nó, nhất cử đả thông không gian thông đạo, cầu thông huyết linh đại lục. Chúng ta huyết tộc các vị tổ tiên, có thể lần nữa quân lâm cái thế giới này. Ngươi hiểu chưa? Đây là vĩ đại sự nghiệp. Vì vĩ đại như vậy sự nghiệp, chúng ta mỗi người đều nên vậy hy sinh chính mình, hy sinh hết thảy. Mình cũng có thể hy sinh, chớ đừng nói chi là một cái vài chục năm chưa từng thấy qua, chưa từng dưỡng dục qua nữ nhi. Chỉ sợ tại Clayman trong suy nghĩ, Adelina cùng một người bình thường nữ hải không có bất kỳ khác nhau. Ok, Clayman, ta đồng ý, ta đồng ý lượng 2 gia tộc một lần nữa sát nhập. Do ngươi đảm nhiệm Simion thân vương, thế nào? Chỉ cần ngươi buông tha nữ nhi của chúng ta, ok. Miranda cố nén đầy ngập lửa giận, chậm lại ngữ khí nói ra, thậm chí còn miễn cưỡng tại trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tại Miranda nghĩ đến, điều kiện này đã đầy đủ ưu đãi liễu tương đương, nếu như không phải quan hệ đến Adelina sinh tử, dùng Miranda quật cường, cận kề cái chết cũng sẽ không hướng Clayman khuất phục. Clayman lại thấy lại nàng liếc khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Chậm rãi nói ra, Miranda, ngươi là đầu gia tật xấu sao? Ngươi cho rằng, lượng hai, gia tộc một lần nữa xác nhập, bây giờ còn cần phải đi qua đồng ý của ngươi. Chỉ cần không gian thông đạo đả thông, huyết linh thánh điện tổ tiên hàng lâm, ở đâu còn sẽ có cái gì Simeon gia tộc, có cái gì Mikhail gia tộc. Chúng ta đều thống nhất, quy về một cái đứng đầu, lãnh tụ, lãnh đạo phía dưới. Toàn bộ thế giới đều phủ phục tại dưới chân của chúng ta không hề nghi ngờ, tại Clayman trong suy nghĩ, cái này tương lai thế giới đứng đầu, lãnh tụ. Nên vậy chính là hắn. Hắn lập nhiều lớn như vậy công lao, huyết linh thánh điện các vị tổ tiên, nhất định sẽ cho hắn sâu sắc khen thưởng. Clayman, người điên rồi sao? Hiện tại người còn có thể là Simeon gia tộc người lãnh đạo, một khi không gian thông đạo đã thông. Huyết linh đại lục các vị tổ tiên hàng lâm cái này giới diện, người chính là một tiểu người hầu mà thôi, còn có thể có trước mắt như vậy cảnh tượng sao? Miranda hét dầm lên. Có quan hệ hơn nghìn năm trước phát sinh ở cái này giới diện hết thảy, với tư cách suy cầm bảo gia tộc thủ lĩnh, Miranda cũng là rất rõ ràng đích. Clayman lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói: Miranda, cho nên nói các người nữ nhân thật sự rất ngắn xem. Người cho rằng các vị tổ tiên sẽ quan tâm như vậy cái tiểu giới diện sao? Cái này giới diện duy nhất giá trị chính là với tư cách không gian thông đạo giao hội điểm. Thông qua những này giao hội điểm có thể trên diện rộng rút ngắn đi trước mặt khác đại giới diện thời gian hơn nữa cái này giới diện tu luyện tài nguyên như thế bẩn cùng tổ tiên những người lớn làm sao sẽ thật sự vừa ý tại đây bọn hắn phải cần chỉ là một vững chắc giao hội điểm mà thôi tổ tiên những người lớn hy vọng có thể có một quen thuộc hoàn cảnh người vì bọn họ thủ ở nơi này miranda cười lạnh nói coi như là như vậy lại có cái gì tốt làm cho người hâm mộ hay sao cuối cùng người cũng chỉ là tổ tiên những người lớn một cái sai sử nô tài. Là ở cái thế giới này cao cao tại thượng làm ngươi si ân thân vương, có lẽ hay là cho thế giới kia người đương làm nô tài, chẳng lẽ cái này còn không lựa chọn tốt sao? Miranda, ngươi nói những này, ta đều cân nhắc qua. Ok, như ngươi nói, ta bây giờ là cái thế giới này cao cao tại thượng si ân thân vương. Nhưng tính ra sau trăm tuổi đâu rồi, lại sẽ như thế nào? Không liên thông huyết linh đại lục, không thâu được huyết linh đại pháp đến tiếp sau công pháp, tánh mạng của chúng ta tự vĩnh viễn đều cũng có hạn đích. Thời gian vừa đến, bất kể là ai, đều chỉ có thể quy về đất vàng. Miranda, người nhất định phải làm minh bạch, cái này cũng không phải ta muốn quy túc. Clayman thanh âm trở nên mãnh liệt cao vút bắt đầu đứng dậy. Nhưng cái kia là nữ nhi của người a người thân sinh nữ nhi. Tự vì chính người cái kia một tia trường sinh bất tử mộng tưởng, người muốn thân sát hại nữ nhi của mình. Clayman, người tại tâm gì nhẫn, coi như là ác ma, cũng không phải làm như vậy. Miranda khàn giọng gọi, rơi lệ đầy mặt. Ngu xuẩn, Clayman sớm đã quyết tâm, Miranda khóc giống lưu nước mắt chút nào cũng đánh không nhúc nhích được hắn, lạnh lùng quát lớn một tiếng, giơ tay lên, nhẹ nhàng dương lên. Bá! Bốn gã dơ lên cao Adelina tuần tra sứ giả đồng thời sáng đã xuất thân sau cánh bằng thịt, cách đi lên, hướng về trong biển máu bạch ngọc tế đàn bay đi cái kia mấy cái thật dài huyết sắc xúc tua tựa hồ cảm ứng được cái gì, hương phấn đắc không ngừng vung vẩy tại trong biển máu kích khởi cao cao bọt nước. Bốn gã tuần tra sứ giả rất nhanh tựu bay lên tế đàn, đem Adelina nhẹ nhàng bày đặt tại tế đàn ở giữa khiết bạch trên giường đá, lập tức chấn động cánh, sẽ cực kỳ nhanh lui trở về, tựa hồ cái này trên tế đàn có cái gì quỷ dị mấy cái gì đó, làm bọn hắn đặc biệt đừng sợ, nửa khắc cũng không dám nhiều ngốc. Clayman từ giữa không trung từ từ đánh xuống, đứng ở trên tế đàn nhàn nhạt, nhạt mà quét lẳng lặng nằm tại đó Adelina liếc thân sắc cực kỳ lạnh lùng hoàn toàn không có nửa phần tâm tình chấn động trong mắt hắn Adelina thật sự chỉ là một tế phẩm mà thôi hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Adelina trở thành con gái đối đãi qua ngay sau đó Clayman hai tay giơ lên cao miệng lẩm bẩm bắt đầu tiến hành nào đó cổ xưa tế điện nghi thức trầm thấp tối nghĩa chú ngữ thanh âm tại yên tĩnh sâu trong lòng đất vang lên cái kia sáu chi không ngừng vung vẩy thật dài xúc tua, cũng bất động xuống, như là theo trong biển máu giỏ xét ra tới sáu đầu màu đỏ như máu cây cột, đợi tại đó vẫn không nhúc nhích. Cái này tế điện nghi thức tiến hành thời gian cũng không quá dài, ước chừng 2 chừng 10 phút đồng hồ, Clayman liền hai tay bình thân, cả người từ từ bay lên, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm, chú ngữ thanh âm càng ngày càng là mãnh liệt vang dội, đâm chọc người màng nhĩ. Theo cái này mãnh liệt cao vút chú ngữ thanh âm nguyên vốn đã bất động sáu đầu xúc tua, lần nữa vung vẩy bắt đầu đứng dậy, cả trong biển máu, huyết sóng quay cuồng, một trọng tiếp một trọng hướng về trắng noãn tế đàn cọ rửa mà đi, đụng vào tế đàn thượng, tóe lên cao cao huyết sắc bọt nước. Clayman hướng tế đàn thượng lẳng lặng nằm Adelina, hai tay trên lên vừa nhấc. Adelina thân thể, liền chậm rãi nhẹ nhàng bắt đầu đứng dậy, dần dần hướng lên. Vĩ đại biển máu chi linh, thỉnh nhận lấy cô bé này tận tình mà thôn phệ huyết nhục của nàng cùng linh hồn A. Clayman cao giọng hô. Không, Clayman, người cái tên điên này, kẻ điên. Miranda hét rầm lên. Sáu đầu cực lớn dài nhọn xúc tua, hướng về không trung Adelina vung vẩy mà đi, rất nhanh liền đem Adelina kiểu nộn thân hình chăm chú triển trụ liễu. Không, không, Adelina, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Miranda trong thanh âm, tràn đầy thống khổ cùng ý tuyệt vọng. Clayman khóe miệng hiện lên một tia giữ tợn vui vẻ, niệm chú thanh âm càng nhanh hơn vài phần, hai mắt gắt gao nhìn thẳng những kia xúc tua, như là tại thưởng thức nào đó đặc sắc nhất diễn xuất. Adelina vốn là hồng nhuận phơn phất khỏe mạnh sắc mặt, rất nhanh tự trở nên tái nhợt vô huyết, tựa hồ tánh mạng tinh khí đang tại theo trong cơ thể của nàng bị tách đi ra ngoài. Mà sáu đầu xúc tua, lại phảng phất so vừa rồi chướng đại vài phần. Adelina rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, xanh lam trong con ngươi, lại tràn đầy khó hiểu thần sắc, hiển nhiên đối với chính mình dưới mắt tình cảnh không ăn ý. Nhưng là ngay sau đó, Adelina liền hiểu được, nhìn xem chăm chú cuốn lấy tay mình chân cùng thân hình huyết sắc xúc tua, nhịn không được tiêm kêu ra tiếng. Không không, cút ngay, mau cút mở, đây là cái gì quỷ gì đó. Cút ngay, mau cút mở, đừng đụng ta. Tiêu phàm, tiêu phàm, người ở đâu ở phía trong nhanh tới cứu ta, nàng giấy ruộ đắc càng lợi hại, trên người tánh mạng tinh hoa liền trôi qua đắc càng nhanh, sắc mặt càng thêm thảm trắng như tờ giấy. Clayman lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lại lộ ra lại là kinh ngạc lại là thỏa mãn thân sắc. Chỉ có hắn biết rõ, biển máu chi linh, lực cắn nuốt là cường đại cờ nào, nếu như là bình thường nữ hài tử, biển máu chi linh chỉ cần vài giây đồng hồ có thể đem tánh mạng tinh khí hấp đắc sạch bong, chỉ để lại một cụ khô quát thể xác. Mà hiện tại, Thời gian đã qua tốt vài phút, Adelina ngoại trừ sắc mặt biến thành màu trắng bệch, da thịt như trước rất có co giãn, có thể thấy được tánh mạng của nàng tinh khí, vẫn đang cực kỳ tràn đầy, xa xa không đến khô héo thời điểm. Trong lúc này, Adelina trong cơ thể cực lớn tiềm lực, rốt cuộc hoàn toàn phát huy ra đến. Clayman có chút vuốt cầm. Xem ra lúc trước, chính mình giấu giếm thân phận, bỏ bao công sức tiếp cận Miranda là hoàn toàn chính xác đích, nếu như không có Miranda thuần khiết huyết mạch hắn và Simeon gia tộc mặt khác nữ tính, sinh ra tới hải tử, chịu định viễn xa không bằng Adelina như vậy tiềm lực cực lớn. Adelina tánh mạng tinh hoa càng tràn đầy, tiềm lực càng cực lớn, biển máu chi linh, thôn phệ nàng về sau, đả thông không gian thông đạo tỷ lệ lại càng cao. Cả biển máu hoàn toàn sôi trào lên, lần lượt cực lớn cuộn sóng nhấc lên, liên tiếp không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi, phát ra cực lớn tiếng gầm, đinh tai nhức óc, khí thế kinh người vô cùng một đạo trói mắt ánh sáng bỗng nhiên tự biển máu ở chỗ sâu trong thấu đi ra bay thẳng động rộng rãi khung đỉnh không ngừng mà vặn vẹo lên lóng lánh lấy từng đợt khó nói lên lời không gian chấn động chi lực tựa hồ rất không ổn định mở ra clayman vốn là khẽ giật mình lập tức cuồng hỉ mà kêu to lên không gian thông đạo mở ra sụp xuống nhiều năm không gian thông đạo rốt cuộc một lần nữa mở ra vĩ đại huyết linh các vị tổ tiên sắp hàng lâm cái thế giới này Clayman hai tay giơ lên cao, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mà hô to, thần sắc điên cuồng. May mắn chương 672, cứu người. Dị biến là ở lập tức phát sinh đích. Lơ lửng tại biển máu trên không Clayman giờ phút này hết sức chăm chú tại huyết tế, đối với quanh thân tình hình, cơ hồ là làm như không thấy. Theo không lâu Amina tin tức chuyển đến xem, tiêu phàm tuy dũng mãnh vô cùng, Amina tại vài tên tuần tra sứ giả hiệp trợ phía dưới, cũng vẫn có thể đủ kéo được hắn, Nói sau, truyền tống trận mật thất trong chính thức Hắc Bước Đại Trận chưa bắt đầu dùng, điểm này mới được là nhất lệnh Clayman yên tâm đích. Cho dù Tiêu Phàm lại khó lường, vừa mới truyền tống hiện thân một khắc này, tao ngộ đến Hắc Bước Đại Trận rất mạnh công kích, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cho dù Tiêu Phàm có thể tránh được tai họa ngập đầu, thân chịu trọng thương, công lực giảm nhiều lại là tuyệt đối tránh không khỏi. Clayman có đầy đủ thời gian để hoàn thành huyết tế. Huyết tế một khi hoàn thành, cùng huyết linh thánh điện thông đạo một lần nữa mở ra, tổ tiên những người lớn đi vào cái thế giới này, chính là một cái tiêu phàm được coi là cái gì. Còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều phủ phục tại huyết tộc dưới chân, thì ra là phủ phục tại hắn Clayman dưới chân. Nếu như Clayman biết rõ, Amina bất quá thoáng qua trong lúc đó tự chết tại tiêu phàm thủ hạ, chỉ sợ hắn tự cũng không như vậy tự tin liễu tương đương. Ngay tại Clayman bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, la to thời điểm, truyền tống trận mật thất dưới đất cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một thân đường trang tiêu phàm ra hiện tại biển máu chi bên cạnh. Dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi, kém trong chốc lát cũng bị cái này sâu trong lòng đất biển máu làm chấn kinh. Cái này huyết sắc hồ nước thật sự quá quảng đại rồi, mình mông. Đương nhiên, nếu như là tại mặt đất, như vậy hồ nước cũng chưa nói tới quá đổ sộ, nhưng đây là ở sâu dưới lòng đất, hơn nữa không phải nước ngầm, mà là suốt một hồ máu tươi cơ hồ là tại lập tức, tiêu phàm trong óc liền hiện ra tại, đỉnh càn khôn, tu khắp trời gian nhìn thấy một màn kia, trong biển máu, Adelina bị một người trung niên nam tử thôn phệ. Tiêu phàm cây ết yêu ta ép sợ, cũng không duy trì bao lâu, cơ hồ là lập tức, tiêu phàm liền từ trong lúc cây ết yêu ta ép sợ phục hồi tinh thần lại, thấy được biển máu trên không Adelina cùng cái kia sáu đang tại hấp thu Adelina tánh mạng tinh hoa huyết sắc xúc tua. Ngắn ngủn một lát trong lúc đó, Adelina trên mặt rõ ràng hiện ra từng đạo tinh tế nếp nhăn. Làn da cũng không lại như vậy giàu có co giãn. Tuổi trẻ Adelina, bởi vì làm sinh mệnh tinh hoa đại lượng trôi qua, đã bắt đầu già dạ yếu. Tiêu phàm sắc mặt lập tức âm trầm đắc đáng sợ. Một ý niệm, quanh người hắc trung sáng quang mang lập lòe. Mười miếng băng phách phi đao di động hiện ra, bỗng nhiên ở phía trong hào quang tỏa sáng, về phía trước kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Ngay sau đó, tiêu phàm không chút do dự mà lấy ra, viêm linh chi lưới kiếm, sau lưng ngân rực lôi bằng hư ảnh lóe lên, lập tức bay lên trời, hai tay dơ lên cao trường đao, hướng lơ lửng tại biển máu trên không clay man nhanh bổ mà đi. Oanh, mà một tiếng, viêm linh chi lưới kiếm ngọn lửa bốc lên, lập tức đem huyết hải nhất chiếu dọi đắc đỏ rực đích. Mắt thấy Adelina nguy hiểm, tiêu phàm không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đem chính mình mạnh nhất đòn sát thủ thi triển đi ra, không có nửa phần trần chờ do dự vừa mới trải qua cưỡng ta f trở nên gay gắt lôi bằng biến thân đến nỗi chân khí hoàn toàn khô kiệt tiêu phàm giờ phút này sớm đã khôi phục trở nên tinh thần no đủ pháp lực tràn đầy amina trong cơ thể cái kia khỏa đậu xanh lớn nhỏ huyết đan ẩn chứa tánh mạng tinh hoa nhiều xa xa vượt qua tiêu phàm dự kiến luyện hóa về sau chẳng những lập tức đưa hắn khô kiệt pháp lực bổ túc tiêu phàm thậm chí có thể cảm ứng được đến thể chất của mình đều bởi vì này sự dư thừa tánh mạng tinh hoa mà có chỗ thay đổi, khả năng thọ nguyên đều sẽ được gia tăng không ít. Đối với vừa mới ngưng kết kim đan tu chân giả mà nói, thọ nguyên sung túc là cần gấp nhất đích. Dù sao tu hành chi đạo là như thế gian nan, như thế giải rằng giặc. Thọ nguyên tăng trưởng, tự ý nghĩa có càng thêm đầy đủ thời gian đi trùng kích rất cao cảnh giới, đặt chân rất cao tầng cấp. Tự nhiên, cho dù không có Amy Na huyết đan bổ sung pháp lực, chứng kiến Adelina bị người như thế gỡ yêu ta ít hại, tiêu phàm dù cho bản thân lại nguy hiểm, cũng sẽ không chút do so dự ra tay. Cao cao tại thượng Clayman, cho tiêu phàm một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Người này khí tức, so Emina mạnh đến nổi nhiều lắm, thậm chí có thể nói là tiêu phàm từ lúc chào đời tới nay gặp được người mạnh nhất. Sau so đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong phụ thể tại là các đại thượng sư trên người phong ngây thơ còn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt như vậy trí cường giả, tiêu phàm không thể có bất kỳ tham dò cùng lưu thủ. Thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn lực phóng ra. Mười miếng băng phách phi đao tốc độ, so tiêu phàm nhanh hơn một bậc, như thiểm điện vòng quanh sáu huyết sắc xúc tua dạo qua một vòng, trong đó ẩn chứa cực độ băng hàn chi lực, dù là cái này sáu huyết sắc xúc tua là cái gì, biển máu chi linh, biến thành, cũng ngăn cản không nổi, tại không hề báo động trước tình hình hạ không kịp làm ra phản ứng gì, tự toàn bộ bị đông cứng thành sáu đầu màu đỏ như máu băng trụ. Tại mông lung chiếu cố phía dưới, lóng lánh lấy giả tưởng quỷ dị sáng bóng. Dừng tay, biến cố rồi đột nhiên phát sinh, huyết tế quá trình bị sinh sinh chặt đứt, Clayman lập tức bạo giận lên, hai mắt mãnh liệt hướng tiêu phàm quét tới, phun ra lấy phẫn nộ ngọn lửa, vốn là phong độ nhẹ nhàng sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Chỉ có điều, Clayman phẫn nộ cũng không thể duy trì bao lâu. Trong nháy mắt, trói mắt sáng chói, viêm linh chém, đã muốn gỡ yêu ta ít phụ cận, Clayman thậm chí có thể cảm nhận được ra thịt bị liệt diễm thiêu đốt phỏng. Tiêu phàm trong mắt phun ra lửa giận, không chút nào tại Clayman phía dưới. Clayman không chút nghi ngờ, tiêu phàm đã bị dẫn động sát cơ. Simi thân vương dù sao không phải hạng người bình thường, mắt thấy viêm linh chi lưới kiếm hùng hổ gờ yêu ta không tránh không né, tay phải vừa nhấc, một thanh đỏ tươi trường kiếm tại hắn trong lòng bàn tay di động hiện ra, đặc hơn mùi máu tanh bốn phía. Hét lớn một tiếng, Man hai tay nắm ở đỏ tươi cự kiếm, hướng về mãnh liệt phốc mà đến tiêu phàm đón đánh đi lên. Tuy nhiên tiêu phàm tay cầm viêm linh chi lưới kiếm xem xét cũng không phải là vật phàm, ẩn chứa cực kỳ giữ dần hỏa hệ linh lực, Simi ân thân vương đối với chính mình thực sự tin tưởng 10 phần. Âm âm, một tiếng bạo vang lên. Viêm linh chi lưới kiếm cùng huyết kiếm đụng đụng vào nhau. Chui, này phía nam ly hỏa chi tinh cô động mà thành thần binh lưỡi dao sắc bén, tiêu phàm đã muốn sử dụng qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một lần sử dụng đều chưa từng lại để cho tiêu phàm thất vọng qua. Theo vương tiên chi quỷ hồn biến thành lệ quỷ khô lâu đến vừa mới chết Amina, không khỏi là lên tiếng mà chém. Kể cả vị kia tinh thông phong độn thuật yêu linh phong ngây thơ, bị viêm linh chi lưới kiếm đánh chúng về sau, cũng đồng dạng không chống chịu được, tan thành mây khói. Lúc này đây, tình hình rốt cuộc nổi lên biến hóa. Đỏ tươi cự kiếm cùng chủ nhân của nó Simian thân vương, cũng không có bị viêm linh chi lưới kiếm vừa bổ hai nửa. Đao kiếm tương giao, hồng quang loạn tránh, Simi thân vương một tiếng kêu đau đớn, thân thể giống như mùi tên, sau này kích xạ trở ra. Trong tay nắm lấy đỏ tươi huyết kiếm, trở nên hắn mỏng như giấy, ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã bị viêm linh chi lưới kiếm nóng bỏng trí dương chi lực tan chảy tuyệt đại bộ phận. Cùng lúc đó, tiêu phàm cũng không thừa thắng đuổi gờ yêu ta cao to thân hình, bỗng nhiên sau này lộn ra ngoài, trong tay viêm linh chi lưỡi kiếm dương lên, một đạo thật dài hỏa tuyến, quét ngang đi ra ngoài. Bị băng phách phi đao đông thành băng trụ sáu xúc tua, lên tiếng mà đoạn, nửa phần đều ngăn cản không nổi. Tiêu phàm bay vụt mà qua, một bả ôm giữa không chung như chiếc hôn mê Adelina, một cái, mảnh ngực xảo trở mình vân, bay bổng mà đến biển máu biên giới, lạnh lùng quét xa xa Clayman liếc. Clayman gắt gao nhìn thẳng trong tay hắn mỏng như giấy đỏ tươi huyết kiếm nhìn một hồi, trên mặt thần sắc vừa sợ vừa giận, tựa hồ Tuyệt không tin mình huyết kiếm thật không ngờ không đông đảo, giao tay khẽ vẫy liền thiếu chút nữa bị hủy diệt. Khơi khoảnh mới run lên thủ đoạn, huyết kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai mắt hướng trong biển máu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia sáu huyết hồng xúc tua bị Viêm Linh chi lưới kiếm chặt đứt một đoạn về sau, còn lại bộ phận như trước có lẽ hay là đông thành băng trụ, cứng ngắc mà đứng sừng ở biển máu trên không, xấu xí vô cùng sáu đầu xúc cua tự tựa như sáu cái bàn tay, ngã tại Clayman trên mặt, bis bis. Xung động, cái này tiêu phàm, vậy mà đồng thời người mang âm dương hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính pháp bảo, hơn nữa đều đều, đều đem ra sử dụng đắc thập phần thuận tay, cứ việc băng phách phi đao băng hàn chi lực, còn không thể cùng viêm linh chi lưới kiếm ẩn chứa ly hỏa chi tinh đánh đồng, cũng đã thập phần khó lường. Có rất ít người có thể đồng thời đem ra sử dụng băng hỏa hai chủng bén nhọn đối lập thần thông, bình thường thuật sư, có thể đem cái này hai chủng trời sinh tương khắc linh lực vuốt thuật, cũng đã rất lợi hại rồi, lại càng không cần phải nói thu cho mình dùng. Khó trách Miranda hội vừa ý cái này tuổi trẻ người phương Đông, quả nhiên có vài phần đạo lý. Rất tốt, tiêu tiên sinh, người cuối cùng đến liễu tương đương. Clayman không hổ là sống nhiều năm như vậy người tinh, rất nhanh liền đem trong lòng mình kinh ngạc cùng phẫn nộ cưỡng ép hát yêu ép đè ép xuống dưới, hai mắt chậm rãi dơ lên, nhìn về phía đối diện tiêu phàm, cũng không có vội vã nghĩ biện pháp cho đóng băng ở, biển máu chi linh, tuyết tan. Tiêu phàm nhìn mình trong ngực như trước hôn mê bất tỉnh Adelina, cùng cái kia tựa hồ bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi dung nhan, trong nội tâm lại là thương tiếc lại là phẫn nộ, đón Clayman nhìn qua tới, lạnh lùng nói ra, người chính là Simeon thân vương. Đúng vậy, chính là ta, người có thể bảo ta Clayman. Tiêu phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, bằng phẳng một chút tâm tình, mặt lâm đại địch, tâm tình kích động, khống chế không nổi tính tình của mình, chính là là cao thủ so chiêu tối kỵ. Điểm này, tiêu phàm biết được rất rõ ràng. Ta không đéo cần biết ngươi là ai, ngươi tại sao phải gờ yêu ta ết hại Adelina. Người này, cùng hắn tại, đỉnh càn khôn, tu khắp trời gian đến nhìn qua cái kia cái trung niên nam tử giống như đúc. Suy diễn huyết tương thời điểm, Adelina chính là bị hắn chỗ thôn phệ. Hiện tại đã muốn ứng nghiệm nếu tương đương, nếu như tiêu phàm chậm thêm đến một bước, chỉ sợ Adelina sẽ bị huyết sắc xúc tua hấp sạch toàn thân tinh hoa liếu tương đương. Bởi vì nàng là con gái, tánh mạng của nàng là ta cho đích, ta hiện tại muốn thu trở về. Clayman không chút do dự nói, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, ngôn từ trong lúc đó, tràn đầy lãnh khốc vô tình khí tức, không có nửa điểm phụ tử chi tình. Adelina là nữ nhi của ngươi. Tiêu phàm hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, là của ta thân sinh nữ nhi, tiêu tiên sinh đối với cái này có nghi vấn gì không? Tiêu phàm tự nở nụ cười, dáng tươi cười lạnh như băng. Hắn thật sự không nghĩ tới, như vậy gờ yêu ta ết hại Adelina Dick, dĩ nhiên là nàng cha ruột. Nếu như đây hết thảy đều thật sự, như vậy người càng đáng chết hơn. Tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng xa xa Clayman, nói từng chữ từng câu. Từng chữ đều lạnh như băng đích, tràn đầy đặc hơn sát cơ. Loại tình hình này, phát sinh ở tiêu phàm trên người, thật sự là phi thường hiếm thấy. May mắn, chương 673, tốc chiến tốc thắng sách lược. Amy là đâu này, nàng ở nơi nào? Clayman cười lạnh một tiếng, cũng không cùng tiêu phàm thảo luận đạo đức vấn đề, trực tiếp hỏi Amy là tình huống. Tiêu phàm lạnh lùng nói ra, nàng đã chết rồi. Clayman sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, tiêu tiên sinh, vốn là ta còn ý định cùng ngươi thương lượng một chút chuyện hợp tác hiện tại xem ra, không có cái kia khả năng. Vừa vặn chỗ này của ta còn cần một cái tế phẩm, chính là ngươi liễu tương đương. Tiêu phàm liếc hắn một cái, ngồi sổ người xuống, chuẩn bị đem Adelina phóng trên mặt đất. Hắn vừa rồi đã đem hạo nhiên chính khí đưa vào Adelina trong cơ thể, đơn giản kiểm tra một chút Adelina tình huống, thật sự không thể lạc quan, tánh mạng tinh khí thua thiệt quá nhiều, đã muốn suy giảm tới bổn nguyên. Bình thường phương pháp xử lý, hoàn toàn không có hiệu dụng. Xem ra chỉ có đánh trước bại Clayman, lại nghĩ biện pháp liếu tương đương. Tiêu tiên sinh, phải cứu Adelina, trước hết đả bại hắn. Một mực nho nhỏ duy cầm bảo trên ban công quan sát đến đây hết thảy Miranda, bỗng nhiên cao giọng nói ra. Nàng hiện tại bị rơi xuống cấm chế, không thể rời đi cái này sân thượng. Tiêu phàm cứ việc sớm liền phát hiện nàng, nhưng không có vội vã đem Adelina đưa đến trên ban công đi, loại tình hình này. Xem xét chỉ biết trên ban công rất có thể cũng bị rơi xuống cấm chế nào đó. Ngày bình thường tiêu phàm muốn bài trừ những này cấm chế, tự nhiên là hào không làm khó dễ. Dưới mắt, Clayman lại tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Viêm linh chi lưới kiếm chém phía dưới. Vậy mà không thể tại chỗ phá hủy Clayman vội vàng trong lúc đó ngưng tụ ra đến huyết kiếm. Sớm đã lệnh tiêu phàm nội tâm cảnh giác ý, để cao đến cao nhất đẳng cấp. Adelina hiện tại tánh mạng tinh hoa trôi qua đắc quá nghiêm trọng phải dựa vào tại đây huyết trì mới có thể năng lực khôi phục. Miranda lại tăng thêm một câu giải thích. Tiêu phàm trong mắt sáng ngời. Hắn chính phạm buồn muốn như thế nào cho Adelina đền bù lỗ lã tánh mạng bổn nguyên, thiếu chút nữa đã quên rồi Adelina là huyết tộc công chúa. Chỗ này minh mông biển máu, đối với người bình thường mà nói, ngoại trừ chán ghét có lẽ hay là chán ghét, đối với thuần khiết huyết tộc truyền nhân, nhưng lại đại bổ thánh địa. Miranda, xem ra ngươi là bị cái này người phương đông hoàn toàn mê hoặc ở ngươi cho rằng hắn thật có thể là đối thủ của ta sao Clayman cười lạnh một tiếng khinh thường nói cứ việc vừa rồi trong lúc vội vã một phát tay hắn tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ trong đầu lại rất rõ ràng tượng mạnh như vậy hoành công kích nhất định muốn tiêu hao đại lượng pháp lực không có khả năng một mực càng không ngừng thi triển xuống dưới nếu không trước duy trì không được đích nhất định là tiêu phàm chính mình mà chính mình dưới chân chính là biển máu chỉ cần không ly khai cái này hoàn cảnh có thể liên tục không ngừng mà đạt được pháp lực bổ sung tiêu phàm tại adelina trên trán nhẹ nhàng vừa hôn sau lưng lôi bằng hư ảnh lóe lên phi thân lên đi tới không trung xa xa cùng clayman rằng co clayman lạnh lùng nhìn xem hắn sau lưng huyết hồng áo choàng không gió mà bay tịch tịch rung động clayman hai tay bình thân miệng lẩm bẩm trong biển máu ti ti từng sợi huyết khí bay lên Clayman tay phải bỗng nhiên về phía trước hư không một chảo, năm ngón tay lần nữa mở ra đến, đã có một huyết hồng chim con trong tay hắn di động hiện ra. Cái này con chim nhỏ bất quá nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, máu tươi đầm đìa, hai cánh không ngừng vỗ, hai con mắt cũng là màu đỏ như máu đích, cũng không có con ngươi cùng tròng trắng mắt, hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, tựa hồ tràn ngập lấy thị huyết thô bạo ý, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm. Clayman tay trái lại hư không một chảo, thứ hai giống như đúc huyết sắc chim con cũng ngừng kết ra. Trong khoảng khắc, tự có vài chục huyết hồng chim con vây quanh Clayman bên người cao thấp tung bay, không có chút nào vỗ cánh thanh âm, cũng không có gáy gọi thanh âm, hết thảy đều yên tĩnh đắc kinh người, chỉ có huyết điều trong mắt thô bạo khí, càng thêm nồng đậm. Tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, 10 miếng băng phách phi đao di động hiện ra, ở bên cạnh hắn hai bên xếp thành phi thường chỉnh tề hai nhóm, ngọn gió hướng xuống, đầu đao về phía trước, nhẹ nhàng lay động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi! Clayman quát lạnh một tiếng. Bỗng nhiên tiếng xé gió đại tác, mấy chục im lặng huyết điểu, phía sau tiếp trước hướng tiêu phàm mãnh liệt phát qua. Khởi! Clayman lại là hét lớn một tiếng, hai tay trên lên vừa nhấc. Vốn là thoảng qua khôi phục bình tĩnh biển máu, mãnh liệt xoáy lên một cổ gió lốc, hơn 10 đạo màu đỏ cột máu không ngừng xoay tròn lấy, theo sát tại huyết điểu về sau, hướng tiêu phàm mang tất cả mà đi. Clayman lại hư không một chảo, một thanh thật dài huyết kiếm lần nữa ngưng tụ ra. Chui, này huyết kiếm, rõ ràng chỉ là do pháp thuật biến ảo mà thành, giờ phút này lại làm cho người ta một loại trói mắt trói mắt cảm giác, thật sự thực lợi kiếm còn muốn phong duệ. Clayman hai tay nắm ở thật dài huyết kiếm, lăng không dơ lên cao, bay vụt mà trước, tựa như thái sơn áp đỉnh giống nhau, hướng tiêu phàm vào đầu lực bổ mà xuống. Clayman không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tam trọng công kích đều xuất hiện, toàn lực ứng phó, gắng đạt tới nhất cử xây công. Không hề cho rằng, Clayman lựa chọn sử dụng đối với chính hắn có lợi nhất đấu pháp. Huyết tế tiến hành đến một nửa, đã bị tiêu phàm ngạnh xanh xanh chặt đứt, Clayman mặt ngoài nhìn về phía trên coi như bình tĩnh, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Mấu chốt là, thời gian kéo đắc càng dài sẽ càng phiền toái. Biển máu chi linh đã muốn hấp thụ Adelina một nửa tánh mạng tinh hoa, vạn trong lúc nhất thời kéo đắc quá dài, cái này một nửa tánh mạng tinh hoa dần dần tiêu hao hầu như không còn, hết thảy đều cần lại tới qua lời mà nói, ai cũng không dám cam đoan, Adelina còn lại cái kia một nửa tánh mạng tinh hoa, cũng đủ trèo chống huyết tế thuận lợi hoàn thành. Clayman cũng không muốn tại cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tắc. Vì nay chi kế, chỉ có tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết tiêu phàm, lại để cho gián đoạn huyết tế tiếp tục tiến hành. Nếu như có thể tưởng lúc trước hắn và Amy Na thương lượng cái kia giặc đem tiêu phàm cũng trở thành huyết tế tế phẩm, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, huyết tế nhất định có thể đủ đại công cáo thành. Hắn hôm nay lưng tựa biển máu, không sợ pháp lực tiêu hao, có thể không kiêng nể gì cả mà phát đại chiêu. Tại loại này áp lực cực lớn phía dưới, tiêu phàm vì tự bảo vệ mình, cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Tranh đấu song phương, một cái có thể tìm được liên tục không ngừng pháp lực bổ sung, cái khác lại chỉ có thể trọi cứng, pháp lực dùng một điểm ít một chút, không chiếm được kịp thời bổ sung ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay, đổi bất cứ người nào, đều đánh như vậy. Nếu thật là cùng tiêu phàm bất ôn bất hỏa mà du đấu hit and run, đó mới là đầu óc tú đậu liễu tương đương. Clayman có chủ ý gì, tiêu phàm trong đầu tựa như gương sáng đích. Bất quá tiêu phàm lại cũng không phản đối như vậy đánh. Clayman muốn tốc chiến tốc thắng, hắn càng muốn tốc chiến tốc thắng. Adelina tình hình, chút nào cũng không lạc quan, tánh mạng tinh hoa trôi qua đắc quá lợi hại, cho dù đã đem những kia huyết sắc xúc tua chặt đứt, cũng khó có thể ngăn chặn tình hình tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nhân thể không phải máy móc, như vậy thương tổn nghiêm trọng đã muốn tạo thành, cũng không thể nói ngừng tự ngừng. Phải mau chóng tiêu diệt Clayman. Mắt thấy mấy chục huyết điểu hùng hổ mà mãnh liệt phốc mà đến, gió tanh đập vào mặt, tiêu phàm vung tay lên, 10 miếng băng phách phi đao kích xả ra, nghênh đón tiếp lấy. Băng phách phi đao nơi đi qua, kỳ hàn thấu xương, tất cả bị kỳ hàn bao phủ huyết điểu, đều đều bị đông lạnh thành băng biêu, không có bất kỳ một huyết điều có thể tránh thoát băng phách phi đao dơ lên giá lạnh. Clayman trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đây hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn. Tại được chứng kiến tiêu phàm băng phách phi đao lập tức đông cứng sáu huyết sắc xúc tua cường đại uy lực về sau, Clayman hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có trông cậy vào cái này mấy chục huyết điều thật có thể đủ đột phá băng phách phi đao tạo thành huyền băng phòng tuyến. Hắn thả ra những này huyết điều mục đích kỳ thật chính là vì tiêu hao tiêu phàm băng phách phi đao thực lực. Thật giống như tiêu phàm mình ở hoàn cảnh như vậy bên trong vô pháp kịp thời đạt được pháp lực bổ sung đồng dạng, hắn phi đao cũng không có được cái mới huyền băng chi lực tẩm bổ, loại này huyền băng chi lực, mỗi phóng thích một lần tự ít đi một lần. Bất kể như thế nào nghịch thiên pháp bảo, trong đó ẩn chứa linh lực, thủy chung là có hạn đích. Đẳng cấp càng cao pháp bảo, ẩn chứa linh lực càng nhiều, nhưng cuối cùng hội có một cái cực hạn. Mà cùng loại huyết điểu, trong biển máu nhưng có thể vô cùng vô tận địa sản sinh. Trừ phi biển máu huyết linh chi lực bị triệt để hao hết. Nhưng vậy cơ hồ là không có khả năng đích. Tiêu phàm cái này hơn 10 miếng phi đao, cho dù lại nghịch thiên, ẩn chứa linh lực cũng tuyệt đối không thể có thể cùng cả biển máu ẩn chứa huyết linh chi lực đánh đồng. Băng phách phi đao vừa mới một đông cứng cái kia mấy chục huyết điểu, càng nhiều là huyết điểu lại đang biển máu trên không biến hóa ra, trừng mắt thô bạo khí 10 phần hai mắt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía tiêu phàm đánh tới. Những này huyết điểu vẫn còn giữa không chung, dưới chân một cây cột máu, đã muốn tịch cuốn tới. Sơ lên cao huyết kiếm Clayman, cũng đã đến tiêu phàm đỉnh đầu, thật dài huyết kiếm lực bổ mà xuống. Tiêu phàm sắc mặt nghiêm trọng, duỗi tay ra, một quả băng phách phi đao bỗng nhiên bay rồi trở về, tiêu phàm nắm trong tay, pháp lực thúc dục vốn là chỉ có 7 dài 8 tắc phi đao, bỗng nhiên bắt đầu, sinh trưởng tốt, trong nháy tựu dài đến hai thước dài hơn, hàn nóng lánh, tựa như một thanh loan đao tương tự. Tiêu phàm vùng vẩy băng phách trường đao, đột nhiên nghênh hướng Clayman, tại pháp lực thúc bước phía dưới, chui. Này băng phách trường đao thích phóng đi ra kỳ hàn khí, hơn xa từ trước, hướng bốn phía cổ lay động ra, lập tức đem những kia trên không trung phiêu đáng ti ti từng sợi xương mù màu máu đều đông lạnh thành nho nhỏ băng tinh vướng mắc hạt ào ào xuống phía dưới bên cạnh biển máu trụi lạc thậm chí đang tại hùng hồ tịch cuốn tới một cây cột máu, cũng theo đó chỉ trệ, tựa hồ lâm vào đầm lầy lầy lội bên trong, hành động lực lớn hàng. Tiêu phàm chính mình lông mi trong lúc đó, đều ngưng kết ra tầng một hơi mỏng băng xương. Xuy, đao kiếm tương giao, một cổ tuyết trắng băng xương, lập tức theo chuôi này thật dài huyết kiếm tràn lan lên đi, vậy mà lập tức tự bị đống kết liễu tương đương. Băng xương khí hào không ngừng lại, lập tức lan tràn đến clayman trên cổ tay sau đó chính là khuỷu tay chiếu cái tốc độ này chỉ có điều một lát trong lúc đó clayman toàn thân đều bị đông cứng cương clayman lại không thèm để ý chút nào hai tay cầm thật chặt huyết kiếm không có chút nào muốn thả tay ý tứ khóe miệng một kéo hiện lên một tia nụ cười chế nhạo tựa hồ dưới mắt ở vào hoàn cảnh xấu đích cũng không phải hắn mà là tiêu phàm trên thực tế giống như cũng là như thế này liền vào lúc này tiêu phàm chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt, hai cây tịch cuốn tới cột máu, bỗng nhiên hóa thành hai cái thật dài huyết sắc dây thừng, không hề dấu hiệu mà triền trụ hắn hai chân. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng khổng lồ tự trên chân truyền đến, tiêu phàm bị này cổ sức lực kéo đến kìm lòng không được mà hướng trong biển máu thẳng rất xuống đi. Clayman hai tay run lên, huyết kiếm cùng khuỷu tay phía trên ngưng kết lấy tầng tầng băng xương, từng khúc vỡ vụn. Lập tức đầu dưới chân trên, nhân kiếm hợp nhất, như thiểm điện hướng tiêu phàm đuổi gờ yêu ta mà xuống. Huyết lóng lánh trường kiếm, tại tiêu phàm đỉnh đầu lập lè không thôi. chương 674, Ngân sắc ký hiệu. Trong lúc nguy cấp, hai quả băng phách phi đao bay nhanh mà đến, suy suy, hai tiếng, đem quấn quanh tại tiêu phàm trên mắt cá chân huyết sắc dây thừng hết thảy vì hai. Tiêu phàm liền lập tức đình chỉ hạ xuống xu thế. Vốn là những này huyết sắc dây thường là biển máu tinh khí biến thành, vượt qua xa bình thường dây thường có thể so sánh, giống nhau phi đao phi kiếm, tuyệt không khả năng khinh địch như vậy liền đem chúng chặt đứt. Băng phách phi đao lại là rất tiện cho cái này huyết sắc dây thường khắc tinh, lập tức đem đông lạnh vì băng trụ, lại phi tóc chém, lập tức liền hóa thành điểm một chút vụn băng, mọi nơi rơi xuống nước. Như vậy lược hoãn một chút, huyết kiếm đã muốn đâm tới tiêu phàm đỉnh đầu. Clayman trên mặt hiện lên một vòng giữ tợn cười lạnh. Hắn chui, này huyết kiếm, luận phong duệ trình độ, Tự nhiên không có biện pháp cùng tiêu phàm viêm linh chi lưới kiếm đánh đồng, lại ẩn chứa cường đại vô cùng huyết linh chi lực, một khi tiêu phàm bị đánh trúng, chỉ cần huyết linh chi lực xâm nhập đến tiêu phàm trong huyết mạch, một thời ba khắc liền có thể đưa hắn toàn thân huyết dịch đều đều ô nhiễm, như vậy rơi vào Clayman khống chế. Đối phó không phải huyết tộc loại người, huyết linh chi lực cường đại cùng quỷ dị, là không thể nghi ngờ đích. Ở thế tục văn học tác phẩm bên trong, nhân loại bình thường một khi bị hấp huyết quỷ cắn tổn thương về sau, cũng sẽ bị lây, biến thành hấp huyết quỷ một thành viên. Như vậy miêu tả cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ đích. Trong đó phát huy mấu chốt tác dụng đích chính là chỗ này huyết linh chi lực. Chân thật tình huống cùng văn học tác phẩm ở phía trong miêu tả hơi có xuất nhập, bị huyết tộc cắn được về sau, chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm nhân tài sẽ biến thành hấp huyết quỷ, đại bộ phận người thì là độc phát mà chết. Mặc kệ loại nào tình hình, đối với Tiêu Phàm mà nói, đều là chí mạng đích. Vèo ngay tại huyết kiếm gần người nháy mắt, tiêu phàm cả người đột nhiên biến mất không thấy, tại mấy mét bên ngoài một lần nữa lộ ra hiện ra. Clayman một kiếm đâm cái không, hoác mà xoay người sang chỗ khác, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, trầm giọng quát di hình đổi ảnh. Ai dạy ngươi? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, mỉa mai nói Clayman tiên sinh, cái gọi là di hình đổi ảnh, bất quá là phong độn thuật một loại. Các người hội cũng không có nghĩa là lấy người khác tựu nhất định không biết. Ngân dược lôi bằng là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh, tiêu phàm tuy nhiên gần kề luyện hóa nửa khỏa nội đan một chút tinh hoa, nắm giữ phong độn thuật một điểm ra lông, nhưng tại nơi này mạt pháp thế giới cũng đã rất khó lường liếu tương đương. Thời khắc mấu chốt, có thể tạo được rất quan trọng yếu tác dụng. Clayman cười lạnh một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, ta xem ngươi còn có thể lẫn mất qua mấy lần. Nói xong, cử động giơ tay lên. Bốn đạo bóng người màu đen, tự duy cầm bảo bắn ra, sau lưng màu đen cánh bằng thịt nhẹ nhàng phe phẩy, phân lem Kheriman khoảng chừng gì đó, đối với cách đó không xa tiêu phàm ẩn ẩn tạo thành nửa vây quanh trạng thái. Đúng vậy vừa rồi đem Adelina đưa lên tế đàn bốn gã tuần tra sứ giả. Không hề nghi ngờ, bốn người này là lặng yên tư bảo phương diện mạnh nhất bốn gã tuần tra sứ giả, tuy nhiên còn cản không nổi Amina, so với Ilyx Sadat bọn người mạnh đến nổi nhiều lắm. Điểm này, theo bọn hắn phát ra khí tức thượng có thể nhìn ra được. Có thể được lây man chọn chúng, tại biển máu tu luyện, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa trong biển máu huyết linh chi lực, làm bọn hắn từng cái đều được ích lợi không nhỏ. Tiêu phàm trong tay vầng sáng lóe lên, màu đỏ sậm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra. Tiêu phàm cũng biết, tại địch nhân lớp lớp vòng vây phía dưới, sử dụng viêm linh chi lưới kiếm, tuyệt đối không phải ý kiến hay. Tuy nhiên đặt chân, thiên nhân cảnh, về sau, Pháp lực đại tăng, nhưng vừa rồi đã muốn sử dụng qua một lần viêm linh chi lưới kiếm, cứ việc chưa sử xuất toàn lực pháp lực như trước tiêu hao không nhỏ. Lần này lại dùng, nếu như không thể tướng địch người diệt sát, hắn phiền phức của mình sẽ rất lớn. Tung tính toán luyện hóa Amy na cái kia khỏa huyết đan, lệnh trong cơ thể hắn pháp lực rất là tràn đầy. Lần nữa vận dụng viêm linh chi lưới kiếm, vẫn đang có lẽ hay là thập phần nguy hiểm. Một khi suy giảm tới bổn nguyên vô cùng có khả năng lại để cho hắn lại một lần nữa ngã xuống cảnh giới. Nhưng mà trong lúc này, lại không được phép hắn trần chờ do dự. Clayman Tu Vi không tại hắn phía dưới, hơn nữa bốn gã xa sau cùng thế hệ muốn mạnh hơn nhiều tuần tra sứ giả, tiêu phàm gặp phải cục diện, thật sự không thể lạc quan. Ngoại trừ hợp lại đánh một trận tử chiến, hắn đã muốn không có lựa chọn nào khác. Trừ phi hắn có thể vứt xuống dưới Adelina, vứt xuống dưới Miladat, không quan tâm, bỏ trốn mất dạng đúng vậy bởi như vậy có lẽ hay là tiêu phàm sao biết rõ không thể làm làm chi phương hiển anh hùng bản sắc clayman khóe miệng lại lần nữa hiện lên một vòng mỉa mai cười lạnh nói tiêu tiên sinh xem ra ta thật đúng là đánh giá cao ngươi ngươi thật làm cho ta thất vọng vì một nữ nhân ngươi cứ như vậy dốc sức liều mạng thành đại sự người ai cũng sẽ không giống như ngươi vậy ngu xuẩn các ngươi người phương đông có một câu gọi là lòng dạ đàn bà nói đúng là ngươi người như vậy. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, đông phương văn hóa, người biết bao nhiêu. Đại trưởng phu có việc không nên làm, đây mới là đông phương văn hóa tinh tủy. Loại cảnh giới này, vĩnh viễn cũng không phải clay man loại này dã tâm bừng bừng, cực độ người ích kỷ chỗ có thể hiểu được đích. Trong lịch sử đông phương vĩ mỗi người cách mị lực, đang tại không sai. Tốt, vậy ngươi tựu đi thực tiến nhân sinh của ngươi tín điều A. Ta sẽ dùng thiết sự thật nói cho ngươi biết, ta đúng mà ngươi, đem bởi vì ngươi sai lầm nhân sinh cuộc sống tín điều mà trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Clayman nói xong, phải giơ tay lên. Dưới chân biển máu vù vù mà toát ra vô số bọt khí, biển máu trên không xương mù màu máu, thoáng cái tựu trở nên sền sệt vô cùng. Trong nháy mắt, vô số huyết sắc chim con lăng không hiện lên đi ra, so sánh Clayman lúc trước ngưng kết ra tới huyết điểu hơi nhỏ hơn chút ít, nhưng lại rậm rạp chẳng chịt tràn ngập biển máu trên không, chừng hơn một ngàn nhiều, vô thiên cái địa, Khí thế kinh người. Không thể phủ nhận, Clayman đối với cái này biển máu huyết linh chi lực, vận dụng chi thuần thục đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tăng thêm có bốn gã tuần tra sứ giả tương trợ, khó trách hắn như vậy tin tưởng tràn đầy. Bốn gã hắc y áo đen tuần tra sứ giả, cũng đều tự lộ ra binh khí của mình, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm. "Tiêu tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi thoáng một tí, những này huyết điều, mỗi một đều bao hàm lấy thuần khiết huyết linh chi lực." người tốt nhất là đừng cho chúng bên trong bất luận cái gì một dính vào trên người của ngươi nếu không kết quả của ngươi tự nhất định không thể cải biến clayman cười dù bận vẫn ung dung nói oanh viêm linh chi lưỡi kiếm ánh lửa hừng hực hồng mang chướng mắt vốn là nhìn về phía trên thập phần thoải mái tùy ý clayman hai mắt mãnh liệt nhíu lại khe hở gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm dơ cao khỏi đỉnh trường đao theo viêm linh chi trên mũi dao hắn cảm nhận được cùng vừa mới có hơi bất đồng khí tức viêm linh chi lưới kiếm tựa hồ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Thật dài ngọn gió phía trên, hừng hực liệt diễm bên trong, vậy mà ẩn ẩn có màu bạc nhạt ký hiệu thoáng hiện, cực kỳ phong cách cổ xưa, một loại thượng cổ hoang dã khí tức, đập vào mặt. Đây là tiêu phàm lần đầu tiên sử dụng viêm linh chi lưới kiếm thời điểm không sở hữu đích. Tuy nhiên Clayman trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng những này màu bạc nhạt ký hiệu rốt cuộc đại biểu cho loại nào hàm nghĩa, nhưng này cổ nguy hiểm khí tức nhưng lại thật sự đích, không mang theo nửa phần hư giả, mà cổ nguy hiểm khí tức vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, Clayman liền làm ra quyết định, quyết không thể lại để cho viêm linh chi lưới kiếm uy lực lại tiếp tục tăng mạnh xuống dưới. Geota được hắn, Clayman một tiếng hét to, hai tay giơ lên cao huyết kiếm, hướng tiêu phàm mãnh liệt phốc mà đi. Huyết kiếm mũi kiếm phía trên, lóng lánh lấy một đạo thật dài kiếm quang, chừng thân kiếm ba bốn lần dài như vậy kiếm quang nơi đi qua, vô số biển máu xương mù hóa thành huyết điểu ào ào ủy cánh, hướng về kiếm quang dấn thân vào mà đi, phàm là bị kiếm quang quét đến huyết điểu, trọng lại hóa thành xương mù màu máu, bị kiếm quang không chút khách khí mà thu nạp đi vào. Mỗi thu nạp một huyết điểu, kiếm quang liền gia tăng thô dài hơn một phần, hào quang cũng càng gia tăng trói mắt một phần. Đương làm kiếm quang bổ tới tiêu phàm đỉnh đầu thời điểm, đã muốn chọn vẹn tăng trưởng gấp hai đã ngoài, giống như một thanh cự kiếm, tiềm máu bắn ra bốn phía, nhìn về phía trên, cùng tiêu phàm viêm linh chi lưới kiếm có vài phần tương tự. Bốn gã tuần tra sứ giả, cũng đều tự thi triển binh khí, hướng tiêu phàm tấn công mạnh đi qua. Đầy trời huyết biểu, lại càng nổi điên giống nhau, hoàn toàn không thấy viêm linh chi lưới kiếm dâng lên hừng hực liệt diễm, phổ thiên cái địa bay vụt mà xuống. Trong khoảng khắc, tiêu phàm tự triệt để đưa thân vào huyết sắc trong hải dương, thậm chí ngay viêm linh chi lưới kiếm phát ra liệt diễm, cũng trở nên ảm đạm vô cùng, Bị vô số huyết điều cùng pháp thuật biến ảo mà thành mặt khác dị tượng hoàn toàn che đậy tại hạ. Viêm Linh chém. Sau một khắc, trong biển máu vang lên Tiêu Phàm phẫn nộ hét to. Màu bạc nhạt ký hiệu bỗng nhiên lóng lánh mà dậy, huyết hồng hỏa cầu mãnh liệt nổ tung. Vô số huyết điều lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng một lần nữa trở lại như cố thành ti ti từng sợi xương mù màu máu, lập tức bốc hơi đắc sạch sẽ. Bốn gã tuần tra sứ giả trong tay binh khí huyễn hóa ra đến dị tượng cũng như bọt xà phòng giống nhau, điểm một chút tan vỡ, tiêu ở vô hình. Đạo kia nhìn về phía trên hùng hổ, không ai bị nổi thật dài huyết kiếm kiếm quang, cũng đồng dạng tại, viêm linh chém, uy lực phía dưới hóa thành điểm một chút huyết phụ, không so với cái kia huyết điểu kết cục tốt hơn chỗ nào. Viêm linh chém, uy năng xa xa không chỉ một chút như vậy, gần thân công kích toàn bộ tảo thanh về sau, oanh, mà một tiếng, cực lớn uy mãnh sóng lửa, không chút do so dự hướng bốn phương tám hướng cổ lay động ra, huyết kiếm kiếm quang hóa thành hư ảo, lập tức ngay huyết kiếm bản thể cũng từng khúc vỡ vụn. Bốn gã nhìn về phía trên rất mạnh tuần tra sứ giả, tại sóng lửa tập kích phía dưới, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, hướng bốn phía phi bắn đi ra. Trong nháy mắt, sóng lửa liền tịch cuốn tới, muốn đem Clayman cái bọc trong đó. Clayman lạnh, hừ, một tiếng, sau lưng áo choàng hồng mang lóe lên, cả người tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, hồng mang lại lóe lên, tại hơn 10 trượng bên ngoài hiện thân đi ra. Cũng là cao minh vô cùng, di hình đổi ảnh, chi thuật. Cuồn cuộn mà đến sóng lửa, mang tất cả đến hắn trước người một trượng nơi, rốt cục lực đạo đã hết, ảm đạm dập tắt. Tiêu phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ muốn từ giữa không trung thẳng rất xuống đi, sau lưng lôi bằng hư ảnh lóe lên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Lúc này đây toàn lực thúc dục viêm linh chi lưới kiếm, tuy uy lực đại tăng, nhưng tiêu hao pháp lực thực sự cực kỳ khủng bố. Clayman cười lên ha ha. "Tiêu tiên sinh, ta xem ngươi cũng đừng có lại vùng vẫy. Trong cơ thể ngươi pháp lực lập tức muốn hao hết. Giống như vậy uy lực cực lớn công kích, người còn có thể thi triển mấy lần?" Clayman song giơ tay lên, vô số huyết điểu, lần nữa tại trong hư không ngưng kết ra một thanh thật dài huyết kiếm, lại ra hiện tại trong tay của hắn thân ở trong biển máu, pháp lực của hắn cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không biết khô kiệt. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Clayman đem huyết kiếm dơ cao khỏi đỉnh, giữ tợn vừa cười vừa nói. Một cổ so vừa rồi càng cường đại hơn khí tức, mãnh liệt ra. Không hề nghi ngờ, dưới mắt là tiêu phàm là lúc yếu ớt nhất, cơ hội như vậy, Clayman đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định toàn lực ứng phó. chương 675, Đại nghịch chuyển. Kỳ quái chính là, tiêu phàm cũng không thất kinh, cứ như vậy lơ lửng tại trong hư không, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ, mỉa mai bên trong mang theo ti ti chờ mong ý. Clayman tâm lập tức, lột bộp, thoáng một tí, trầm xuống. Chẳng lẽ, chính mình có cái gì sơ sót sao? Liền vào lúc này, một đạo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, từ Clayman phía bên phải truyền đến. Huyết tinh chui, vào. Clayman chấn động, bật thốt lên kinh hô, mãnh liệt quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại chỉ thấy một gã hắc y áo đen làm tuần tra sứ giả cách ăn mặc huyết tộc người phe phẩy sau lưng sâu sắc màu đen cánh bằng thịt chính hướng hắn gấp sông mà đến trước mắt một đạo hồng quang tốc độ nhanh như thiểm điện người này làm tuần tra sứ giả cách ăn mặc huyết tộc người tóc vàng mắt xanh dĩ nhiên là miranda mà huyết tinh chui vào đúng vậy miranda tuyệt kỹ thành danh huyết tinh chui vào là ân gia tộc truyền lưu cực kỳ đã lâu thần công một trong, chỉ có ân vương tộc thành viên mới có tư cách tu luyện. Thông sản mà nói, nữ tính thành viên tu luyện, huyết tinh chui vào tình hình quá nhiều nam tính thành viên. ân thân vương bởi vì tu luyện, huyết linh đại pháp, liền không rảnh nữa nghiên cứu huyết tinh chui vào, nhưng đối với tại huyết tinh chui ra tay về sau cái loại này kỳ lạ bén nhọn tiếng xé gió, lại quen thuộc dị thường. Chỉ là, Miranda chẳng lẽ không phải bị chính mình thân dưới tay cấm chế, giam giữ tại nho nhỏ duy cầm bảo trong sao? Như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, nàng tự hành động tự nhiên rồi, hơn nữa đổi lại tuần tra sứ giả ăn mặc, tại chính mình không có. Nhất phòng bị thời điểm, đột thi đánh lén. Lúc này, Clayman toàn thân tất cả pháp lực, đều ở liên tục không ngừng mà hướng huyết kiếm bên trong quán thâu, huyết tinh chui vào đánh lén vừa nhanh vừa ngoan, cho dù hắn cường thịnh trở lại lại hung ác, giờ này khắc này cũng không kịp thi triển bất luận cái gì pháp thuật rồi, thậm chí còn, chấp liên tục tránh cũng không kịp. Tại hắn có thể nghe được đạo kia bén nhọn tiếng xé gió lúc, tự tỏ vẻ, huyết tinh chui, vào, đã muốn gần trong gang tắc. Lúc này Clayman duy nhất có thể làm đúng là, đem hết toàn lực đem một bộ phận pháp lực theo quán thâu huyết kiếm phương hướng chuyển rời đến sau lưng áo choàng phía trên, trong chốc lát áo choàng thượng huyết hồng hào quang đại thịnh, một cái hộ thể màn hào quang lộ ra hiện ra. Suy, phảng phất thoáng một tí liệt bạch thanh âm truyền đến, hộ thể màn hào quang lên tiếng mà toái. Clayman một tiếng buồn bực, hư, bên hông một cổ máu tươi phún dũng ra, đã bị huyết tinh chui vào bắn cái đối với xuyên đeo. Miranda không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Khoảng cách gần như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, rõ ràng cũng không có đem Clayman đưa vào chỗ chết, chỉ là tại hắn bên hông mặc một cái lỗ thủng mà thôi, cách Miranda muốn đạt thành hiệu quả, thật sự kém quá xa đây hết thảy đều bởi vì Clayman người mặc cái kia kiện áo choàng cũng là huyết tộc truyền thừa xuống một kiện dị bảo, lực phòng ngự rất mạnh. Nếu như không phải cái này áo choàng kích phát phòng bảo hộ triệt tiêu bộ phận huyết tinh chui vào uy lực, Clayman giờ phút này sớm đã trọng thương không dậy nổi. Làm cho là như thế, Clayman bỗng nhiên bị thương, đang tại hướng huyết kiếm trong lúc đó quán thâu pháp lực quá trình thoáng cái bị ngạnh xanh xanh mà gián đoạt, đại lượng pháp lực mãnh liệt xoay ngược lại, nặng nề đánh tại Clayman đan điền khí hải chỗ, lập tức vùng đan điền khí huyết cuồn cuộn, trước mắt kim tinh loạn mạo, ngực phiền ác muốn ói. Clayman lại bất chấp những này, thân ảnh nhoáng một cái, di hình đổi ảnh, thần công thi triển, nháy mắt liền chuyển rời đến 4 năm trượng bên ngoài, dùng tránh né Miranda tiến thêm một bước đuổi gỡ Iota S. Cuống chi hơn 10 trượng bên ngoài, còn có một nhìn chầm chầm tiêu phàm. Thân hình lóe lên, Clayman tại ngoài 4 năm trượng hiện thân ra, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều ở bốn phía tán loạn loạn làm một đoàn vừa rồi lần này thuấn di cơ hồ khiến hắn lần thứ hai bị thương quả nhiên hắn vừa mới thi triển ra thuấn di thủ đoạn miranda liền một kiếm chém tại hắn trước kia đứng thẳng chỗ clayman hít sâu một hơi không kịp điều tức vùng đan điền một đoàn loạn ma chân khí pháp lực tự muốn mạnh mẽ dẫn ra tức lần nữa thuấn di mà đi kết quả lại là một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Huyết tinh chui, vào. Lần này nhưng lại theo bên trái đánh úp lại. Clayman cái này cả kinh không giống tiểu khả, bất chấp suy nghĩ Miranda rõ ràng tại chính mình phía bên phải. Huyết tinh chui, vào, làm sao sẽ theo bên trái đánh úp lại. Cưỡng ép hát yêu ta ép vận chuyển chân khí, áo choàng quang hoa đại phóng, lập tức đem toàn thân cao thấp bao phủ ở bên trong. Lại là liệt bạch thanh âm huyết tinh chui vào xuyên qua áo choàng phòng ngự màn hào quang, tại Clayman ngực chui ra một đóa diễm lệ huyết hoa. Clayman thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, vẫn uất đến cực điểm. Rốt cuộc không nghĩ tới, tại đây sâu trong lòng đất, tại chính mình kinh doanh nhiều năm hang ổ bên trong, vậy mà sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc, liên tiếp lọt vào hai lần ám toán. Mikhail, Clayman bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng bên trái cách đó không xa một gã đồng dạng làm tuần tra sứ giả cách ăn mặc trung niên nam tử, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Người này hắc y quần đen, sau lưng cánh bằng thịt bay múa nam tử, đúng vậy Mikhail bá tước. Chỉ có điều giờ phút này, vốn là phong độ yêu nhã Mikhail bá tước, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt tất cả đều là khẩn trương vẻ đề phòng, cứ việc huyết tinh chui vào một kích đắc thủ. Lại thủy chung cùng Clayman bảo trì 4 năm trượng khoảng cách, không dám quá phận tới gần hai quả huyết tinh chui vào tuy nhiên đều đánh trúng mục tiêu, nhưng hiển nhiên, Clayman đã bị thương tổn xa xa không có bọn hắn trong dự tính nghiêm trọng như vậy. Người chừng nào thì hốn vào. Clayman nhìn thẳng Mikhail trong đôi mắt, vẫn nộ ngọn lửa hừng hực sao sao, hận không thể một ngụm đem Mikhail nuốt vào, cắn xé thành mảnh nhỏ. Mikhail chậm rãi nói ra, người huyết tế thời điểm. Clayman huyết tế thời điểm, tiêu phàm bỗng nhiên gờ yêu ta ết ra, băng phách phi đao cùng viêm linh chi lưỡi kiếm ra tay thời điểm, đều đều kinh thiên động địa, Clayman tất cả chú ý, đều bị tiêu phàm hấp dẫn, lúc này, Mikhail theo sát tiêu phàm sau lưng lẻn vào tiến đến, hắn thân mình cũng là huyết tộc loại người, tại đây biển máu chi bên cạnh ẩn nấp hành tích của mình, lại càng không tốn sức chút nào, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Clayman vốn là cũng ngờ tới Mikhail không biết cứ như vậy ngủ đông, ở ẩn không xuất ra, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có chỗ động tác, Đối với cái này cũng đã làm một ít chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm mạnh mẽ như vậy, Amina căn bản là ngăn cản không nổi, không thể không đem nguyên kế hoạch dùng cho phòng bị Mikhail cái kia bộ phận nhân thủ đều điều tới, toàn lực đối phó Tiêu Phàm. Đối với Mikhail cao thủ như vậy mà nói, đi theo Tiêu Phàm về sau, lẻn vào đến Lặng Yên Tư Bảo ở chỗ sâu trong, quả thực tựu giống như dạo chơi ngoại thành đạp thanh nhất loại nhẹ nhàng như thường. Trên đường đi gặp được nhất sao sao phiền thì ra là thuận tay đuổi rồi một vị không cẩn thận đã nhận ra hắn hành tung tuần tra người. Tên kia tuần tra người vốn đã theo tiêu phàm trong tay thoát được tánh mạng, may mắn thế nào đích, một đầu đánh lên Mikhail, coi như là vận rủi vào đầu, chúng mục tiêu nên tuyệt. Cái này huyết tinh chui, vào, lại là chuyện gì xảy ra? Clayman cố nén ngực cùng bên hông từng đợt kịch liệt đau nhức, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm. Huyết tinh chui, vào, là Miranda tuyệt kỹ, cũng không phải là Mikhail tuyệt kỹ. Miranda lạnh nhạt nói ra, ta truyền thụ cho hắn đích. Người dám vi phạm tổ huấn, đem Simeon gia tộc tuyệt kỹ truyền thụ cho Mikhail gia tộc người. Clayman giận dữ, quay đầu hung dữ mà nhìn thẳng Miranda, nghiêm nghị quát. Cùng, huyết linh đại pháp, bất đồng, huyết linh đại pháp là tất cả huyết tộc gia tộc cộng đồng truyền thừa, mỗi một tên thuần khiết huyết tộc người cũng có thể tu luyện huyết linh đại pháp. Mà, huyết tinh chui vào là Simeon gia tộc bí mật truyền thừa, từ xưa đến nay, không phải Simeon vương tộc thành viên bất truyền, coi như là bình thường Simeon gia tộc truyền nhân, đều không có tư cách tu luyện huyết tinh chui vào tuyệt kỹ. Kết quả, Miranda vậy mà đem cái này môn tuyệt kỹ truyền cho Mikhail. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Miranda tự nở nụ cười, dáng tươi cười rất lạnh rất lạnh, Clayman, người thật sự phi thường phi thường vô sỉ. Người ngay nữ nhì ruột thịt của mình đều nhẫn tâm gợi yêu ta ết hại, nhìn tận mắt nàng bị huyết tế nhưng bây giờ nói với ta tổ huấn, ngươi còn muốn mặt không? Từ lúc nhiều năm trước, Miranda phát xác được lặng yên tư bảo phương diện dã tâm về sau, liền quyết định, đánh vỡ gia tộc quy tắc có sẵn, đem huyết tinh chui vào tu luyện phương pháp truyền thụ cho Mikhail. Sự thật chứng minh, cái này một quyết định trước xem tính thật sự quá cao. Ngươi biết cái gì? Clayman gầm hét lên, vốn đã sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên đỏ bừng, có vẻ kích động không thôi. Hy sinh Adelina, không phải vì ta một người suy nghĩ, là vì cả huyết tộc truyền thừa cùng tương lai suy nghĩ. Chỉ kém một bước cuối cùng, có thể mở ra không gian thông đạo, đem tổ tiên đại nhân tiếp ứng tới. Các ngươi phá hủy cái này kế hoạch lớn, là chúng ta huyết tộc tội nhân thiên cổ. Clayman vùng vẩy hai tay, giống giận liên tục. Đả thông không gian thông đạo. Một mực yên lặng lặng yên chăm chú nhìn đây hết thảy tiêu phàm, mãnh liệt dơ lên hai hàng lông mày, trầm giọng hỏi hắn còn thật không biết Clayman huyết tế Adelina là vì mở ra ngàn năm trước đã muốn sụp xuống không gian thông đạo khó tự trách mình vừa bay lâm cái này biển máu trên không đỉnh càn khôn liền là có cảm ứng đối với không gian thông đạo với tư cách không gian bảo vật đỉnh càn khôn có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng lực Clayman liếc mắt nhìn hắn lạnh hư, một tiếng hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không muốn trở về đáp vấn đề này mặt mũi tràn đầy khinh thường ý Tiêu phàm lãnh đạm mà cười một tiếng, bất tử bất tật nói, Clayman tiên sinh, mặc kệ ngươi có quỷ kế gì, chúng ta đều tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được đích. Hiện tại, người đã bản thân bị trọng thương, nơi tại vòng vây của chúng ta bên trong, không có khả năng bất quá xoay người cơ hội. Đầu hàng đi. Tiêu phàm nói xong, nhấc tay vừa nhấc. Mười miếng hát trung sáng băng phách phi đao, lập tức tại trong hư không lộ ra hiện ra, trên không trung vây thành một vòng, lợi hại ngọn gió nhẹ nhàng lay động, đem Clayman chăm chú vây quanh tại trong vòng luẩn quần, tùy thời chờ lệnh phóng ra. Đồng thời ám hồng sắc quang mang lóe lên, thật dài viêm linh chi lưới kiếm nắm trong tay, một chút quán thâu pháp lực, ngọn gió liền chậm rãi trở nên sáng lên. Miranda cùng Mikhail một trái một phải, vận sức chờ phát động, ba người thành thế chân vạc, một mực kìm ở Clayman. Vừa mới viêm linh chi lưới kiếm một kích toàn lực, tuy nhiên chưa từng làm bị thương Clayman, lại đưa hắn vài tên giúp đỡ kể hết diệt sát, trong nháy mắt, vốn là đại chiếm thượng Phong Clayman liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thân chúng hai quả, huyết tinh chui vào ở vào ba đại cao thủ vây kín bên trong, không chỉ nói tiếp tục hoàn thành máu của mình tế đại kế, cho dù muốn toàn thân trở ra, cũng đã không đại khả có thể. Vô luận là Tiêu Phàm, có lẽ hay là Miranda hoặc là Mikhail, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn đích. Cái này huyết tộc đại bổ thánh địa, vậy mà có nhiều khả năng chuyển hóa thành Clayman nơi táng thân đầu hàng. Clayman khẽ giật mình, như là nghe được cái gì nhất buồn cười sự tình, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chân đắc cả dưới mặt đất động rộng rãi, ông ông tác hưởng. Nằm mơ đi thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 675.